ta từ nhỏ đã giáo dục ngươi, đối thủ lớn nhất của Hải Thần Đảo là Thiên Kiếm Thần Tông. Ngươi trưởng thành, vậy mà lại đi đầu quân cho Thiên Kiếm Thần Tông. Ta từ nhỏ đã giáo dục ngươi, sinh ra ở Hải Thần Đảo, chết tại Hải Thần Đảo, sinh sinh tử tử của Hải Thần Đảo, ngươi cũng dám khiêu chiến Hải Thần Đảo. Ta từ nhỏ đã giáo dục ngươi, vì gia tộc, vì Hải Thần Đảo, bản thân có thể bỏ qua hết thảy, vậy mà ngươi lại nhu nhược sợ chết như thế. Dương Biện nhìn người đã từng là phụ thân của mình, chỉ lạnh lùng đáp lại hai chữ. Súc sinh. Ánh mắt Dương Thiên Khuyết trở nên giá lạnh. Khiêu khích gia tộc, nhục nhã phụ thân, bây giờ ngươi đã luân lạc tới trình độ này. Đừng có lại đề cập gia tộc với ta, ngươi càng không xứng làm phụ thân. Ta đã từng cảm thấy vinh hạnh khi ở Hải Thần Đảo, bây giờ lại lấy làm hổ thẹn vì các ngươi. Mệnh của ngươi là gia tộc cho, khi gia tộc suy nghĩ lấy lại, lấy lúc nào. Ngươi không có tư cách phản đối, ngươi càng không có tư cách tức giận. Hải Thần Đảo phát triển đến thế hệ này, cuối cùng đã tới thời điểm có thể trở lại hoàng đạo, tất cả mọi người hẳn là nên vứt bỏ tất cả, toàn lực ứng phó, chỉ cần có thể làm ra cố gắng chấn hưng Hải Thần Đảo, hết thảy đều có thể hy sinh. Bao gồm cả mệnh, bao gồm cả mạng của tất cả mọi người. Ha ha, ngươi buồn cười lại thật đáng buồn. Những ngươi từng tiếng là vì gia tộc, vì Hải Thần Đảo, tại sao lại muốn xử tử ta? Dương Thiên Hữu rời khỏi kình hồn của ta liền không thể thức tỉnh viễn cổ kình hồn. Ta trở về, viễn cổ kình hồn, thánh vương thiên phẩm, không phải ta có tư cách làm tộc trưởng hơn. Nếu ngươi nói cái gì cũng đều có thể hy sinh, vì sao không nghênh đón ta trở về, vì sao không chủ động thoái vị? Tính cách ngươi vội vàng sao động, không thích hợp làm thống lĩnh. Ngươi rất cao ngạo, bất khuất dưới người, chỉ có thể chết, không thể nào giữ lại. Thiên Hữu thức tỉnh viễn cổ kình hồn. Cần đầy đủ thuốc dẫn, ngươi phải chết. Về phần bây giờ, trong lòng ngươi có thù hận, càng không thể làm tộc trưởng. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, cút đi, ta không muốn lại phế nửa câu với ngươi. Giao Thiên Hữu ra, nằm mơ sao, ta sẽ lăng chỉ hắn ở ngay trước mặt phụ mẫu của hắn. Ta sẽ xé sống phụ mẫu của hắn ở ngay trước mặt Hải Thần Đảo. Ta sẽ quanh quẩn trước mặt toàn thần dụ chi hải, đồ sát Hải Thần Đảo các ngươi. Dương Biện dữ tợn, lên tiếng gào thét. Tìm Thiên Kiếm Thần Tông nương tựa, đồ sát thân tộc mình, ngươi muốn để mọi người của thần dụ chi hải đều biết ngươi là súc sinh sao? Chớ bàn bạc thân tộc với ta, thân tộc của ta là mẫu thân của ta. Bọn họ, đã bị các ngươi tai họa. Sứ mệnh tiếp theo của ta, chính là báo thù. Tuy nhiên, sắc mặt Dương Biện thoáng hỏa hoãn, Triệu Dương Thiên Hữu máu thịt be bét từ trong nhẫn không gian ra. Nếu ngươi đã tự mình tới đòi người, ta cũng không thể để ngươi tay không mà về. Dương Biện đưa một tay bóp lấy cổ Dương Thiên Hữu, một phát bắt được đầu, dưới ánh mắt càng lúc càng lạnh của Dương Thiên Khuyết, soạt một tiếng, toàn bộ đầu ra đều bị xé xuống. Cử động tàn nhẫn để người của Thiên Kiếm Thần Tông đều khẽ nhíu mày. Tuy nhiên trên mặt bọn hắn rất nhanh đã lộ ra nụ cười thản nhiên. Một màn này, mang ý nghĩa Dương Biện đã triệt để quyết liệt cùng Hải Thần Đảo. Dương Biện ném ra đầu ra. Lấy về đi, ta, thưởng cho ngươi. Dương Thiên Khuyết nhìn ra đầu tùy ý rơi vào trên biển, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Ngươi phải vì hành động của mình, trả giá đắt. Dương Biện đối xử lạnh nhạt rằng co. Lời giống như vậy, ta tặng lại cho ngươi, đưa cho toàn bộ Hải Thần Đảo. Dương Thiên Khuyết ra hiệu bằng vương rời khỏi, trước khi đi còn đưa cho Thiên Kiếm Thần Tông một câu. Nếu như các ngươi dám nhúng tay vào việc tư của Hải Thần Đảo, Hải Thần Đảo thà rằng không còn đăng lâm thiên khải chiến trường cũng phải kéo các ngươi xuống. Phó Hành Không không để ý đến loại uy hiếp này, hắn nhìn Dương Thiên Hữu trong tay Dương Biện, nhìn lại Dương Biện sát khí đầy người, hài lòng cười. Đã mất đi viễn cổ kình hồn, Dương gia còn lấy cái gì đăng lâm thiên khải chiến trường? Không có Thánh Vương áp trận, kết cục bọn hắn đi lên đã được chú định. Trên khuôn mặt già nua của Phó Khải Minh đều lộ ra mấy phần nụ cười nghiền ngẫm, Hải Thần Đảo, uy hiếp lớn nhất cứ kịch tính kết thúc như vậy. Ý trời sao? Ngàn năm trước, Hải Thần Đảo bị phần Thiên Thần Hoàng một bàn tay đánh ra khỏi thiên khải chiến trường. Bỏ bao công sức hoạt động ngàn năm, chính là chờ thời khắc trở lại lịch sử thiên khải, đúng lúc gặp phần Thiên Thần Hoàng tái thế luân hồi, cơ hội báo thù từ trên trời rơi xuống đang tốt, kết quả lại lôi mình vào. Khương Phàm nói. Hôm nay lại rước lấy phiền phức cho Thiên Kiếm Thần Tông, hôm nào nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi. Phó Hành Không nói.
Tiếp theo rất có thể Dương gia sẽ tập trung toàn bộ lực lượng săn giết các ngươi, không ngại tới Thiên Kiếm Thần Tông chúng ta tránh một chút trước. Lần này chúng ta tới 5 vị thánh linh, giữ được các ngươi. Chúng ta đang chuẩn bị rời khỏi. Ồ, thế giới mới vừa mới bắt đầu, các ngươi hẳn là còn không có lấy được bảo bối gì, bây giờ liền rời khỏi. Thế giới mới tuy tốt, nhưng lại quỷ dị. Khi Khương Phàm đang nói chuyện, chỉ đại vương trên lưng Long Lân Lôi Mã, nói. Chúng ta theo nó nơi đó hiểu được chút tình huống, chia sẻ cho các ngươi, xem như cảm tạ hôm nay trợ giúp. Ồ, Phó Hành Không bọn hắn thoáng cảnh giác, chẳng lẽ đã phát hiện bí mật. Thế giới mới xa so với chúng ta nhìn thấy hay nghĩ tới còn muốn to lớn và cường đại hơn. Đầu tiên, phạm vi nơi này có hơn mười mấy vạn dặm, có rừng rậm hoang mạc cùng biển cả, còn có 38 tổ nguyên sơn, chính là cự nhạc mà chúng ta nhìn thấy. Thứ hai, mỗi một ngọn tổ nguyên sơn đều có một yêu chủ, mỗi bộ tộc yêu chủ đều có một đến hai thánh linh. Trừ cái đó ra, còn có yêu tộc đếm mãi không hết. Càng quan trọng hơn, nơi này có một ngọn giới nguyên sơn khống chế tất cả yêu chủ, là chủ nhân thật sự của thế giới này. Chủ nhân thật sự, nó còn có thể khống chế tất cả yêu chủ. Ngươi xác định sao? Phó Hành Không và đám người xác thực đã bị kinh đến, 38 tòa cự nhạc. Hơn 40 thánh linh. Đây là đội hình thực lực khủng bố gì? Còn có chủ nhân giới nguyên càng đáng sợ. Thánh vương sao, hay là thánh hoàng? Chẳng phải là di tích này có 2-3 thực lực hoàng đạo sao? Khương Phàm nghiêm túc nói. Ta không cần thiết nói chuyện giật gân ở vấn đề này, nơi này xác thực có giới nguyên sơn, khống chế yêu chủ, khống chế toàn bộ di tích thế giới. Vẻ mặt Phó Hành Không trở nên nghiêm trọng. Khống chế như thế nào? Nếu so sánh toàn bộ thế giới như một pháp trận, 38 ngọn tổ nguyên sơn là bên ngoài trận tâm, giới nguyên sơn chính là trận tâm, vậy thì mang ý nghĩa giới nguyên có thể thông qua pháp trận, khống chế toàn bộ thế giới, bao gồm cả cương vực ở các nơi, cũng bao gồm cả bình chướng trên khung trời. Các ngươi hẳn còn nhớ tình cảnh ban đầu tiến đến, bình chướng cũng không phải là do các ngươi đánh tan, mà là tự động tản ra. Đó phải là chủ nhân giới nguyên đã buông ra, bởi vì... Chủ nhân giới nguyên cần huyết nhục tế hiến. Nói rõ ràng, giới nguyên chủ nhân cách mỗi trăm năm, cũng sẽ phải cần 38 yêu chủ tế hiến tộc nhân thuần huyết cho hắn. Nói cách khác, ngọn giới nguyên sơn kia cần máu tươi nuôi nấng. Thánh bằng đảo và hải thần đảo đột nhiên phát hiện nơi này đã kích thích thần dụ chi hải, cũng kích thích vị chủ nhân giới nguyên này. Bên ngoài muốn càn quét nơi này thì tham lam bên ngoài. Ta có một cảm giác. Bây giờ thế giới mới tựa như là một tấm lưới lớn đang vung ra, tất cả mọi người tiến đến đều là cá. Thấy tốt thì lấy, còn có thể thoát thân. Một khi lưới lớn bị nắm chặt, cũng chỉ có thể biến thành một cái thớt gỗ thịt cá, mặc người ta chém giết. Vẻ mặt của Phó Hành Không và đám người dần dần nghiêm trọng hơn, nếu thật sự là như thế, vậy cái bảo địa thần bí nhìn sinh cơ bừng bừng này chính là một tuyệt địa tử vong. Bây giờ cường tộc các phương và hải thú đang không ngừng liên tục xông tới. Số lượng có trên mấy trăm ngàn, thậm chí còn có thể càng nhiều hơn. Một khi thế giới mới bị phong bế, giới chủ lại có thực lực thánh vương thánh hoàng, còn có thể khống chế không gian toàn bộ di tích, kết quả kia. Thật sự không thể chịu nổi. Khương Phàm lại nói, chủ nhân giới nguyên bây giờ đang ngồi nhìn mặc kệ, mặc cho các ngươi đổ sát cướp bóc, là đang kích thích các ngươi tham lam, cũng là làm cho người bên ngoài nhìn. Nó tổn thất càng lớn, thế lực xông vào càng điên cuồng. Tin tức truyền đi càng mê người, cũng sẽ có càng nhiều người tràn vào nơi này. Mặc dù bây giờ chủ nhân giới nguyên còn không đến mức đóng lại bình chướng, nhưng ai cũng khó xác định nó sẽ thu lưới ở ngày nào. Cho nên, tốt nhất các ngươi là thấy tốt thì lấy, dù gì cũng phải tùy thời làm tốt chuẩn bị rút lui. Phó Hành Không chậm rãi gật đầu. Lục công tử nhắc nhở, chúng ta sẽ lưu ý. Chúc các ngươi may mắn, chúng ta cáo từ trước. Khương Phàm chắp tay hành lễ, cáo biệt đi xa. Phó Hành Không cau mày, càng nghĩ càng cảm giác nguy hiểm. Bây giờ tất cả mọi người đều bị lợi ích to lớn làm đầu óc choáng váng, cũng đều không rõ ràng tình huống thật sự của thế giới mới, mặc dù sớm muộn cũng sẽ phát hiện nguy hiểm, nhưng thật sự đến một khắc này, cái gọi là chủ nhân giới nguyên đều đã có thể muốn thu lưới. Đây là muốn một mẻ hốt gọn thần dụ chi hải sao? Thật ác độc mà! Thánh Vương Thiên Phẩm! Phó Khải Minh bỗng nhiên khẽ nói. Dương Biện, viễn cổ kinh hồn, Thánh Vương Thiên Phẩm, vào cái ngày thật sự bước đến Thánh Vương cảnh giới đó, tuyệt đối có thể trở thành tồn tại đỉnh phong nhất thần dụ chi hải,
Ta nói là Lục Du, Thánh Vương Thiên Phẩm. Phó Khải Minh nhìn qua phương hướng bọn người Khương Phàm đi xa, vẻ mặt phức tạp. Lục Du là Thánh Vương Thiên Phẩm, làm sao ngài, xác định? Phó Hành Không và đám người chợt lộ kinh sợ. Ta không xác định, nhưng ta có thể nhìn ra được hắn đang áp chế Linh Văn. Cố gắng áp chế, lại còn là khí tức Thánh Linh Thiên Phẩm. Hắn cũng không phải hắc động Linh Văn, trong kinh mạch của hắn chảy xuôi chính là hỏa diễm. Hắn cũng không phải đứng ở vị trí thứ hai, mà là lãnh tụ thật sự của đội ngũ. Phó Khải Minh chậm rãi lắc đầu. Ta có một loại hoài nghi, không phải Dương Biện triệu tập những người này, mà là Lục Du triệu tập Dương Biện. Tán tu của thần dụ chi hải không thể nào sinh ra Thánh Vương Thiên Phẩm. Phó Hành Không nghiêm túc lên, chẳng lẽ không phải tán tu? Vậy hắn là ai? Ai có thể cho lực lượng Dương Biện báo thù, ai có thể để cho Dương Biện đi theo? Ngươi muốn làm thế nào? Bằng Vương chở Dương Thiên Khuyết rời khỏi trăm dặm liền ngừng. Dương Thiên Hữu không chỉ có ý nghĩa trọng đại đối với Hải Thần Đảo, mà đối với Thánh Bằng Đảo cũng quan trọng giống như vậy. Bởi vì thứ mạnh nhất để Hải Thần Đảo ỷ vào khiêu chiến Hoàng Đạo, chính là Dương Thiên Hữu. Chỉ cần Dương Thiên Hữu chân chính bước lên cảnh giới Thánh Vương liền có thể đánh đâu thắng đó tại Thiên Khải chiến trường, lại phối hợp với Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo, hoàn toàn có thể giết ra một con đạo đường máu vấn đỉnh Hoàng Đạo. Nhưng không có Dương Thiên Hữu, Hải Thần Đảo sẽ không có lực lượng để khiêu chiến Thiên Khải chiến trường, Thánh Bằng Đảo bọn hắn càng không nhất định lại bồi tiếp chịu chết. Ta nhất định sẽ mang Thiên Hữu trở về. Dương Thiên Khuyết âm trầm sắc mặt, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Trước đó ôm lấy lòng tin đối với Dương Thiên Hữu, sau khi đạt được Hải Hoàng Tam Xoa Kích lại càng có lòng tin, phối hợp Viễn Cổ Kình Hồn cùng Thiên Mệnh chiến giới, tương lai sau khi Dương Thiên Hữu sẽ bước lên cảnh giới Thánh Vương, thậm chí có thể khiêu chiến Thánh Hoàng, hy vọng trở lại hoàng đạo của Hải Thần Đảo bọn hắn sẽ đạt từ 7 phần trở lên. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Thiên Hữu lại rơi xuống trên tay Dương Biện quá tùy tiện, đây quả thực là hoang đường. Ta hỏi là, người muốn làm thế nào? Bằng Vương ngữ khí lạnh nhạt, Thánh Bằng Đảo bọn chúng muốn đánh cược hết thảy để bồi Hải Thần Đảo chinh chiến Thiên Khải chiến trường, đây không phải trò đùa. Mời Thánh Tổ các ngươi, tự mình theo giúp ta đuổi bắt Dương Biện. Người muốn đuổi không chỉ là Dương Biện, còn phải đề phòng Thiên Kiếm Thần Tông, muốn đuổi thì Thánh Tổ Dương gia các ngươi cũng phải cùng đuổi. Nhưng cứ như vậy, trong đội ngũ cũng chỉ còn lại có 3 vị Thánh Linh. Chỉ cần đánh tan liên minh lâm thời của Thủy Kỳ Lân và Giao Long này, 3 vị Thánh Linh đã đủ để quét ngang hải vực. Ta còn có một đề nghị. Nói, mời Dương Biện về. Dương Biện đã là Thánh Vương Thiên Phẩm, còn thức tỉnh Viễn Cổ Kình Hồn, tay cầm vũ khí có thể chống đỡ Hải Hoàng Tam Xoa Kích, tiềm lực thiên phú đều tương xứng với Dương Thiên Hữu. Nếu như ngươi có thể buông xuống tư thái, mời hắn về phối hợp với Dương Thiên Hữu, Hải Thần Đảo sẽ không có bất kỳ gì để lo lắng đăng lâm hoàng đạo. Dương Thiên Khuyết trầm mặc, đứng ở góc độ lợi ích gia tộc, đây đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn bởi vì để che giấu bê bối chuyện xử tử Dương Biện nên đã làm quá tuyệt tình. Một ít thân tộc của Dương Biện còn sót lại, cũng bởi vì cái chết của Dương Duy, bị Dương Ngọc Trân xử tử toàn bộ. Đưa mắt nhìn khắp toàn cả gia tộc, có thể nói người còn có chút liên quan cùng Dương Biện, cũng chỉ hắn, Dương Lam, Dương Thiên Hữu. Người như vậy, đã bị thù hận thôn phệ, mời về gia tộc hậu quả khó mà lường được. Coi như Dương Biện chủ động yêu cầu gia nhập, Dương Thiên Khuyết cũng không dám dùng. Hắn sợ Dương Biện đang nhẫn nhịn, sẽ tìm cơ hội hủy đi Dương Thiên Hữu, hủy đi Dương gia. Hắn càng sợ Dương Biện cùng Dương Thiên Hữu, hai hổ tranh chấp, sẽ ràng buộc ở Dương gia, mang đến cho Hải Thần Đảo tổn thương khó có thể tưởng tượng. Bằng Vương tiếp tục ép hỏi. Ta hỏi lại một vấn đề tàn khốc, nếu như Dương Biện thật sự giết Dương Thiên Hữu thì sao? Ngươi là ủng hộ Dương Biện trở về, hay là giết hắn? Dương Thiên Khuyết trầm mặc một lát, nói. Ta rất hiểu rõ Dương Biện, hắn không thể nào giết Thiên Hữu bây giờ, hắn sẽ chờ ta xuất hiện mà ra tay ở ngay trước mặt ta, thậm chí sẽ chạy đến phía ngoài hải vực, giết Thiên Hữu ở trước mặt tất cả mọi người. Hắn cần một nghi thức chiêu cáo thần vực chi hải báo thù, mà không phải mình tự mình xử lý. Trước đó ta đã cảnh cáo rồi, nếu như cuối cùng Dương Thiên Hữu thật sự chết, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đón Dương Biện về. Còn phải xử lý tốt mối quan hệ, nếu không Thánh Bằng Đảo chúng ta tuyệt đối không phụng bồi. Sau khi tin tức Dương Thiên Hữu bị bắt truyền khắp chiến trường, các cường giả của Hải Thần Đảo và Thánh Bằng Đảo đều bị kích thích,
bọn hắn phát cuồng tấn công mạnh, trùng kích dã man, từ từ khống chế được chiến trường. Nửa ngày sau, khi kim sĩ đại bằng tháo chạy, liên minh lâm thời này đã nhanh chóng tan rã. Thủy kỳ lân quả quyết rút lui, trước khi vòng vây hình thành, bọn chúng đã mang theo hai bán thánh thủy kỳ lân chật vật đào thoát. Ly Long, Giao Long, Thủy Kỳ Lân, toàn bộ bị hải thần đảo cùng thánh bằng đảo bao vây tiêu diệt, không một con may mắn thoát khỏi. Sau khi hải thần đảo cùng thánh bằng đảo thương lượng đơn giản, một thánh tổ lôi bằng và một thánh tổ dương ra, mang theo Dương Thiên Khuyết, Bằng Vương và hai vị bán thánh, tự mình đuổi bắt Dương Biện. Những đội ngũ khác được ba vị thánh linh và 10 vị bán thánh dẫn đầu, tiếp tục càn quét hải vực. Bọn người Khương Phàm cũng không có vội vã rời khỏi thế giới mới, mà khống chế Long Lân Lôi Mã phóng tới 3 vạn dặm, tìm tới một nơi ẩn nấp giấu đi. Dương Thiên Hữu bị ném xuống đất, máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, mặc dù đã tỉnh lại, nhưng vẫn rất suy yếu. Thiên Kiếm Thần Tông đâu? Ha ha, bây giờ không phải ngươi hẳn là đã đầu nhập vào Thiên Kiếm Thần Tông sao? Dương Biện nhìn đệ đệ đã từng rất thân, lại nhớ tới Lôi Tú, nhớ tới mẫu thân, gương mặt hắn lại từ từ vặn vẹo dữ tợn. Mối thù của ta, chính ta báo. Bây giờ là ngươi, tiếp theo chính là lão nương đáng chết kia của ngươi. Ta sẽ để cho tất cả các ngươi, đều nợ máu trả bằng máu. Dương Thiên Hữu miệng đầy máu tươi cười lạnh. Tự mình báo, chỉ bằng mấy người các ngươi đây. Ha ha, đại ca à, ngươi cũng có thời điểm ngây thơ như vậy sao? Ngươi không thể, không có nghĩa là ta không thể. Ngươi rời khỏi hải thần đảo, chẳng phải là cái gì, ta rời khỏi hải thần đảo, vẫn là tuyệt đại thiên kiêu như cũ. Rời khỏi hải thần đảo, ngươi chính là phản đồ. Ngươi không chỉ có phản bội gia tộc, càng phản bội hải thần đảo. Ngươi là tội nhân của Dương gia. Ta, hổ thẹn vì ngươi. Luôn mồm đều là phản bội, các ngươi thật sự làm cho ta buồn nôn. Dương Biện nâng một chân, đánh vào lồng ngực Dương Thiên Hữu. Dương Thiên Hữu nằm ngang bay ra ngoài, đâm vào trên núi đá, động đến vết thương trên toàn thân, đau đến hắn suýt chút nữa ngạt thở. Sắc mặt Dương Biện âm trầm từ từ đi đến chỗ Dương Thiên Hữu. Lôi Tú chết như thế nào? Dương Thiên Hữu suy yếu ho ra máu, lạnh lùng nói. Ngươi hại chết, chớ thể hiện thông minh với ta, dám giết không dám nhận sao? Chính là ngươi hại chết. Nếu như ngươi không giết chết Dương Duy, Dương gia sẽ khi dễ cô ta như cống phẩm mà đặt ở nơi đó, mặc kệ không hỏi, cũng sẽ không tổn thương. Nếu như ngươi không đưa tín vật đính ước trước hôn lễ, cô ta đã sớm nhận lấy số mệnh, cũng sẽ không phản kháng, sẽ không còn có tưởng niệm khác. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại giết Dương Duy, lại cho cô ta tưởng niệm. Cô ta bị tra tấn và mong ước khốn nhiễu, hỏng mất. Dương Thiên Hữu ho khan vài tiếng, miệng mang đầy máu mà cười lạnh. Đây không phải ngươi giết sao? Dương Biện đến ở trước mặt hắn, dùng sức nắm chặt chiến kích. Mẫu tử các ngươi cướp đi mệnh của ta, thân tộc ta, người yêu của ta, cướp đi hết thảy mọi thứ của ta cũng sẽ cướp đi hết thảy mọi thứ của ngươi. Ha ha, ngươi cướp không được, ngươi không dám, nếu không coi như hải thần đảo nghênh chiến Thiên Kiếm Thần Tông, cũng đều sẽ bắt ngươi lại, đồ sát cùng tất cả những người có liên quan tới ngươi. Ngươi càng không thể. Phụ thân cũng đã đang đi tìm ta, không bao lâu, ngươi liền. Dương Thiên Hữu lời còn chưa dứt, phần bụng đột nhiên truyền đến đau nhức kịch liệt, con người của hắn có chút ngưng tụ, khó có thể tin cúi đầu xuống. Đồ thần chiến kích trong tay Dương Biện, vô tình đâm vào bụng Dương Thiên Hữu, nơi đó là khí hải. Ngươi! Dương Thiên Hữu ớn lạnh toàn thân, đang muốn ngăn cản, đồ thần chiến kích lại bộc phát khí tức sát lục thảm liệt, tràn ngập bá khí cương mãnh. Chấn vỡ khí hải, trùng kích kinh mạch toàn thân. A! À, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng rừng hoang hắc ám. Kinh mạch toàn thân Dương Thiên Hữu vỡ vụn, cự kình linh văn mà hắn kiêu ngạo nhanh chóng ảm đạm. Sắc mặt hắn tái nhợt, hoảng sợ nhìn phần bụng be bét máu thịt, hắn kêu thảm, thét lên, cơ hồ đã trở nên điên cuồng. Khí hải bị phá, kinh mạch vỡ nát, hắn bị phế đi. Dương Biện một phát bắt được đầu của hắn. Viễn cổ kình hồn của ngươi, thuộc về ta. Không, không, ngươi không thể nào, ta là hy vọng của Dương gia, ta là chủ nhân tương lai của hải thần đảo. Ngươi không thể nào, ngươi không thể nào. Dừng tay, Rốt cuộc Dương Thiên Hữu cũng sợ hãi, hắn giãy giụa kịch liệt, nhưng kinh mạch đã vỡ vụn, rốt cuộc cũng không phóng thích ra được năng lượng,
chỉ có thể mặc cho kình hồn bị vô tình kéo ra khỏi nội hải. Giống. Viễn cổ kình hồn rời khỏi nội hải nhảy vọt lên, mặc dù hồn phách nhưng lại phát động lên thủy triều cuồn cuộn, phát ra tiếng gào thét hùng hậu, tức giận, uy nghiêm, mưu toan tránh thoát khỏi sự giam cầm của Dương Biệt. Ta từng ở địa ngục thể nghiệm qua cảm giác sống không bằng chết, ngươi, cũng nếm thử đi. Dương Biệt kéo lấy viễn cổ kình hồn đang giãy giụa, cưỡng ép dung nhập vào nội hải trong thân thể mình. Giống. Viễn cổ kình hồn của Dương Biệt cắn một cái vào kình hồn của Dương Thiên Hữu, va chạm mặt biển, kéo vào đáy biển thâm thúy tàn nhẫn gặm ăn. Viễn cổ kình hồn của Dương Thiên Hữu giãy giụa kịch liệt, nhưng ở trong nội hải của người khác, lại là linh hồn cảnh, nó giãy giụa lại hoàn toàn phí công. Không không không, trả viễn cổ kình hồn lại cho ta. Trả lại cho ta, ngươi có biết hải thần đảo vì để cho ta thức tỉnh viễn cổ kình hồn đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng không? Ngươi không thể tuyệt tình như vậy, ngươi không thể hủy nó. Dương Thiên Hữu lộn nhào bổ nhào trước mặt Dương Biệt, máu me đầy mặt, đau đớn gào thét. Viễn cổ kình hồn là kiêu ngạo của hắn, càng là vốn liếng để hắn dẫn dắt hải thần đảo, miệt thị tất cả thiên tài của thần dụ chi hải. Vì để thức tỉnh viễn cổ kình hồn, Dương gia đã xử tử Dương Biệt, Ngụy gia hy sinh lão tổ, hắn càng dùng các loại đan dược linh túy để thay xương đổi cốt. Hắn không thể nào mất đi viễn cổ kình hồn. Cái này so với mệnh hắn còn quan trọng hơn. Hãy từ từ cảm nhận lấy cái cảm giác này, cái này gọi là tuyệt vọng, cái này gọi là đau khổ, cái này gọi là sống không bằng chết. Dương Biện đá văng Dương Thiên Hữu, sau đó ngồi xếp bằng ngay tại chỗ để luyện hóa viễn cổ kình hồn. Đối với cự kình linh văn mà nói, không còn cái nào bổ dưỡng hơn thứ này. Ngươi đã bị gia tộc từ bỏ, nếu như ta lại phế đi, hy vọng của gia tộc sẽ đặt ở đâu? Ngươi là muốn hủy Dương gia, hủy hải thần đảo ngàn năm chờ đợi sao? Tên hồn đản ngươi, ngươi là tên phản đồ, ngươi là súc sinh, ngươi chết không yên lành. Dương Thiên Hữu gào thét, không còn trầm ổn tỉnh táo như thường ngày. Từ đầu đến cuối được gia tộc cẩn thận nuôi nhốt, hắn căn bản không chịu nổi đả kích bất thình lình. Thật đáng tiếc, Dương Ngọc Trân lại dưỡng ngươi thành bộ dáng này. Dương Biện nhắm mắt lại, không để ý tới hắn nữa. Trả viễn cổ kình hồn lại cho ta. Dương Thiên Hữu dữ tợn bổ nhào qua, lại bị Khương Phàm một tay bóp lấy cổ, thô lỗ lác ở trên mặt đất. Thiên mệnh chiến giới, giao cho ta. Mơ tưởng. Dương Thiên Hữu chưa bao giờ chật vật qua như thế, cái này khiến hắn khuất nhục, tức giận, táo bạo, muốn phát tiết. Nhưng kinh mạch đã vỡ vụn, kinh hồn đã bị cướp, hắn không có cường thế cùng kiêu ngạo như trước đó nữa, mà lại yếu ớt mặc người chém giết. Tỉnh táo chút, ngươi không gánh nổi thiên mệnh chiến giới, giao ra. Ngươi là cái thá gì, ta chết cũng sẽ không giao cho ngươi. Ngươi giao ra, chừa chút tôn nghiêm, sớm nghỉ ngơi. Nếu để cho ta tự mình động thủ, ngươi so bây giờ còn muốn chật vật hơn nữa đấy. Các ngươi là bọn giặc cỏ, là bọn thổ phỉ. Các ngươi không xứng có được đồ của Dương Thiên Hữu ta. Ta, chết cũng sẽ không giao cho các ngươi. Dương Thiên Hữu ngẩng đầu lên trời giống to, nghĩ đến tự bạo, nhưng tàn khốc là kinh mạch của hắn vỡ vụn. Đã không thể nào điều động năng lượng. Khương Phàm lạnh lùng nhìn hắn. Một lần cuối cùng, tự mình giao ra. Đại vương vuốt vuốt hải hoàng tam xoa kích. Đừng không biết điều, giấy giụa vô ích cũng không thể hiện được ngươi vũ dũng, mà là ngây thơ. Mặt mũi Dương Thiên Hữu mang đầy máu, nhìn Khương Phàm. Dương Biện đã cho các ngươi điều kiện gì, ta cho các ngươi gấp bội. Khương Phàm cười, bọn người Chu Thanh Thọ cũng đều cười. Dương Thiên Hữu kịch liệt ho khan. Đối với hải thần đảo mà nói, Dương Biện phải chết, coi như tìm Thiên Kiếm Thần Tông nương tựa, cũng cứu không được hắn. Các ngươi muốn chôn cùng hắn sao? Khương Phàm giơ tay lên, ngả vào trước mặt Dương Thiên Hữu. Thiên mệnh chiến giới. Trước khi Dương gia đuổi tới nơi này, cam đoan của ta vẫn sẽ hữu hiệu. Bắt lấy Dương Biện, quy thuận ta, các ngươi liền sẽ có được ánh sáng tương lai. Dương Thiên Hữu còn muốn tranh thủ. Lại bị Chu Thanh Thọ bóp lấy cổ tay, thô lỗ giật nhẫn không gian xuống. Ta xem trong này có cái gì trước một chút. Chu Thanh Thọ đã đợi đã không kịp, đây chính là siêu cấp thiên tài được hải thần đảo toàn lực bồi dưỡng, trong nhẫn không gian khẳng định có đồ tốt. Trả lại cho ta. Dương Thiên Hữu muốn nhào về phía Chu Thanh Thọ, lại mệt mỏi quỳ ở trước mặt hắn. Cút ngay. Chu Thanh Thọ đá vào ngực hắn. Dương Thiên Hữu chật vật quay cuồng, khuất nhục, đau đớn.
để vị thiên kiêu cao cao tại thượng này rốt cuộc cũng sụp đổ, ngực bụng nhấc lên, phun ra một ngụm máu tươi. Còn muốn tiếp tục sao? Khương Phàm nhấc chân dẫm ở mặt của hắn, dùng sức đặt ở trong đất bùn. Dương Thiên Hữu lắc lư ánh mắt, trong mắt tràn ngập oán hận. Bờ môi nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy gân xanh, sau nhiều lần giãy giụa, hắn vẫn đành phải giơ tay lên, đặt tại ngực. Trong trái tim dần dần hiện ra hào quang sáng tỏ, càng ngày càng hừng hực, thân thể rách dưới đều chiếu ánh như trong suốt. Ngay sau đó trong thân thể hiện ra huyết văn tinh hồng, như là xiềng xích, từ từng vị trí rút ra, hội tụ đến trái tim. Trái tim bành trướng nhảy lên, hào quang rực rỡ như mặt trời. Từng luồng khí tức thần bí, thê lương, lại lộ ra uy nghiêm, từ toàn thân nở rộ, mãnh liệt trong dãy núi rừng rậm, kích thích linh hồn đám người Dương Biệt, Khương Qua. Dương Thiên Hữu không cam lòng, nhưng vẫn kéo thiên mệnh chiến giới đi ra, sau đó triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt ảm đạm. Khương Phàm kéo Dương Thiên Hữu vào thông thiên tháp, cầm lấy thiên mệnh chiến giới rạng rỡ ánh sáng. Là một viên ngọc cầu, sáng long lanh, mặt ngoài lại có vết nứt rõ ràng, giống như đã từng bị đả kích hủy diệt. Bên trong ngọc cầu có một viên ngọc thạch lơ lửng bất quy tắc mang theo màu sắc rực rỡ, hẳn là thiên mệnh thần thạch. Bên trong ngọc cầu còn phiêu đãng văn tự cổ lão dày đặc, khi thì khuếch tán, khi thì dung nhập màu sắc rực rỡ vào ngọc thạch, giống như pháp trận huyền diệu đang kích ra hiệu quả trong ngọc thạch. Thiên mệnh chiến giới. Khương Phàm mở lồng ngực ra, nhét ngọc cầu vào. Ngọc cầu nhận máu mới, trong nháy mắt đã trải rộng cường quang, toàn thân Khương Phàm đều bị chiếu trong suốt. Thần uy cuồn cuộn, kích động huyết khí toàn thân, kích thích linh hồn chu tước. Tự phù bên trong ngọc cầu kịch liệt rung chuyển, liên tiếp xông ra khỏi ngọc cầu, tản mát đến khắp cơ thể Khương Phàm, xen lẫn thành xiềng xích màu máu tinh mịn. Khương Phàm cảm giác thân thể đang có năng lượng thần bí dung nhập, khí thế đều trở nên khó lường, giống như trong thoáng chốc muốn hóa thành thần linh, đánh gãy đại đạo, uy lẫm dân chúng. Ngọc cầu sau khi hấp thu máu tươi, chậm rãi chìm vào huyết hải trái tim. Giờ khắc này đã để Khương Phàm không tưởng tượng được chuyện kỳ dị phát sinh. Ngọc cầu trước khi rơi xuống lại lắng đọng ở giữa bốn cái, bản thân, bị chiếu sáng rạng rỡ. Một màn này giống như bốn Khương Phàm đang bảo vệ ngọc cầu, lại như là ngọc cầu đang cùng bọn hắn hòa làm một thể. Trong lòng Khương Phàm khẽ động, chẳng lẽ thời điểm kích phát bản thân, cũng có thể tăng cường uy lực thiên mệnh chiến giới. Chu Thanh Thọ nói, bây giờ liền bắt đầu dung hợp, rất nhanh nha. Khương Qua nhìn đến ánh sáng rạng rỡ, thấy Khương Phàm giống như là thần tử con của thần nói. Dương Thiên Hữu có thể tại linh hồn cảnh cửu trọng thiên vượt cảnh giới áp chế niết bàn cảnh tam trọng thiên, bây giờ Khương Phàm là ngũ trọng thiên, rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến niết bàn cảnh cao giai. Đại vương sợ hãi thán phục. Có khoa trương như vậy không? Niết bàn cao giai, đây chính là bắt đầu biến đổi đến thánh linh. Khương Qua lại nói. Nếu như không thể ảnh hưởng cao giai, nó còn gọi chuẩn thần khí. Gia hỏa này đã rất biến thái, lại có thể áp chế người khác cảnh giới, ngang hàng cùng hắn, đúng là. Chu Thanh Thọ lắc đầu, nhân sinh nhanh nhẹn dũng mãnh không cần giải thích. Đại vương như tên trộm lại gần. Trong nhẫn có bảo bối gì? Hẳn là chút đan dược vũ khí mà cấp bậc phải rất cao. À, Chu Thanh Thọ vừa luồn ý thức vào thì kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Có thể hét lớn như vậy. À, Khương Qua đang muốn quở trách Chu Thanh Thọ, lại nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi, hai mắt chừng đến căng tròn, khó có thể tin nhìn quái vật trước mắt. Chu Thanh Thọ phóng xuất đồ trong nhẫn không gian. Một con thú nhỏ. Nói là con non, nhưng thân lại cao chừng hơn 10 trượng, khôi ngô hùng tráng, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu vàng óng thật dày, nhìn như là cương châm. Thái thản cự viên. Một con thái thản cự viên mang theo đầy xiềng xích, mà còn là toàn thân kim hoàng, cự viên anh tuấn thần võ. Long lân lôi mã đều kinh hãi lùi lại mấy bước, ngước nhìn con non, hùng vĩ cao lớn. Thái thản cự viên màu vàng. Ta nhớ được thánh linh kia là lông vàng, những con khác giống như đều là lông đen. Ông trời ơi, cái này không phải là thái thản cự viên vương tương lai sao? Dương gia móc ra tiểu vương rồi. Đây là muốn cho làm chiến thú Dương Thiên Hữu sao? Bọn hắn khiếp sợ ngước nhìn cự thú, quá ngoài ý muốn, quá kích thích, quá. Vui mừng, thái thản cự viên từ từ mở mắt, khuôn mặt lãnh khốc từ từ thể hiện hung ác, khóe môi có chút run run, răng nanh sắc nhọn như ẩn như hiện.
Chu Thanh Thọ nhanh chóng kéo con non về nhẫn không gian, hơi sững sờ, cười. Ta tìm người bạn cho Tiểu Phượng mà. Đại vương kích động thúc giục. Mau nhìn xem bên trong còn có cái gì. Còn có, hắc hắc. Chu Thanh Thọ lại cười. Là đồ tốt gì, nhanh lấy ra đi. Cái này cũng không cần lấy ra. Cái gì chứ? Địa hoàng đào thụ. Oa a. Ha ha, thật không nghĩ tới. Dương gia lại để vật quan trọng như vậy ở chỗ Dương Bê Thiên Hiếu, là bởi vì địa vị đặc biệt sao, hay là nhẫn không gian lớn? Chu Thanh Thọ cười đến mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, bảo bối này nếu thật sự là cắm đến bên trong thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên, khẳng định từ từ lớn lên, nói không chừng qua mấy năm liền có thể ăn được địa hoàng đào. Khương Qua đều đi qua, nói. Dương Thiên Hữu chỉ là bồi nhìn toàn bộ hành trình, không trực tiếp tham dự chiến đấu, hẳn là cảm giác đưa tới hắn nơi này an toàn chút đi. Nhanh 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 là một gốc nào? Hết thảy có mấy cây? Chỉ một gốc, hẳn là gốc đầu tiên kia. À, vậy cũng không tệ, những cây khác hẳn là đều ở chỗ lôi bằng. Dù sao đám lôi bằng kia khi phát hiện Hải Hoàng Tam Xoa Kích cùng Thiên Mệnh Chiến Giới cũng đều cho Dương Thiên Hữu trước tiên, bảo bối phát hiện được ở thế giới mới hẳn là thiên về đám lôi bằng. Ta xem một chút còn có cái gì. Ừm, không gian này thật to lớn, bên trong tựa như là trăm dặm sơn hà. Thật sự là Dương gia đều để đồ tốt nhất cho vị nhị công tử này nhỉ. Đừng nói nhiều, mau mau, còn có cái gì, tìm cẩn thận. Đại vương sốt ruột thúc giục. Đừng có gấp, đang tìm đây, bên trong có núi có nước, phạm vi quá lớn. Tìm xem có bích ngọc đan hay không. Bích ngọc đan là cái gì? Bọn hắn rút ổ của bích ngọc long tượng, ở trong đó khẳng định có bích ngọc đan. Bích ngọc đan là thú nguyên của bích ngọc long tượng, nếu như là chết già bình thường, tinh nguyên suốt đời đều dung nhập thú nguyên trước khi chết, biến thành một viên bích ngọc đan. Vật kia quả thực quá quý giá, là tuyệt thế linh đan trong thế giới yêu thú. Tinh nguyên suốt đời đều tan vào sao? Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian cẩn thận tìm kiếm. Bên trong tràn ngập uy lực huyết mạch, khí tức long tượng. Còn có lực lượng sinh mệnh minh mông. Ăn một viên bích ngọc đan thì tương đương với nuốt sống một con bích ngọc long tượng. Bích ngọc long tượng, đây chính là thánh thú tôn quý. Đại vương hận không thể cướp nhẫn không gian tới để mình tự tìm. Khương Qua, Khương Bân đều vây ở bên cạnh Chu Thanh Thọ, không kiềm chế được kích động. Thế giới mới ơi thế giới mới, nơi này đơn giản chính là mở ra một siêu cấp bảo khố. Giờ khắc này, ngay cả bọn hắn đều muốn vĩnh viễn ở lại nơi này, điên cuồng càn quét xuống dưới. Tìm được. Chu Thanh Thọ bỗng nhiên hô to, ý thức đang đứng tại một chỗ sơn cốc trong nhẫn không gian, ở trong đó có ba viên đan lớn giống như cối xay lẳng lặng lơ lửng, tỏa ra khí tức long tượng nồng đậm, mơ hồ muốn hiển hóa ra long tượng chân chính, thần tuấn oai hùng, giống như tọa kỵ của Thánh Hoàng. Mấy viên? Ba viên? Chỉ ba viên sao? Không đúng. Địa vị của yêu chủ Bích Ngọc Long Tượng vô cùng vững chắc, từ đầu đến cuối bá chiếm mảnh tổ nguyên kia, cách nay đều đã mấy trăm ngàn năm, thời điểm nơi đó cường thịnh nhất còn đã từng đồng thời có được qua ba thánh linh. Coi như bình thường vụn vặt lẻ tẻ dùng mấy viên, không đến mức đều dùng hết được. Đại vương rất thất vọng, Bích Ngọc Đan, tương đương với một con Bích Ngọc Long Tượng tươi sống, ăn một viên nhất định là bổ huyết khí, bổ long khí, bổ tượng khí, bổ khí tức sinh mệnh. Khương Qua nói. Đại đa số có lẽ còn là cho thánh bằng đảo. Đúng, còn có Lý gia, Ngụy gia, đảo thứ tư nữa. Tuy nhiên ba viên này của Dương gia, đẳng cấp hẳn là không thấp. Chu Thanh Thọ cẩn thận cảm nhận. Cũng không thấp, có viên lớn hẳn là cảnh giới thánh linh chết già. Bích Ngọc Đan thánh linh cảnh, ăn chẳng phải nuốt sống một thánh linh. Khương Bân cũng rung động, thật sự muốn ăn được một ngụm như vậy. Chu Thanh Thọ tiếp tục thăm dò. Kết quả đều là chút đan dược cùng vũ khí, còn có chút phù văn bảo mệnh, mặc dù đều rất quý giá, nhưng không có loại vui mừng bọn hắn muốn kia. Chu Thanh Thọ lắc đầu nói. Ai, sớm biết liền bỏ mặc Dương Thiên Hữu phách lối thêm mấy ngày, chờ hải thần đảo bọn hắn càn quét xong hải vực, bảo bối đều đưa tới chỗ Dương Thiên Hữu lại bắt hắn. Chớ không biết đủ, những bảo bối này tùy tiện một cái ở bên ngoài đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Khương Qua một mình cô đơn chinh chiến nửa đời, rõ ràng nhất là sự gian nan khi tìm kiếm bảo vật. Khương Phàm yên lặng dung luyện dòng dã hai ngày, thiên mệnh chiến giới triệt để hòa tan vào bên trong thân thể. Thành công rồi, chuẩn thần khí, cứ như vậy mà hòa tan vào thân thể sao?
Chu Thanh Thọ hâm mộ lại càng chờ mong, cái tên gia hỏa nhanh nhẹn dũng mãnh này có thiên mệnh chiến giới, há không đánh đâu thắng đó. Đại vương, Khương Qua, bắt các ngươi thử hiệu quả một chút. Sau khi Khương Phàm thoáng nếm thử, ý thức liền giáng lâm huyết hải, thôi động thiên mệnh chiến giới. Huyết hải lập tức nhấc lên thủy triều, ngọc cầu tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, chiếu thấu huyết hải, chiếu thấu thân thể, toàn bộ huyết văn tự phù đắm chìm tại trong thân thể liền thức tỉnh, một mảnh ánh sáng từ toàn thân dội thẳng khung trời. Ánh sáng sáng chói chói mắt, tình thế cực kỳ mãnh liệt, thẳng tới bình chướng ở vạn mét phía trên khung trời, bên trong tràn ngập tự phù dày đặc, giống như là xiềng xích hoành hành trật tự. Ầm ầm, ánh sáng va chạm bình chướng, băng lên huyết văn đầy trời, huyết văn giống như xiềng xích, dẫn dắt ánh sáng cuồn cuộn lao nhanh về bốn phương tám hướng, cuối cùng tạo thành một cái bình chướng khổng lồ bao phủ 50, 60 dặm, ánh sáng rạng rỡ, tự phù lấp lóe, sau đó ánh sáng tiêu tán, pháp tắc tràn ngập, chiến giới đã thành. Khương Qua, đại vương cẩn thận cảm nhận, chăm miệng một lời. Có ảnh hưởng, bát trọng thiên, tương đương với bát trọng thiên đỉnh phong. Vẻ mặt Dương Biện trở nên nghiêm trọng, lại có thể sử dụng ngũ trọng thiên ảnh hưởng đến cửu trọng thiên. Mặc dù bọn hắn đều vừa mới đột phá, vẫn chưa ổn định, nhưng trung quy vẫn cửu trọng thiên, là niết bàn cảnh tầng cao nhất, thánh phẩm linh văn cao quý có khả năng đạt tới cực hạn. Không hổ là chuẩn thần khí, quá khỏe khoắn. Khương Phàm cũng rất không vừa lòng, chỉ là ép đến bát trọng thiên sao. Lại còn là đỉnh phong. Đối với mình mà nói là không có chút ý nghĩa nào, có thể đấm một nhát chết tươi hắn. Thử lại lần nữa. Khương Phàm quả quyết kích phát bản thân. Trong huyết hải, hai bản thân thức tỉnh, đánh tới ngọc cầu như mặt trời, trong nháy mắt nổ lên huyết triều, quét sạch toàn thân, kích động huyết khí, kích thích huyết văn tự phù. Thực lực gấp bội, cưỡng ép tăng lên. Thiên mệnh chiến giới tăng vọt uy lực. Toàn thân Khương Phàm lại lần nữa bộc phát cường quang, tràn ngập huyết văn tự phù, tràn ngập xiềng xích trật tự, phóng lên, dội thẳng khung trời, hình thành chiến giới lĩnh vực hoàn toàn mới. Khương Qua đại vương cẩn thận cảm nhận, khuôn mặt có chút động. Áp chế tăng cường, tới gần thất trọng thiên rồi. A! À, Khương Qua và đại vương liếc nhìn nhau, tiếp đó lại giật mình. Khương Qua là thiên phẩm linh văn. Càng đã thức tỉnh bá thiên yêu hoàng, thiên phú huyết mạch các loại đều mạnh hơn, cho nên cưỡng bức gánh vác thiên mệnh chiến giới áp chế, duy trì tại bát trọng thiên. Đại vương thoáng kém một chút, khoảng cách sau khi lắc lư bị hạ xuống thất trọng thiên đỉnh phong. Khương Phàm khẽ nhíu mày, lần nữa kích phát hai bản thân khác. Ngọc cầu sôi trào cường quang, pháp tắc trật tự tăng vọt, toàn thân Khương Phàm nở rộ ánh sáng ngập trời. Thực lực tăng cường, chiến giới thăng uy. Thất trọng thiên. Khương Qua chính thức hạ xuống thất trọng thiên, đại vương sau khi kích phát huyết mạch cưỡng ép ngạnh kháng, suýt nữa muốn rơi xuống, tuy nhiên đã cưỡng bức kẹt tại thất trọng thiên. Kẹt tại thất trọng thiên rồi, không có rời khỏi cao giai niết bàn cảnh. Khương Phàm có chút thất vọng. Dù sao hắn cũng chỉ là ngũ trọng thiên, triển khai toàn bộ thực lực có thể đánh tung lục trọng thiên, nghênh chiến kẻ địch thất trọng thiên hoàn toàn không có phần thắng. Nhưng phàm là cường giả tu luyện tới đến cao giai niết bàn cảnh, đều là cấp bậc chí tôn thánh phẩm, cũng đều là cường giả thiên phú. Đừng không biết đủ, chúng ta đều là niết bàn cảnh cửu trọng thiên đấy. Khương Qua đều lắc đầu, một võ giả tu luyện tới niết bàn cảnh cửu trọng thiên đều cực kỳ gian nan, một cái chiến giới của ngươi đã có thể dã man ép đến thất trọng thiên, còn cơ hồ muốn rơi vào lục trọng thiên, nếu đổi lại là ai khác thì cũng đều muốn điên cả. Đại vương nói. Chúng ta đều là huyết mạch đặc biệt, gánh vác chiến giới. Đổi thành người bình thường khác, hẳn là có thể ép đến lục trọng thiên. Chu Thanh Thọ trợn mắt chừng một cái. Nói đùa gì vậy, người bình thường có thể tu luyện tới niết bàn cảnh cửu trọng thiên. Có thể tới cấp độ này, kẻ nào không phải là thiên kiêu nhân kiệt. Khương Phàm thu hồi toàn bộ, bản thân, cùng thiên mệnh chiến giới, vào huyết hải. Cửu trọng thiên có thể ép đến thất trọng thiên. Bát trọng thiên trỏ xuống hẳn là đều có thể khống chế bằng cảnh giới giống ta. Chu Thanh Thọ hâm mộ nói. Không hổ là chuẩn thần khí phòng ngự tinh khiết, lại có thể khiến người ta từ ngũ trọng thiên khiêu chiến bát trọng thiên. Bát trọng thiên sẽ tức chết mất, tu luyện tới cao giai không dễ dàng nha. Hắc hắc, ai bảo bọn hắn không có chuẩn thần khí. Rốt cuộc bây giờ Khương Phàm cũng có lực lượng đối mặt với nguy hiểm, bây giờ hắn đã không sợ bát trọng thiên nữa. Chờ cảnh giới tăng lên tới lục trọng thiên,
hẳn là có thể không sợ tất cả cao giai niết bàn cảnh. Chờ đến khi bước lên cao giai niết bàn cảnh, thậm chí có thể nghênh chiến bán thánh. Thiên mệnh chiến giới này thật sự là tới quá kịp thời. Tương đương rút ngắn thời gian hắn tu luyện. Sau khi trở lại Thương Huyền Đại Lục, hắn muốn thăm dò Thượng Thương Cổ Thành một lần nữa, tìm kiếm thiên mệnh thần thạch, tăng cường uy lực áp chế của chiến giới, sau đó. Đến Xích Thiên Thần Triều bồi đám hỗn đản kia chơi đùa. Không hố chết một mảnh, hắn đều có lỗi với xưng hào, chuẩn thần khí của thiên mệnh chiến giới này. Khương Phàm nói với Đại Vương. Trước khi chúng ta rời khỏi lại càn quét một nơi cuối cùng, tốt nhất ngươi nên ngẫm lại. Một lần cuối cùng, ta ngẫm lại ha. Đại Vương quơ con mắt cẩn thận nghĩ tới. Không cần kiêng kỵ. Trước khi đi Chu Thanh Thọ muốn làm một món lớn. Đại Vương đang nghĩ lại tình huống các yêu chủ qua trong đầu một lần, đang muốn lắc đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Chính ta, còn chỉ có bộ phận huyết mạch huyền quy. Vì sao có thể tu luyện tới vấn đề niết bàn cảnh bát trọng thiên cao như vậy? Thế giới này không có con người, vì sao ta có thể nói được tiếng người? Chu Thanh Thọ im lặng. Người đang hỏi chúng ta. Đại Vương cũng không khỏi tự chủ thấp mấy phần. Các ngươi cũng không có hoài nghi tới. Bọn người Khương Phàm chăm miệng một lời. Vẫn luôn đang hoài nghi. Hơn 2.000 năm trước, tộc huyền quy chúng ta bị hủy diệt, sau này thông qua giao hợp cùng rùa cái tiếp tục kéo dài. Cũng chậm chậm lớn mạnh mạnh lên, đương nhiên còn lâu mới có được đến vấn đề loại yêu chủ kia, nhưng số lượng cũng có hơn ngàn, cao giai niết bàn cảnh cũng có 5-6 kẻ. Nhưng bọn chúng từ đầu đến cuối đều không có từ bỏ trở lại vị trí yêu chủ, phải cố gắng tu luyện, thăm dò bốn chỗ. Trước sau 2.000 năm, các vị tổ tiên thăm dò toàn bộ thế giới mấy lần, xác thực cũng đã khám phá rất nhiều bảo bối, nhưng từ đầu đến cuối đều không có quá ngạc nhiên. Thẳng đến thời phụ thân ta. Phát triển đến cường thịnh, cũng đến bình cảnh liền dã tâm bừng bừng muốn thăm dò giới Nguyên Sơn. Ua, nhìn không ra nha, vẫn rất có đảm phách. Con mắt của Chu Thanh Thọ lại sáng lên, chẳng lẽ may mắn có bí mật nhìn giới Nguyên Sơn trước lúc rời khỏi. Cũng không phải có đảm phách, chủ yếu là lúc ấy thế giới ổn định, nơi đó rất an toàn. Sau khi yêu chủ đã trải qua hơn 2.000 năm hỗn chiến, bởi vì không có người nào có thể chiếm lấy giới Nguyên Sơn. Cũng không có ai có thể leo lên tới giới Nguyên Sơn, nơi đó lại càng ngày càng vĩ ngạn, càng thần thánh. Sau này lại tiếp tục kéo dài thêm mấy trăm năm, tất cả yêu chủ đều phát triển độc lập, không tiếp tục mạo phạm nơi đó. Cho nên phụ thân ta liền nghĩ, tới đó nhìn tình huống, thử thời vận. Kết quả đụng phải vận khí. Bọn người Khương Phàm đều mong đợi nhìn nó. Thật đúng là đụng phải. Bọn chúng không dám hoạt động ở mặt đất liền chui đến dưới đất. Kết quả ở nơi đó đụng phải bình chướng to lớn. Có thể là trước đó yêu chủ hỗn chiến đã thương tổn tới giới Nguyên Sơn, đến mức bên trong bình chướng dưới mặt đất xuất hiện vết nứt nhỏ xíu. Bọn hắn tiến vào, nhưng cái gì? Phụ thân và những kẻ khác tiến vào, kiếm được rất nhiều bảo bối, nhưng ngoài ý muốn lại chạm đến cấm chế nào đó, bên trong bình chướng bị ánh sáng vô tận bao phủ. Lúc ấy ta còn nhỏ, ở lại bên ngoài, chờ thật lâu. Chỉ chờ đến khi phụ thân máu me khắp người leo ra, mang theo ta điên cuồng chạy trốn, một mực chạy. Chạy tới tắt thở. Phụ thân để lại cho ta rất nhiều bảo bối, có thư quyển, di cốt, linh thạch các loại, phụ thân còn căn dặn ta, vĩnh viễn đừng lại đi qua. Vẻ mặt Đại Vương toát ra mấy phần yêu thương khó có được. Chu Thanh Thọ yên lặng vỗ đầu Đại Vương, an ủi vài câu, nói. Nơi đó có cái gì? Nơi đó tất cả đều là rễ cây. Lít nha lít nhít rễ cây, tựa như là dáng vẻ rễ dài của giới Nguyên Sơn, tóm lại trong ấn tượng rất nhiều rất nhiều. Còn gì nữa không? Nơi đó còn có một cái vực sâu, nổi lơ lửng rất nhiều thứ. Đều là cái gì? Bọn người Khương Phàm sốt ruột, lại không tiện quá thúc giục. Phụ thân đều là đang hái đồ trong rễ cây, cuối cùng mạo hiểm đụng vào vực sâu, vớt ra một cái bia đá rách nát, sau đó ngoài ý muốn liền phát sinh. Bia đá. Chính là cái này. Đại Vương lấy ra một cái bia đá rách dưới từ trong mai rùa không gian, cao tới 10 trượng, rách nát thê lương, bị năng lượng nào đó dã man bẻ gãy, chỉ còn lại có một nửa phía dưới, thình lình viết hai chữ, lục táng. Chư thiên lục táng. Khương Phàm vô ý thức thốt ra. Không có chuyện gì khác, chỉ hai chữ này, lục táng. Đại Vương lắc đầu, còn đang đắm chìm trong bi thương. Khương Phàm nhìn bia đá nặng nề. Vẻ mặt dần dần nghiêm trọng,
lại lật ra một cái bia đá bị tàn phá từ bên trong thông thiên tháp, cao tới 10 trượng, rách nát thê lương, bị năng lượng nào đó bẻ gãy, còn lại chính là nửa khúc trên, thình lình viết hai chữ chư thiên. Chư thiên lục táng. Bọn người Khương qua gương mặt có phản ứng, ai lớn gan như vậy, cũng dám lập bia cho trời. Một khối sao? Đại vương kinh ngạc nhìn hai khối bia đá. Không phải một thể, là hai thời đại hai lần lập bia. Có ý gì? Ta giống như đã biết nguyên nhân thái cổ kết thúc. Khương Phàm có một dự cảm mãnh liệt, đại lục thứ 10 hẳn là bị hủy một lần ở trong tai nạn chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo giáng lâm. Đan Hoàng nhìn bia đá phía ngoài càng chấn kinh, chẳng lẽ lúc trước đại lục thứ 10 là chiến trường chư thiên? Vậy trong này mai táng chính là ai? Đao hồn bên trong thiên hoang bá đao thức tỉnh. Nơi này là tòa thiên táng đại mộ đã biến mất kia. Khương Phàm nói với đại vương. Ngươi còn nhớ rõ vết nứt kia không? Ngươi khẳng định muốn đi sao? Ta chỉ nói nơi đó là chỗ đặc biệt nhất, không nói nơi đó là nơi thích hợp nhất. Đại vương khắc cốt ghi tâm ký ức khi còn nhỏ, tiếng tộc nhân kêu thảm, lời phụ thân căn dặn vẫn còn văng vẳng bên tai. Chúng ta chỉ nhìn một chút, không mạo hiểm. Chu Thanh Thọ trợn trừng mắt một cái. Lời này và chỉ từ từ không đi vào khác nhau ở chỗ nào. Đại vương rất do dự. Lúc ấy chúng ta mạo hiểm thử, là cân nhắc đến chủ nhân giới nguyên không có ở đây, hoặc là ngủ say, bây giờ chủ nhân giới nguyên đã trọng trưởng thế giới, nếu như tiến vào nơi đó. Khương Phàm nói, ta biết nơi đó rất nguy hiểm, sẽ không nắm mệnh của mọi người đi nói đùa. Ta cam đoan, chỉ là ở bên ngoài nhìn, sau đó càn quét bảo địa khác. Ừm, được thôi. Đại vương cố lấy dũng khí, các tộc nhân đều chết ở nơi đó cũng coi là mộ của bọn hắn, trước khi đi thì đến bái một chút đi. Sư phụ, ngài đối với tòa vực sâu kia có suy đoán gì sao? Khương Phàm đi theo đại vương rời khỏi. Ở trong ý thức lại hỏi đến Đan Hoàng. Nhưng, Đan Hoàng lại trầm mặc không nói. Khương Phàm đã đợi lại đợi, Đan Hoàng từ đầu đến cuối vẫn không có cho ra bất kỳ lời đáp lại nào. Sư phụ, Khương Phàm hỏi di hỏi lại mấy lần, trong ý thức vẫn im lặng, thật giống như Đan Hoàng cũng không còn tồn tại. Giới Nguyên Sơn ở vào nơi sâu nhất của thế giới mới, phạm vi chừng 200-300 dặm, đột ngột nhảy lên, thẳng tới khung trời. Hùng vĩ. Bao la, nguy nga, uy lực, giống như thiên thần. Sự khổng lồ, khí thế, đủ để cho bất cứ sinh linh gì cũng lòng sinh kính sợ, cảm nhận được mình nhỏ bé cùng yếu ớt. Hào quang sáng chói chiếu rọi khắp nơi, phạm vi bao phủ đạt mấy ngàn dặm, năng lượng nồng đậm tràn ngập giữa đất trời, hình thành sương mù thậm chí hóa thành cầu vồng, trải rộng ra các dãy núi rừng rậm cùng khung trời. Tại xung quanh giới Nguyên Sơn, chỗ cách 2-3 ngàn dặm, còn có 3 ngọn núi khổng lồ nhất bên trong 38 ngọn tổ Nguyên Sơn, mỗi ngọn núi đều có nền tảng gần 100 dặm, giơ lên cao nâng lấy khung trời, mang theo ánh sáng vô tận. 3 ngọn tổ Nguyên Sơn to lớn bảo vệ giới Nguyên Sơn, cùng nhau tạo thành khu thế giới trong phạm vi hơn 8.000 dặm. Nơi này quanh năm rạng rỡ, có ban không đêm, năng lượng bành trướng, cây cối tươi tốt, nơi này cũng có đến hàng tỷ yêu thú. Trong đó không thiếu một ít dị loại vô cùng cường hãn. Từ thời gian huyết mạch đi lên, thậm chí không kém gì một ít yêu chủ ở phía ngoài. Chúng ta đến trung tâm, lại đi đến phía trước hơn 3.000 dặm chính là giới Nguyên Sơn, chúng ta đi từ dưới đất. Giống loài yêu tộc ở gần trung tâm vô cùng phong phú, bên trên 3 ngọn tổ Nguyên Sơn cũng đều là yêu chủ mạnh nhất. Đại vương nhảy xuống từ trên long lân lôi mã, lòng tràn đầy kính sợ đối với ánh sáng chiếu xa vạn trượng rừng rậm ở trước mặt. Chu Thanh Thọ sợ hãi thán phục. Nơi này còn có yêu chủ mạnh nhất, so đằng xà đều mạnh hơn sao? Đại vương nói, đằng xà từ ban đầu đã ở đây, cuộc chiến yêu chủ lần đầu tiên bị đào một liên hợp mấy yêu chủ đánh bại, bất đắc dĩ lui đến 3 vạn dặm bên ngoài. Đại chiến yêu chủ lần thứ 2 chính là do đằng xà nhấc lên, bọn chúng muốn trở lại khu trung tâm, nhưng phạm vi chiến tranh về sau lại tiếp tục mở rộng, quét sạch toàn thế giới, cho đến lúc đã mất đi khống chế. Đằng xà bất đắc dĩ lại thua. Từ đó về sau cũng không có lại sinh ra đằng xà thuần huyết thật sự nữa, cũng trung thực hơn. Nơi này lại còn có đào ngột. Khương qua sợ hãi thán phục, nơi này thật đúng là yêu thú nào cũng đều có, không hổ là thế giới yêu thú. Khương Phàm nói, đào ngột, cùng kỳ, thao thiết, hỗn độn, tịnh xưng tứ đại hung thú hồng hoang. Trong đó hỗn độn là mạnh nhất, cũng là hung thú có từ sớm nhất, là một trong 12 yêu tổ,
Khương Bân lại hỏi. Trừ Đào Ngột, tam đại yêu tộc còn có cái gì? Đại vương liếc mắt nhìn Khương qua, nói. Viễn cổ Thương Loan, dị loại bên trong phượng hoàng tộc, tính tình ôn hòa, nhưng thực lực vô cùng cường đại, nghe nói có được tinh hồn chu tước. Nơi này có Thương Loan. Khương Phàm có vẻ khác thường, Thương Loan kỳ thật chính là phượng hoàng, nhưng thuộc về dị loại bên trong phượng hoàng, thậm chí có thể bị một lần nữa phân chia. Bọn chúng không chỉ có chút khác biệt so với phượng hoàng, mà tính tình càng hoàn toàn khác biệt, mà phượng hoàng chính thống là có được huyết mạch chu tước, Thương Loan thì là có được tinh phách chu tước. Ngàn năm trước, trong vạn thế thần, phượng hoàng nhiều, tính tình cường thế, phổ biến đều là đi theo hắn chinh chiến thiên khải, Thương Loan thưa thớt, tính tình dịu dàng, phụng mệnh lưu thủ hoàng cung. Đại vương tiếp tục nói, còn có một tộc đáng sợ nhất, trùng tộc bên trong, vảy trùng hư không. Bọn chúng có thể từng bước xâm chiếm không gian, biên chế đường hầm hư không, dù sao cũng vô cùng như bức. Bọn người Chu Thanh Thọ trao đổi ánh mắt, càng hiểu rõ càng rung động sự cường đại của nơi này. Cũng chỉ có hoàn cảnh phong bế mấy trăm ngàn năm như thế này, mới có thể cam đoan giống loài thuần túy lại phong phú kéo dài như vậy. Nếu để cho ba vị đế quân yêu tộc kia biết nơi này, vô cùng có khả năng sẽ khởi xướng chiến tranh, đến tranh đoạt tài nguyên như thế này, mời chào yêu tộc trong này, phong phú trận doanh của mình, tăng cường uy vọng của mình tại yêu tộc. Khương Phàm rung động, bên trong rung động còn có chút hối hận. Lúc ấy tiến vào hải vực sao lại không có mang thiên hậu theo chứ? Nếu như tiểu ni tử kia tiến vào nơi này, còn không phải kích động ôm mình hôn mấy cái. Đừng quan tâm bọn chúng, đều là mấy tên biến thái. Đại vương lắc đầu, không nguyện ý trêu chọc những yêu vật khủng bố cao cao tại thượng trong ấn tượng này. Nó mang theo bọn người Khương Phàm tiến vào dưới mặt đất, một mực chìm hơn ngàn mét, mới bắt đầu di chuyển đến phía trước. Trên đường đi vừa nghỉ, sợ kinh động đến yêu tộc trung khu. Vài ngày sau, rốt cuộc bọn hắn cũng đi tới biên giới giới Nguyên Sơn. Hình ảnh hiện ra ở trước mắt đã để bọn người Khương Phàm kinh diễm, cũng khơi gợi lên hồi ức trong đại vương. Vô số sợi rễ lan tràn đi ra từ trong ngọn núi, tùy ý lan tràn bên trong tầng đất, cũng đều tỏa ra ánh sáng, xen lẫn thành không gian khổng lồ lại phong bế ở dưới đất. Rất nhiều rễ già tráng kiện giống như lão long ngủ say, kéo dài tới mấy vạn mét, có chút rễ cũ còn dây dưa quay quanh, giống như là núi lớn cứng cáp. Số lượng lớn sợi rễ tùy tiện mở rộng, đếm mãi không hết, để cho người ta rung động. Giống như cả ngọn giới Nguyên Sơn chính là một gốc thần thụ tuyệt thế, tuy nhiên đã bị tảng đá bên ngoài che mất, thoạt nhìn như một ngọn núi cao mà thôi. Tại sâu trong không gian này, vô số cây thân kéo dài tới cuối cùng, thì là vực sâu hắc ám tĩnh mịch, nơi đó lơ lửng rất nhiều mảnh vỡ bia đá rách nát. Bình chướng đã khép lại sao? Ta nhớ được chính là ở chỗ này mà. Đại vương tìm kiếm vết nứt trong trí nhớ ở khắp nơi. Khương Phàm đứng bên ngoài bình chướng, nhíu mày nhìn qua vực sâu hắc ám ở phía dưới. Vực sâu này sẽ kéo đến chỗ nào? Vực sâu này lại có lai lịch gì? Những mảnh bia đá lơ lửng kia lại là thứ gì? Khương Phàm khẽ nói trong ý thức. Sư phụ, bí mật ngài giữ lại, nên nói cho ta biết thôi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đan Hoàng đang ở trong ý thức Khương Phàm, nhưng vẫn luôn trầm mặc không nói. Khương Phàm không được đáp lại, liền giơ tay lên nhẹ nhàng đè xuống bình chướng, thử cảm ngộ Sơn Hà Đại Táng, Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Táng. Nếu nơi này là vùng đất lục táng, hẳn là có thể dùng uy lực lục táng cảm ứng. Nhưng, lại có chuyện phát sinh để Khương Phàm kinh ngạc. Trước đó luôn có thể cảm ngộ đến địa tầng minh mông, đại địa mẫu khí bất cứ lúc nào, vậy mà bây giờ lại không có chút phản ứng nào cả. Tinh không thâm thúy cũng không lại xuất hiện trong đầu. Thật giống như, hắn đã tạm thời mất đi loại truyền thừa này. Lại như là, vực sâu ở trước mặt đang ảnh hưởng hắn cảm ngộ. Khương Phàm thử đi thử lại nhưng không có kết quả. Yên lặng tự định giá một lát, lại lấy ra hai khối mộ bia. Một khối là mình nhặt được từ đại hoang, một khối là đẩy ra từ bên trong tổ tông của đại vương. Đều là phong cách cổ xưa, nặng nề như núi, còn mang theo vài tia cảm giác lạnh buốt. Khương Phàm đứng ở giữa hai khối trong bia đá, duỗi hai tay ra, đè lại bọn chúng, lần nữa cảm ngộ Sơn Hà Đại Táng. Bia đá của Khương Phàm không có chút phản ứng nào, nhưng của đại vương lại có chút lay động. Lai động ra tiếng oanh minh phiêu miểu một ngạt. Sau đó, ý thức Khương Phàm nhanh chóng cùng đại địa giao hòa, không gian một mảnh địa tầng thần bí lại mênh mông trải rộng ra trong đầu,
nhưng không có đại địa mẫu khí, mà là hắc ám vô biên vô tận. Hắn giống như xuyên qua tấm bia đá này, chân thực cảm ngộ đến bình chướng hắc ám bên trong vực sâu tĩnh mịch kia. Khương Phàm nín thở định thần, cẩn thận dò xét. Càng ngày càng sâu, càng ngày càng đen tối, cũng càng ngày càng giá lạnh. Khương Phàm cảm giác mình đang trầm luân, phiêu đãng bên trong một thế giới hắc ám vô biên vô tận. Nơi này trống rỗng, không có cái gì cả, giống như ngay cả không gian đều không tồn tại, thời gian càng ngừng chảy xuôi lại. Khương Phàm tiếp tục cảm ngộ, tiếp tục chìm xuống. Đột nhiên, một mảnh khí tức tuyệt vọng thê lương từ bên trong hắc ám thâm uyên vô tận phun ra ngoài, che mất Khương Phàm. Ý thức Khương Phàm bị đánh nát trong nháy mắt, tại lúc vỡ vụn, trong chốc lát, phảng phất thấy được một màn khủng bố đến để cho người ta hít thở không thông trong thâm uyên vô tận kia, cũng nghe đến một tiếng phiêu miểu khẽ nói, hắn. Lại tới à? Khương Phàm rơi hai tay xuống, yên lặng đứng ở bên ngoài bình chướng. Trong ý thức không ngừng quanh quẩn hình ảnh thoáng hiện trong nháy mắt đó, thật lâu khó mà bình tĩnh. Nơi đó là bóng tối vô tận. Nơi đó có cung điện bị tàn phá. Nơi đó có quan tài yên lặng. Mỗi tòa cung điện đều tản ra tuyệt vọng cùng đau thương, mỗi cái quan tài đều đứng vững mộ bia bị tàn phá. Tại nơi sâu nhất trong hắc ám có một mảnh năng lượng thần bí đang lơ lửng mà hắn chưa từng thấy qua, giống như tinh thần, mênh mông vô ngần, lại như thời không, uốn lượn chảy xuôi. Khi quan sát từ chỗ cao, năng lượng tại vùng đất chiếm cứ mảnh vực sâu kia cực kỳ giống một cái đầu lâu. Một giống như thế giới giống như cái đầu lâu khổng lồ. Khương Phàm cẩn thận hồi tưởng, lặp đi lặp lại, bởi vì ở xung quanh cái đầu kia, hắn mơ hồ có thể thấy được mấy thi thể phiêu đãng. Sư phụ, phía dưới rốt cuộc là cái gì? Sư phụ, ngài biết cái gì? Nơi này vực sâu, lại có liên hệ gì cùng đại hoang thâm uyên? Khương Phàm có thể cảm nhận được đan hoàng tồn tại, nhưng bất luận hắn hỏi thăm thế nào, đan hoàng cũng đều im miệng không nói. Đan hoàng xuyên qua ý thức Khương Phàm, yên lặng nhìn vực sâu, một vòng bi thương, một vòng tuyệt vọng, một vòng đau thương, tàn hồn còn sót bên trong ung dung lan tràn. Đây đã từng là táng thiên đại mộ, đây là một thời đại kết thúc, thì ra, nó ở chỗ này. Linh hồn bên trong thiên hoang bá đao nhẹ giọng nói nhỏ. Sau khi ung dung than nhẹ lại một lần nữa trở nên yên ắng. Nhìn thấy cái gì sao? Dương Biện chú ý đến sắc mặt Khương Phàm dần dần nghiêm trọng. Khương Phàm chậm rãi lắc đầu, tâm tình nặng nề. Không chỉ là hình ảnh quỷ bí phía dưới cái kia, càng là sự trầm mặc của Đan Hoàng. Lấy những gì hắn hiểu rõ về Đan Hoàng, khẳng định đã biết được gì đó, sở dĩ không nói, cũng khẳng định là dính đến bí mật hắn không thể thừa nhận. Khương Phàm nghĩ tới những lời Đan Hoàng đã từng giới thiệu về chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo, đương thời thế giới gặp phải thời điểm nguy cơ nghiêm trọng, bản thân sẽ diễn biến ra năng lượng phòng ngự. Lục táng, đại biểu cho hủy diệt, lục đạo, đại biểu cho bảo vệ. Một bên là rơi vào đường cùng hủy diệt bản thân, từ trong phế tích hủy diệt một lần nữa khôi phục. Một bên là kiên định không thay đổi bản thân bảo hộ, không tiếc gì mà ép khô toàn bộ năng lượng của thế giới. Nhưng dạng nguy cơ gì lại có thể làm cho toàn bộ hệ thống thế giới sinh ra cảnh giác? Sau đó không tiếc tiến hành hủy diệt cùng buông tay đánh cược một lần. Nguy cơ như vậy, rất có thể đã từng xuất hiện, nếu không phải vậy thì Đan Hoàng không thể nào biết được. Nguy cơ như vậy, rất có thể đã xuất hiện qua rất nhiều lần, vực sâu nơi này chính là đại biểu cho một lần. Khương Phàm chậm rãi ngẩng đầu, thuận lít nha lít nhít sợi dễ nhìn lên. Giới Nguyên Sơn là đang hấp thu năng lượng vực sâu sao? Giới Nguyên Sơn lại là thần thụ. Xem ra bí mật nơi này còn kinh khủng hơn xa so với hắn tưởng tượng rồi. Ta đã tận lực. Đại vương dọc theo bình chướng tìm lại tìm, nhưng mãi vẫn không có phát hiện vết nứt. Không tìm được càng tốt hơn, không cần mạo hiểm. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian thúc giục Khương Phàm. Nhìn đủ chưa, nên rời khỏi. Khương Phàm trầm mặc thật lâu, lắc đầu. Đi thôi. Đại vương bái một cái với không gian rễ cây. Phụ thân, các thúc bá, các tổ tông, đại vương muốn đi. Ra ngoài sông sáo thế giới, ra ngoài sinh sôi tử tôn, ra ngoài lớn mạnh bộ tộc huyền quy. Hãy bảo hộ ta có thể còn sống trở về, bảo hộ ta có thể gặp được người lương thiện, bảo hộ ta có thể trở nên càng mạnh. Chu Thanh Thọ thúc giục nói. Đi đi, chúng ta chính là người lương thiện của ngươi. Đại vương đứng dậy. Lại lạy vài cái, quay người rời khỏi. Ta đã nghĩ đến nơi chúng ta nơi muốn đi.
là lãnh địa yêu chủ nào. Chu Thanh Thọ ngồi trên mai rùa của nó. Yêu chủ coi như xong, chúng ta không thể trêu vào. Một phiếu cuối cùng, người cần phải làm thật lớn cho ta. Lớn, khẳng định lớn, nhất định phải lớn. Hắc hắc, ha ha, ha ha ha. Người cười cái gì, mau nói nơi xem là gì. Ta biết một tên tặc, tên kia ẩn giấu rất nhiều bảo bối, bây giờ thế giới đang loạn, rất có thể nó đã đi ra bên ngoài đánh cướp, bảo khố trống rỗng, chúng ta vừa vặn cướp sạch. Nơi này còn có tặc. Đại tặc, nhanh nhanh nhanh, ha ha ha, sao ta lại quên mất nó chứ? Đại vương càng nghĩ càng kích động, mang theo bọn người Khương Phàm nhanh chóng rời khỏi. Khương Phàm nhìn lại phương hướng vực sâu, cau mày lại. Nơi này nơi Trầm Luân lấy bí mật lục táng, đại hoang nơi đó hẳn là cũng có. 100 vị kim thai phân tán ở các nơi trên thế giới, duy chỉ có mình ở đại hoang có thể tiếp đón được tàn hồn trùng sinh, còn chiếm được Sơn Hà Đại Táng truyền thừa, hẳn là có liên quan cùng nơi đó sao? Khương Phàm đột nhiên có sự xúc động mãnh liệt, muốn về đại hoang nhìn một chút, lại dò xét mảnh hố sâu sụp đổ kia. Lúc nào chứ? Trước khi đăng lâm thiên khải, thuận tiện xử trí ma hoàng, cầm lại liệp thần thương. Bọn hắn rời khỏi không lâu, bên trong dễ dạo tùm xuất hiện hai hài đồng. Chính là hai kẻ ở phía dưới đại đạo thánh thụ trên đỉnh núi kia. Lại là hắn đều chạy đến nơi đây. Hài đồng ngây thơ mang nụ cười nhạt ý trên mặt, đây là trùng hợp sao? Hay là vận mệnh đã định? Bằng hữu của ngươi, lại là chỉ Chu Tước. Hài đồng tà ác lạnh lùng nhìn qua thân ảnh đang nhìn lại nơi này kia. Xem như bằng hữu đi. Nếu như chỉ là bằng hữu bình thường, ta sẽ giữ lại, đại đạo thánh thụ đang cần thánh quả như thế này. Không phải ngươi đã dùng sinh tử ngâm hưởng qua rồi sao? Lúc ấy hắn còn chưa thành thục, bây giờ trong thân thể hắn rõ ràng có cỗ lực. Đừng quá lòng tham không đáy. Nếu như không phải hắn ta đưa đến U Minh địa ngục, ngươi cũng không đụng tới ta, không đụng tới ta, ngươi còn bị vây ở nơi đó hơn ngàn năm. Nam Hải ngây thơ tùy tiện nói, nhưng thời điểm liếc nhìn Nam Hải tà ác, đáy mắt thâm thúy lại hiện lên đến ý lạnh. Hải đồng tà ác không nói thêm gì nữa, nhưng đáy mắt lạnh lẽo rõ ràng đã lóe ra ánh sáng tham lam. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi nên mở ra cửa vào mới. Nam Hải nhi ngây thơ nhắc nhở hắn lần nữa, ánh mắt dần dần hiện lạnh. Nam Hải tà ác nhìn thân ảnh dần dần biến mất, cảm nhận được tiếc nuối, nhưng cũng không cùng trở mặt Nam Hải nhi ngây thơ. Sau khi một lần nữa trở lại đỉnh giới Nguyên Sơn Sơn, Nam Hải tà ác mà nhìn về thế giới mới nơi xa đang hỗn loạn, trên mặt lạnh lùng toát ra ánh mắt tàn nhẫn. Lại mở cửa vào ở năm nơi, ta phải dùng hàng tỷ sinh linh của thần vực chi hải, chúc ta lại đến thần vị. Nam Hải tà ác giang hai cánh tay, ngẩng đầu lên trời hét lớn. Đại đạo thánh thụ lắc lư kịch liệt, nhấc lên chạc cây tráng kiện va chạm bình chướng ở khung trời, cành cây giống như cự long ngẩng đầu, khí thế bàng bạc, ánh sáng chiếu xa vạn trượng. Ầm ầm, bình chướng nổi lên gợn sóng, giống như là biển động, dán chặt bình chướng quét sạch bốn phương tám hướng. Bình chướng của thế giới mới liên tục lắc lư, mê quang kỳ dị, tiếng vang quái dị, hồi hộp tất cả yêu thú cùng người xâm nhập ở bên trong thế giới mới. Khi vô số ánh mắt nhìn lên khung trời, năm khu vực khác nhau ở thế giới mới, liên tiếp xuất hiện sụp đổ mới. Hải triều chảy ngược, mãnh liệt đụng chạm núi cao, bao phủ lấy rừng rậm. Số lượng lớn người xâm nhập liền có phản ứng, nhưng ngay sau đó lại kích động lên. Chẳng lẽ thế giới mới muốn sụp đổ? Ý vị này là thế giới mới muốn bị che mất sao? Thời gian của bọn hắn cấp bách, nhất định phải vơ vét đến đầy đủ bảo bối trước khi toàn bộ bình chướng vỡ vụn, sau đó rời khỏi nơi này. Mảng sụp đổ mới hình thành vòng xoáy mới, từ đáy biển thẳng tới mặt biển, vòng xoáy kịch liệt nhấc lên, kinh động các hòn đảo gần đó. Thần vực chi hải lần nữa oanh động, thậm chí là sôi trào. Vòng xoáy mới xuất hiện, mang ý nghĩa bọn hắn không cần vượt ngang đại dương mênh mông chạy tới cửa vào chỗ kia nữa, đã có thể lựa chọn vòng xoáy lân cận, càng đi nhanh đến thám hiểm. Cùng lúc đó, tin tức xuất hiện thế giới mới đã truyền khắp thần vực chi hải, thậm chí truyền đến Thương Huyền đại lục lân cận, Thái Sơ đại lục, cùng thần khóc chi hải, thần hữu chi hải. Càng ngày càng nhiều cường giả tràn vào thần dụ chi hải, lao tới thế giới mới thần tích. Thậm chí có người phỏng đoán, có phải nơi đó là đại lục thứ 10 đã từng biến mất hay không? Đại vương mang theo bọn hắn rời khỏi xa xa trung khu,
đi tới một khu vực tăm tối. Nơi này vừa vặn ở vào nơi vài ngọn tổ nguyên sơn đều không thể chiếu rọi, hắc ám, cằn cỗi, hoang vu. Giống như là tuyệt địa tử vong. Nơi này khắp nơi đều là rắn rết kịch độc, có năng lượng khan hiếm phun ra nuốt vào đối với bầu trời, có cỏ cây ẩn núp giữa nham thạch, khí độc lượn lờ. Mau nói đi, nơi này là nơi nào? Chu Thanh Thọ không cười được, sắc mặt tái nhợt, sợ nhất là loại côn trùng này. Hắc hắc, nơi tốt. Đại vương mang theo bọn hắn hành tẩu trong bóng đêm, không ngừng đánh rách tả tơi mặt đất, xua tan độc trùng. Khương Qua phóng thích yêu hỏa bao phủ bọn hắn, xua tan xương độc trong không khí. Càng đi đến, khí độc trong không khí càng mãnh liệt, yêu hỏa đốt cháy đều xuất hiện thanh âm quái dị. Tràng diện cũng càng khủng bố, có nhiều chỗ ngay cả Khương Phàm đều nhìn thấy mà da đầu đều tê dại. Có sơn cốc, lít nha lít nhít đều là bọ cạp, kịch độc tràn ngập, đuôi bọ cạp sinh huy, đáng sợ mà khiếp người, có khe rãnh, khắp nơi đều là con rết, uốn lượn khắp nơi, dài đến vài mét, mười mấy thước, cái gì cần có đều có, để cho người ta không rét mà run, phía dưới thác nước có vô số rắn độc quay quanh, tùy tiện giao hòa, tràng diện vô cùng đáng sợ. Còn có rất nhiều người xâm nhập bất hạnh lại tới đây, kết quả biến thành thi cốt. Chúng ta không thể đi dưới mặt đất. Chu Thanh Thọ thực sự nhìn không được, toàn thân đều nổi lên nổi da gà, theo bản năng liếc mắt nhìn Khương Qua. Hàn Ngạo không ở đây, hắn muốn tìm chỗ dựa vào. Khương Qua trừng mắt tới, Chu Thanh Thọ liền hạ miệng xê dịch tới gần Khương Phàm. Ngươi muốn đi dưới mặt đất, phía dưới tất cả đều là ổ trùng, ổ rắn. Chúng ta đi trên mặt đất, còn có thể xua đuổi, tiến vào phía dưới bất hạnh đụng phải hang ổ, bọn chúng là muốn liều mạng cùng chúng ta. Không thể nào bay từ trên trời sao. 100 mét đi lên tất cả đều là khí độc, càng là đi lên khí độc càng dày đặc. Xem thường chúng ta sao? Yêu hỏa vừa để xuống, độc khí gì đốt không tiêu tan. Chủ yếu là sợ kinh động đại tặc kia. Không phải ngươi nói đại tặc không có ở đây. Ta chỉ suy đoán nó không ở đây, không nói thật sự không ở đây. Nhịn một chút đi, rất nhanh sẽ đến thôi. Đại vương một câu rất nhanh. Kết quả đi dòng dã hơn 200 dặm. Tại thời điểm bọn hắn muốn sụp đổ bên trong lít nha lít nhít độc trùng, rốt cuộc cũng đi tới mục đích. Một ngọn núi cao, mặc dù không nguy nga hùng vĩ như tổ nguyên sơn, nhưng vẫn cao tới mấy ngàn mét, khí thế rộng rãi, tràn ngập khí tức bàng bạc. Trên đỉnh núi có một cây cổ thụ, tỏa ra hào quang, màn ánh sáng rủ xuống như thác nước, mỗi mảnh lá cây đều sáng chói như tinh thần, lượn lờ lấy hào quang thần thánh. Đại thụ cổ lão cứng cáp, thân cành thô to khô nứt, một miếng lại một miếng vỏ cây già mở ra như là giống như vảy rồng. Thân cây màu đỏ, như là xích long uốn lượn hướng lên trời. Về phần cành lá, như một khối lại một khối ngọc thạch, óng ánh, như tử hà trong vắt. Xem đến toàn thể, cả cây đều tỏa ra ánh sáng lung linh, bành trướng vạn hà, vô cùng thần thánh. Đó là thánh thụ sao? Con mắt Chu Thanh Thọ lập tức sáng lên. Hắn thích xem những đại thụ cổ quái kỳ lạ lại tuổi tác đã lâu này. Đại vương xoa xoa hai cái móng vuốt lớn, kích động nói. Vạn độc huyết long, độc thụ độc nhất trên thế giới, tán phát khí độc có thể ăn mòn huyết nhục linh hồn, còn có thể ăn mòn năng lượng. Theo như đại tặc nói, sau khi vạn độc huyết long sinh trưởng đến cực hạn, ngay cả ánh sáng, không gian, thời gian đều có thể ăn mòn. Đại tặc còn nói, sau khi vạn độc huyết long sinh ra linh trí, có thể chân chính hóa thân thành linh long, độc hại dân chúng, không đâu địch nổi. Chu Thanh Thọ thể hiện quái dị. Đại tặc, rất quen với ngươi. Từng là huynh đệ. Sau đó thì sao? Ta muốn ăn trái cây, nó không để cho, hẹp hòi, không chơi cùng nó. Nhỏ mọn như vậy, đúng là không đáng thâm giao. Đại vương vỉnh cổ lên, cẩn thận quan sát. Cáp, thật đúng là không có ở đây. Ta biết nó khẳng định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhanh nhanh nhanh, thừa dịp nó không ở đây, lên trên cây hái trái cây đều, toàn cuốn đi bảo bối nó vơ vét những năm này. Ngươi chờ một chút, cây đều là kịch độc, trái cây không có độc sao? Cả cây từ rễ đến thân cây lại đến nhánh cây phiến lá, thậm chí là chất lỏng, đều có kịch độc, nhưng duy chỉ có kết trái cây là không có độc. Chẳng những không có độc, còn có công hiệu vô cùng thần kỳ. Có thể nói là linh quả vị ngon nhất thế gian, một ngụm như tẩy rửa cơ thể, hai ngụm thay xương đổi thịt, ba ngụm như khởi tử hồi sinh. Ai nói với ngươi? Đại tặc chứ ai, mặc dù có thổi như bức,
nhưng đồ độc nhất thế gian ký kết linh quả thuần nhất, khẳng định có công hiệu thần kỳ. Còn có, bình thường đại tặc thích nhất là lang thang bốn chỗ, siêu tập bảo bối, còn chạy đến thao thiết nơi đó móc qua con non. Trong những năm này không biết đã trữ được bao nhiêu bảo bối tốt, ta nhìn đều đỏ mắt. Đi đi đi, rút cho hết đồ của hắn, một cái cũng đều đừng để lại, ha ha ha. Khương Qua quái dị nhìn đại vương. Đại tặc có thể có huynh đệ này như ngươi, thật sự là tám đời đã tu luyện tốt phúc phận. Nhanh nhanh nhanh. Đại vương đã không thể chờ đợi, thúc giục Khương Qua nói. Mau thả yêu hỏa của ngươi ra xua tan khí độc, thừa dịp trước khi nó trở về mau chóng rời khỏi. Vị đại tặc này là yêu vật gì? Một con cá sấu mà thôi, chủng loại rất ngu kia, không cần sợ. Thật không cần sợ. Ngươi là Phượng Hoàng, còn sợ cá. Dưới sự thúc giục của đại vương, Khương Qua phóng thích ra yêu hỏa Phượng Hoàng, xua tan độc trùng, đốt cháy độc chướng, mang theo bọn hắn đi tới trên núi. Khương Phàm không tin được ra hỏa này, lặng lẽ kích hoạt linh văn, tùy thời chuẩn bị rút lui. Quả của vạn độc huyết long ở bên trong, chí độc thế gian, thật sự có thể đứng vào năm vị trí đầu. Giọng Đan Hoàng vang lên ở trong đầu Khương Phàm, giới thiệu nói. Vị đại tặc kia cũng không có khuếch đại. Tương truyền vào thời kỳ hồng hoang, xác thực có vạn độc huyết long đã từng sinh ra linh trí, hóa thân qua độc long. Những nơi độc long đi qua, vạn dặm hoang vu, thiên địa suy bại, năng lượng, không gian, thời gian, thậm chí là trật tự, đều có thể ăn mòn. Vạn độc huyết long kết linh quả, cũng đúng là bảo vật trí thuần. Cùng loại với đen cực, tức là trắng, tử chi cực, tức là sinh. Nhưng, nhất định phải hoàn toàn chín muồi mới có thể sử dụng. Có thể mọc lại thịt từ xương, tố sinh cơ, có thể tụ tàn hồn, nghịch luân hồi, nói đơn giản chút, người vừa mới chết. Khởi tử hồi sinh, cây huyết long này cao đến quy mô này, đại khái là tuổi tác gì rồi? Khương Phàm không tiếp tục hỏi thăm tình huống vực sâu cùng Đan Hoàng, hai người đều ăn ý xem như cái gì cũng đều chưa từng xảy ra. Phàm là yêu thụ có thể ghi vào sử sách, đều vô cùng cường đại, cũng đều cần thời gian lâu dài để sinh trưởng. Ta đoán chừng cây vạn độc huyết long này hẳn là đã có mấy vạn năm tuổi thọ. Mấy vạn năm? Khương Phàm rung động, cái tuổi thọ này để người ta hâm mộ thật. Oa a a, oa a, quả nhiên giống như là huyết long. Bọn hắn đi đến trên núi, rung động nhìn qua. Độc thụ cứng cáp uốn lượn hướng lên trời, tráng kiện cứng rắn, vỏ cây rạn nứt ra giống như là vảy rồng, lá cây nở rộ tử hà trong vắt, từng cái rủ xuống, giống như râu rồng. Nhưng không gian nơi này lại hiện ra gợn sóng yếu ớt, giống như là bị tử khí ăn mòn. Ha ha, bảo bối của ta. Đại vương nhào vào trong hố lớn ở phía đỉnh núi, hào quang nồng đậm nơi đó giống như là như thủy triều, nhiều loại tinh thạch bảo vật chất đống, có xương thú, thú nguyên, trứng ngọc, còn có tinh thạch, linh túy, cái gì cần có đều có. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tảng đá đục khắc chậu hoa, bên trong chứa đựng dược liệu hiếm thấy. Sáng chói chói mắt, hương khí nồng đậm. Bọn người Khương Qua đều kích động, dược liệu gì đó mặc dù không hiểu, nhưng liếc mắt liền nhìn ra xương thú cùng thú nguyên ở bên trong không đơn giản. Đại vương một bên nắm lấy bảo bối nhét vào bên trong mai rùa, một bên cao giọng gào to. Đừng khách khí, tùy tiện cầm, cứ tự nhiên như nhà mình. Nói y như ngươi. Chu Thanh Thọ hưng phấn nhào vào, cũng khí thế ngất trời nhét vào trong nhẫn không gian. Chiếc nhẫn là của Dương Thiên Hữu kia, bây giờ đã thuộc về hắn. Đừng động. Khương Phàm đột nhiên gọi bọn họ lại. Thế nào? Đại vương co rụt cổ lại, sẽ không phải cái tên kia đã trở lại đấy chứ? Nơi này không phải Tổ Nguyên Sơn, đại tặc lại không ở đây, chúng ta dứt khoát đều rời cả ngọn núi đi. Khương Phàm vừa chuẩn bị nhét thánh thụ cho thế giới ngũ hành bình yên. Cáp, đúng nha, sao ta không nghĩ tới chứ? Hai mắt đại vương tỏa sáng, hưng phấn mà nhảy dựng lên, ha ha, nó muốn để thời điểm đại tặc kia trở về đều không có nơi khóc. Đều tản ra, ta chuẩn bị. Khương Phàm đang muốn khống chế cả ngọn núi cao, trong hố lớn bảo vật đột nhiên truyền ra tiếng gầm giận dữ. A a a, đại vương bát, lão tử chờ ngươi rất lâu. Hố to oanh minh, loạn thạch hòa với bảo vật bay lên cao, một con cự ngạc to béo gầm thét vọt ra, cao hơn 50 mét. Lân giáp nặng nề cứng rắn, móng vuốt cứng cỏi sắc bén, mở ra miệng rộng, thanh chiều sôi trào. Lão tử đoán được ngươi sẽ tới trộm cắp, quả nhiên ngươi đã tới, còn mang theo bầy khỉ không có lông.
Bò sát mập, người lại mai phục, quá âm hiểm. Đại vương ngao ngao luồn lên tới. Con rùa không biết xấu hổ, muốn chết. Cự ngạc cất bước phóng tới, đất rung núi chuyển, loạn thạch đều thủng, oanh động dã man, nó mở ra hàm răng sắc bén, cắn một cái hướng về phía đại vương. Đại vương lập tức rụt đầu lại, kích hoạt phù văn trên mai rùa. Răng rác, cự ngạc cắn xuống một cái, mai rùa hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại răng của cự ngạc lại chấn động đến đau nhức, đầu đều ông ông. Cự ngạc không phục, thân thể to béo của nó run run mãnh liệt, phía dưới lớp giáp màu đen nổi lên cường quang, sau đó bỗng nhiên mở to miệng, hung hăng cắn. Răng rác, mai rùa hoàn hảo không chút tổn hại, chấn động đến răng của cự ngạc nổi lên âm thanh ong ong rung động. Ha ha, không có chú ý sao? Lão tử đã thăng hoa huyết mạch, niết bàn cảnh cửu trọng thiên. Đại vương ở bên trong mai của mình hưng phấn kêu to. Ông trời bị mù sao? Để cho con rùa ngươi đây được nói. Cự ngạc không cam tâm, toàn thân run run, xương cốt cứng rắn nổi lên ba động khủng bố, toàn thân sôi trào lên hắc khí cuồn cuộn, sát khí kinh người tràn ngập, như một con cự long thức tỉnh, tràn ngập long uy chân thực mà kinh khủng. Long cốt cự ngạc, liền biết con rùa kia không đáng tin cậy. Khương Qua quả quyết mang theo bọn người Khương Phàm rút lui ra phía sau. Long cốt cự ngạc. Dương Biện ngạc nhiên, đây chính là cự thú cường hãn hiếm thấy. Không giống với dị thú có được huyết mạch long tộc khác, xương rồng của long cốt cự ngạc truyền thừa từ chí tôn cự long tộc của long tộc, tương đương với dị thú như thao thiết, nhai tí, toan nghê, long tử. Hống 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 hống. Long cốt cự ngạc gào thét thật lớn, hùng hậu như rồng, giơ lên to móng vuốt cứng cỏi, hung hăng đánh xuống mai rùa. Toàn thân bạo động hắc khí, móng vuốt nổi lên ý lạnh, giống như là móng vuốt cự long, băng sơn liệt địa. Đại vương núp ở bên trong, lại kích ra đường vân mai rùa, sau đó, như tên trộm hút lấy bất lão tuyển giấu ở mai rùa bên trong. Nước suối rạng rỡ kim quang, sau khi tràn vào thân thể thì hội tụ về mai rùa. Công hiệu thần bí của bất lão tuyển có thể tại thời khắc sinh tử, kích thích lên uy lực huyền vũ yếu ớt. Giờ khắc này, cực kỳ giống cự long chém giết huyền vũ. Bành! Long cốt cự ngạc hung hăng đập móng vuốt nặng nề vào trên mai rùa, giống như thiên thần rèn sắt. Lại như long trời lở đất, sóng âm thao thao bất tuyệt, truyền khắp hơn trăm dặm dãy núi. Bọn người Khương Phàm đều bị oanh minh chấn động đến mảng nhĩ đau nhói, khí huyết sôi trào. Cả đỉnh núi đều sụp đổ ngay tại thời khắc này, đại vương bị dữ dội nện vào trong ngọn núi, long cốt cự ngạc thì nhấc lên toàn bộ móng vuốt, cả thân thể cao lớn đều từ từ lui lại mấy bước. A, à, con rùa người đây trở nên cứng ngắc rồi. Long cốt cự ngạc giữ vững thân thể, vuốt phải run nhẹ nhẹ. Nó vừa mới dùng toàn lực cho một kích kia, coi như đại vương bát biến đổi đến cửu trọng thiên, cũng không thể nào gánh vác được. Ha ha, không nghĩ tới sao. Đại vương từ trong hố sâu xông ra, thò đầu ra le lưỡi, sau đó lại vội rụt trở về. Đến đây, cắn đi, giết chết ta nè. Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe qua loại yêu cầu này, hôm nay thành toàn cho ngươi. Long cốt cự ngạc tức giận, thân thể lay động vung lên móng vuốt mãnh liệt đánh ra. Bành bành bành, tiếng oanh minh nặng nề liên miên bất tuyệt, chấn động đến ngọn núi lay động, đại địa vỡ nát. Long cốt cự ngạc dùng tất cả vốn liếng, lại đập lại gặm cắn. Nhưng, công kích mạnh nhất gặp phải phòng ngự cứng rắn nhất, trong lúc nhất thời lại là người này cũng không làm gì được người kia. Chu Thanh Thọ nhìn đến tê cả da đầu. Đây là có thủ sao? Khương Qua nói. Nhìn điệu bộ này, lúc trước nhất định là đại vương bát trộm vật gì tốt của cự ngạc rồi. Hôm nay lão tử không cắn ngươi thì không gọi là long cốt cự ngạc. Long cốt cự ngạc há mồm cắn đại vương, lần nữa kích phát tiềm lực hài cốt, phóng thích lực cắn ngàn vạn cực cảnh. Đại vương đột nhiên thò đầu từ trong mai rùa ra, cắn một cái vào đầu lưỡi trong miệng cự ngạc. Một tiếng gầm lớn, long cốt cự ngạc muốn điên rồi. Buông ra, em mờ hiểm, xảo trá, buông ra cho ta. Có phục hay không? Đại vương cắn đầu lưỡi của nó. Ra sức kéo vào trong mai rùa của mình. Long cốt cự ngạc lăn lộn đầy đất, từ trong cổ họng phun ra tiếng gào thét giống như long ngâm. Buông ra, không buông ta phun chết ngươi. Có phục hay không, nếu không ta cắn đứt cho lưỡi ngươi. Ngâm rượu uống. Buông ra. Có phục hay không. Buông ra cho ta. Có phục hay không. Một con rùa một con cá sấu, đều là đại yêu niết bàn cảnh cửu trọng thiên có mặt mũi,
cứ rằng coi như vậy. Khương Phàm nhìn mà lắc đầu, thừa dịp bọn chúng dây dưa, tế ra thông thiên tháp, quăng về phía không trung. Thông thiên tháp chiếu ánh sáng ra xa vạn trượng, trong chớp mắt đã tăng vọt đến trăm trượng, bên trong tầng thứ ba hiện lên mê vụ cuồn cuộn, ngưng tụ thành núi lớn cổ lão mang theo xiềng xích, ầm vang xông ra, quấn chặt lấy cả ngọn núi cao, cưỡng ép kéo đi đến. Ai, ai, để xuống cho ta, con khỉ không có lông, ngươi chán sống. Long cốt cự ngạc nổi giận, toàn thân run run, không để ý con rùa trong miệng, liền mang theo thân hình khổng lồ phóng lên tận trời, móng vuốt chợt vỗ không gian, sụp ra vết nứt, dã man bay lên. Nhưng, thời điểm nó đang muốn đụng vào thông thiên tháp, Khương Qua lại hóa thân thành bá thiên yêu hoàng, dương cánh gáy to, giam cầm không gian, một móng vuốt đội lên trên lưng cự ngạc. Ngọa tào, phượng hoàng, con khỉ biến thành phượng hoàng. Long cốt cự ngạc kinh hãi, giãy giụa kịch liệt, giãy giụa như thế nào cũng đều không thoát khỏi được móng vuốt. Đại vương nằm nhoài trong miệng long cốt cự ngạc, kéo lấy cái lưỡi kia hô to. Đây đều là tiểu đệ bản vương vừa mời chào, có phục hay không? A a a, lấn ta quá đáng. Long cốt cự ngạc triệt để nổi giận, nó hét lên một tiếng, hai cốt toàn thân lại lần nữa nổi lên cường quang, nhấc lên sát khí mênh mông mãnh liệt, giờ khắc này nó giống như hóa thân thành cự long, mang theo uy thế kinh khủng chấn động không gian. Đây là bí thuật truyền thừa của nó, có thể đánh rách tả tơi giam cầm, vỡ nát càn khôn, thậm chí có thể phá ngàn vạn pháp trận. Nhưng, bá thiên yêu hoàng huy động liệt diễm, móng vuốt bén nhọn dữ dội khống chế được nó, hai cánh mở ra, dẫn dắt liệt diễm ngập trời đánh xuống, muốn thiêu chết cự ngạc. Bây giờ Khương Qua đã là thiên phẩm linh văn, có huyết mạch phượng hoàng chân chính. A, à, rốt cuộc long cốt cự ngạc cũng luống cuống, vùng vẫy giấy chết trong liệt diễm, tức giận gào thét. Đại vương bát, người không biết xấu hổ, lại đi tìm phượng hoàng đến tập kích ta, có bản lĩnh cùng ta đơn đấu. Đại vương thô lỗ xé rách lấy đầu lưỡi của hắn. Nếu ta đánh thắng được ngươi, đã sớm đơn đấu. Mau nói, có phục hay không? Phục, phục. Long cốt cự ngạc dứt khoát đến mức Khương Phàm đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây cũng là cực phẩm gì? Bá thiên yêu hoàng khẽ nhíu mày, tản ra liệt diễm, buông lỏng móng vuốt ra. Long cốt cự ngạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong phế tích, đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn. Nhưng, tại lúc rơi xuống đất, trong chốc lát, nó lại gào lên một tiếng, móng vuốt chợt vỗ, đất rung núi chuyển, bổ nhào qua phía Khương Phàm. Hầu tạp, trả lại vạn độc huyết long cho ta. Khương Phàm lập tức lao thẳng đến bầu trời. Bá thiên yêu hoàng vỗ cánh gáy to, âm thanh cắt đoạn cả trời cao, mang theo liệt diễm nhào về phía cự ngạc. Long cốt cự ngạc ổn định tại chỗ, cao giọng hô to. Chậm đã, đừng có lại bắt. Không trả thì không trả nha, ta muốn hỏi một chút. Ha ha, nhìn ngươi còn cuồng thế nào? Đại vương đứng thẳng người lên, bóp lấy eo, cười to. Hỗn đản, vương bát đản không biết xấu hổ. Long cốt cự ngạc tức giận càng uất ức, trong mắt to lớn quay tròn, nhìn Khương Phàm, nhìn lại Phượng Hoàng, còn đang tính toán làm sao để cướp lại. Khương Phàm từ không trung trở lại phế tích. Vạn độc huyết long xem như cống phẩm, từ nay về sau. Người đi theo ta lăn lộn. Cái quái gì? Đại vương lập tức không vui, liền nói. Người tuyệt đối không nên xúc động, đây không phải cái thứ tốt, lại tặc vừa trơn, năm đó ta thiếu chút nữa đã bị nó hại chết. Cái dám, ta hại chết ngươi, là ngươi khuyến khích ta trộm con non của Thao Thiết, hại ta suýt chút nữa chết ở nơi đó, vậy mà ngươi lại nửa đường chạy trốn, còn đường vòng trở về trộm trái cây của ta. Lão tử không có ngươi ném tới trong ổ Thao Thiết. Liền xem như khai ân. Đại tặc tức giận lại gọi to. Nếu như không phải ngươi vội vàng sao động, Thao Thiết có thể phát hiện chúng ta. Ta đó là đường vòng trở về trộm trái cây sao, ta là nghĩ rằng ngươi chết rồi, đặc biệt trở về thay ngươi nhìn. Ngươi là nhìn sao, nếu như ta trở về trễ, ngươi đều muốn ăn sạch sẽ linh quả của ta. Ta cho rằng ngươi chết rồi, ta đau đớn, ta khó chịu, ta không được ăn gì ép một chút. Một con rùa một con cá sấu, càng mắng càng hăng. Khương Qua nghe được thì lắc đầu. Con cá sấu nói, tiếng người, này cũng đều là con rùa dạy. Khương Phàm gọi bọn hắn, ngắt lời nói. Chúng ta là con người ở thế giới bên ngoài tiến vào, muốn dẫn đại vương rời khỏi. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể cùng đi với chúng ta.
Long cốt cự ngạc phun ra khí thô bên trong hơi thở. Không hứng thú, trả lại huyết long cho ta. Không, ngươi có hứng thú. Ta không hứng thú. Ngươi có hứng thú. Ta nói tiếng người không đúng tiêu chuẩn sao. Ta, không, hứng thú. Xác định. Ta rất xác định, ta không hứng thú, còn muốn nói bao nhiêu lần. Khương Qua, giết nó. Rút xương cốt ra, ta muốn nấu canh uống. Chờ một chút, ta đột nhiên có hứng thú. Ngươi thật muốn hắn mang theo. Đại vương cảnh giác long cốt cự ngạc, mỗi ngày trông coi gia hỏa này đến đi ngủ đều không nỡ ngủ. Tìm bạn tình cho ngươi, miễn cho ngươi cô đơn. Khương Phàm không để ý nhiều mà mời chào vài con mãnh thú, nhất là loại cự thú huyết mạch đặc biệt, hung tàn nhanh nhẹn dũng mãnh này. Ta tình nguyện cô đơn, cũng không nguyện ý mỗi ngày làm gậy mài răng. Đại vương phiền muộn, vốn định tính toán cự ngạc, kết quả tự tính kế mình. Ngươi thật muốn rời khỏi nơi này. Long cốt cự ngạc nện bước nặng nề, đụng đụng phía trước. Đại vương tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi. Thế giới bên ngoài nhiều đặc sắc, ta muốn đi ra ngoài nhìn. Ngươi không sợ bọn họ nấu ngươi. Bọn hắn không thiếu chút thịt của ta. Ngươi hiểu rõ bọn hắn sao? Không hiểu rõ. Không hiểu rõ liền bán mình. Từ khi nào mà ngươi đã dũng cảm như thế? Ngươi sợ sệt cũng đừng đi theo, chờ ta phát đạt trở lại nhìn ngươi. Đến lúc đó khẳng định chuẩn bị cho ngươi mấy con cá sấu cái màu mỡ. Long cốt cự ngạc thoáng hạ giọng. Đứng đắn một chút, bọn con khỉ không có lông này có lai lịch gì. Đại vương có chút hết thân thể. Vạn thế thần triều, đoàn cướp bóc hoàng thất. Cái quái gì? Thần triều, ngươi hiểu không? Chính là loại áp đảo phía trên thần tộc chí tôn hoàng triều kia. Chí tôn hoàng triều, ngươi hiểu không? Chính là loại hoàng triều để hoàng tộc ngưỡng vọng kia. Hoàng triều, ngươi hiểu không? Chính là quốc gia có cương vực vạn dặm, có hàng tỷ con dân. Biết thần tộc là cái gì vấn đề không? Nơi đó có thần linh chân chính. Biết thần linh là cái gì không? Đó là kẻ mà áp đảo ở phía trên thánh hoàng. Ngươi đã nghe qua thánh hoàng sao? Đó là người còn mạnh hơn thánh vương. Ngươi biết thánh vương sao? Chính là có thể một bàn tay chụp chết cái chủng loại yêu chủ kia. Đại vương giơ lên đầu cao điệu khoe khoang bí mật mình vừa mới biết đến. Long cốt cự ngạc bị hù dọa. Tựa như vài thập niên trước, đại vương đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn cứ vậy mà làm vài câu, tiếng người, hù hắn sửng sốt một chút, vì để nắm giữ môn ngoại ngữ thần kỳ này, hắn đã quả quyết cùng con rùa kết bái huynh đệ. Đại vương dương dương móng vuốt, tiếp tục khoe khoang nói. Đám người này khó lường, là hoàng thân quốc thích trong thần tộc, biết cái gì là hoàng thân quốc thích không? Tổ tiên đều là cấp bậc thánh vương thánh hoàng. Gia tộc đều là dưới một người trên vạn người. Bọn hắn là đoàn cướp bóc được thần hoàng tự mình nhờ, phụng mệnh thám hiểm tìm kiếm bảo vật khắp thiên hạ, phóng khoáng, tự tại, kích thích. Ồ, long cốt cự ngạc bị câu dẫn lên hứng thú. Ở thế giới bên ngoài, người ta cũng là đi ngang. Đào mộ, hãm hại lừa gạt, mọi thứ tinh thông, còn không có người nào dám nói cái gì, người nói có tức hay không. Đại vương nói đến kích tình. Bọn người Khương Phàm nghe xong thì xấu hổ. Chu Thanh Thọ âm thầm nhếch miệng, con rùa này tin thật. Khương Bân híp híp mắt, đi ngang. Bọn hắn đều là chạy trốn, khắp thiên hạ đều đang đuổi giết bọn hắn. Thật, long cốt cự ngạc hồ nghi nhìn về phía bọn người Khương Phàm. Bọn hắn là con người, thông thay đổi, ngươi nhìn kẻ này, có thể biến thành phượng hoàng, ngươi xem kẻ kia một chút, có thể biến thành cự kình. Ngươi lại nhìn kẻ kia, có thể biến thành thiên long. Không phải thần tộc, có thể mạnh như vậy sao? Cho nên, đi theo đám bọn hắn, tương lai khẳng định là ăn ngon uống say, muốn cái gì có cái đó. Đại vương nói, đột nhiên ngậm miệng lại, thể hiện quái dị. Ta không phải không muốn để cự ngạc đi theo sao? Làm sao lại còn ra sức giật dây đi lên? Long cốt cự ngạc nhìn người này, lại nhìn người kia, từ từ có một chút chờ mong nhỏ. Thế giới bên ngoài, thật sự đặc sắc như vậy sao? Hoàng thất kiếp lược đồ, đoàn cướp bóc hoàng thất, nghe tên xác thực rất mạnh. Khương Qua nhìn mà lắc đầu, bọn cực phẩm này thật muốn tổ hợp thành hoàng thất kiếp lược đồ sao? Khương Bân cũng bắt đầu lo lắng, Tặc Điểu, Tiêu Phượng Ngô, Chu Thanh Thọ, lại thêm hai tên cực phẩm này, đội hình hoàng thất kiếp lược đồ nhanh nhẹn dũng mãnh thật, không biết sẽ muốn tai họa bao nhiêu người. Theo chúng ta đi. Khương Phàm chờ đợi long cốt cự ngạc đáp lại. Ta còn có lựa chọn khác sao?
Long cốt cự ngạc thỏa hiệp. Chu Thanh Thọ vượt lên trước một bước, cao giọng giới thiệu. Hoan nghênh gia nhập, ta là đoàn trưởng đầu tiên của Hoàng Thất Kiếp Lược Đồ, Chu Thanh Thọ. Long cốt cự ngạc cúi đầu, nhìn ra hỏa giống như bò sát trước mặt. Ngươi có thể biến thành cái gì? Ta, ha ha. Chu Thanh Thọ kiêu ngạo cười một tiếng, phất tay ra tinh quang sáng chói, thần bí lộng lẫy, chiếu ánh hắn đứng ngạo nghễ giống như tinh hà thần tử. Oa, thật sáng. Long cốt cự ngạc nhìn chằm chằm hắn một lát, khẽ nhíu mày. Không có sao, chỉ cái này, năng lực của ngươi chính là phát sáng. Đại vương trợn mắt chừng một cái. Gọi là tinh thần, sau này không hiểu thì hỏi, đừng ra vẻ mình như đồ nhà quê. Đi thôi, ta mang các ngươi nhìn thế giới đặc sắc phía ngoài, cam đoan các ngươi không hối hận. Khương Phàm chào hỏi đám người rời khỏi, khung trời lại xuất hiện cửa vào mới, người ngoài nghĩ rằng là thế giới mới muốn sụp đổ, nhưng ở bọn hắn thì lại biết chủ nhân giới nguyên đã bắt đầu tính toán thần vực chi hải. Dương Biện, đi thôi, thất thần làm gì? Khương Qua cưỡi lên Long Lân Lôi Mã, lại phát hiện Dương Biện vẫn ở lại ở tại chỗ không hề động. Dương Biện đứng tại chỗ, giữ im lặng. Khương Phàm cảm thấy kỳ quái. Thế nào? Dương Biện trầm ngâm thật lâu, nói. Ta muốn ở chỗ này nghênh chiến Dương gia. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian nhảy xuống Long Lân Lôi Mã, đi đến bên cạnh Dương Biện quan tâm nói. Huynh đệ, vừa mới hút vào khí độc sao? Ta xem một chút chỗ nào trúng độc. Là đầu sao? Dương Biện nói. Chúng ta bắt Dương Thiên Hữu, Dương gia sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bây giờ hiện đang lùng bắt chúng ta. Chuyện thuộc về việc nhà Dương gia, thế giới mới lại có tài nguyên khắp nơi trên đất, Lý gia Thánh Bằng Đảo hẳn là sẽ không phối hợp với bọn hắn, nhiều nhất Thánh Bằng Đảo sẽ an bài 2-3 lôi bằng làm thú cưỡi. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Cho nên, ngươi muốn chặn đánh bọn hắn. Đáy mắt Dương Biện lóe ra ánh sáng giá lạnh. Ta muốn giết Dương Thiên Khuyết. Chu Thanh Thọ tức giận. Chỉ bằng chúng ta, đùa giỡn hay sao? Đại tặc, mau tới, có thuốc giải không? Huynh đệ của ta trúng độc. Khương Phàm nói. Dương Thiên Khuyết nhìn thấy chúng ta ở cùng với Thiên Kiếm Thần Tông, hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mà lùng bắt. Xem như tới thật, Thánh Bằng Đảo cũng có thể điều động lôi bằng thánh linh cảnh, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Cứ như vậy. Đội ngũ lùng bắt chúng ta chỉ ít có 2 thánh linh, chớ nói chi là bán thánh. Ngươi lại không nguyện ý tìm Thiên Kiếm Thần Tông hợp tác, chỉ bằng chúng ta thì không thể nào khiêu chiến bọn hắn. Còn nhớ rõ lời lúc đầu ta nói với ngươi không? Lần này chúng ta về thần vực chi hải, chủ yếu là nhục nhã hải thần đảo, báo thù thật sự phải chờ lần sau. Dương Biện nghênh tiếp ánh mắt Khương Phàm. Tìm Thái Thản Cự Viên hợp tác, dùng chúng ta làm mồi dụ, kích thích Dương gia xuất hiện. Khương Phàm cau chặt lông mày, ngay cả bọn người Khương Qua đều nhíu mày. Khương Qua khuyên nhủ. Dương huynh đệ, tâm tình ngươi muốn báo thù ta hiểu, nhưng tìm Thái Thản Cự Viên hợp tác rất không thực tế. Đám siêu cấp chiến thú kia bây giờ vô cùng táo bạo, càng thù hận những kẻ xâm nhập, không thể nào hợp tác với chúng ta. Lúc ấy bọn chúng đuổi bắt qua chúng ta, nếu như nhận ra, đầu tiên sẽ liền xé chúng ta. Khương Bân cũng nói. Đừng quên lôi bằng. Nếu như là lôi bằng cảnh giới thánh linh đang bồi lấy người của Dương gia lùng bắt, coi như bọn hắn bị bao vây, cũng có thể tránh thoát trong nháy mắt. Thái Thản Cự Viên rất mạnh, nhưng không kịp đuổi lôi bằng chính là phế vật. Chu Thanh Thọ cũng tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Chúng ta muốn làm mồi nhử thì phải xuất hiện ở trên chiến trường. Đến lúc đó lôi bằng thánh linh cảnh đánh một mảnh lôi chiều xuống tới, phạm vi trăm dặm tất cả đều là đất khô cằn, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Dương Biện kiên định nói. Ta vẫn luôn cân nhắc chuyện này, ta đã nghĩ kỹ. Chuyện liên hệ Thái Thản Cự Viên, giao cho Đại Vương, hắn và đám vượn quen thuộc. Chờ một chút. Đại Vương bất mãn nói. Ta và bọn hắn quen. Bọn hắn diệt toàn tộc ta, rút bất lão tuyển của ta, chúng ta thật sự quá quen. Dương Biện nói. Đại Vương không muốn đi, đại tặc có thể đi. Long cốt cự ngạc quả quyết nói. Không có súng đủ. Ta cũng không muốn trêu chọc đám quái vật táo bạo kia. Dương Biện tiếp tục nói. Nếu như các ngươi cũng không nguyện ý đi, ta tự mình tìm Thái Thản Cự Viên. Chỉ cần thuyết phục bọn chúng thì có thể thúc đẩy đằng xà tới phối hợp. Có đằng xà áp trận, coi như lôi bằng thật sự có thánh linh cảnh đến, cũng có thể bị kéo lại. Thái Thản Cự Viên, Bích Ngọc Long Tượng thừa cơ nổi lên,
là có thể lừa giết đuổi bắt toàn bộ đội ngũ Dương gia. Ngươi nói liên thủ. Bọn người Khương Qua lắc đầu, đây quả thực là hồ nháo. Đám cự viên kia vô cùng táo bạo, làm không tốt chỉ cần lộ diện liền có thể bị đánh chết. Bên trong đoàn cướp bóc của các ngươi còn có đồ đần. Long cốt cự ngạc cố ý nói cho đại vương nghe. Đại vương nói, chúng độc, độc tố lan tràn đến trong đầu. Khương Phàm đưa tay ngăn đám người lại, hỏi Dương Biện. Ta vừa mới nói qua, hải thần đảo thật chưa chắc sẽ đuổi bắt chúng ta. Mặc dù bọn hắn lo lắng an nguy của Dương Thiên Hữu, nhưng sẽ lo lắng Thiên Kiếm Thần Tông phục kích, lại tin tưởng ngươi sẽ không thật sự giết Dương Thiên Hữu, cho nên có thể muốn chờ sau khi rời khỏi nơi này lại xử lý chuyện của ngươi. Không, bọn hắn không dám đánh cược sinh tử của Dương Thiên Hữu, bọn hắn khẳng định sẽ đuổi bắt. Cho ta một cơ hội, nếu như ta có thể thuyết phục Thái Thản cự viên, chúng ta liên thủ phục kích, nếu như không thể nào, chúng ta rời khỏi nơi này. Ngươi nói ngươi sẽ đi gặp Thái Thản cự viên. Ta có thể, chỉ cần ta mang theo con non hoàng kim kia đi qua. Cái gì? Khương Phàm run rẩy khóe mắt, đó là lễ vật chuẩn bị cho thiên hậu. Ngươi không thiếu một chiến thú thế này, nhưng ta thiếu một cái cơ hội như vậy. Lần này nếu như phục kích thành công, Dương Biện ta về sau nguyện nghe theo ngươi. Sóng cả mãnh liệt vỗ trên bờ biển, thủy triều va chạm vách núi, nhấc lên bọt nước đầy trời. Đám Thái Thản cự viên táo bạo gầm thét, thanh triều ù ù để thiên hải như trời đông giá rét để phạm vi mấy trăm dặm lục địa cùng đại dương mênh mông kinh dị. Bích Ngọc Long Tượng phát động khí tức Long Tượng, ngẩng đầu lên trời thét dài, bi thương càng tức giận. Bọn chúng cố ý náo ra thanh thế, đang kêu gọi lấy bá chủ hải vực, Thái Thản cự mãng. Nhưng, Thái Thản cự mãng từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Phó Khải Minh không biết bọn chúng đang làm gì. Chỉ có thể cảm nhận được loại khí thế bạo ngược dã man kia, liền không tiếp tục để ý, sau đó rời khỏi thật sớm, tìm kiếm đội ngũ Thiên Kiếm Thần Tông, làm tốt chuẩn bị để rút lui bất cứ lúc nào. Giống. Một tiếng gào thét hùng hậu ở núi cao phía xa truyền đến. Thái Thản cự viên, Bích Ngọc Long Tượng ở gần vách núi đó đang theo hải dương tiếp tục gào thét, phạm vi vài trăm dặm đều bao phủ bên trong sóng âm và thủy triều, đều không có nghe được thanh âm xa xa. Đến phía trước, Dương Biện cưỡi trên lưng Long Cốt Cự Ngạc thúc giục. Ta có thể chống đỡ được thanh triều nơi đó, ngươi gánh vác được không? Nếu như ngươi kích phát linh văn phòng hộ liền phải bại lộ thân phận, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Long Cốt Cự Ngạc cảm thấy uất ức trong lòng, vừa mới gia nhập đoàn cướp bóc liền bị an bài việc liều mạng như thế này. Thái Thản cự viên, Bích Ngọc Long Tượng đều là siêu cấp chiến thú, tùy tiện là có thể xé sống nó. Dương Biện cắn răng. Lấy hoàng kim con non trong nhẫn không gian ra ngoài. Ngươi đã tự do. Toàn thân Thái Thản cự viên con non đều là kim hoàng, thân cao 10 trượng, mặc dù là con non, nhưng vẫn uy mãnh hùng tráng, rất có cảm giác áp bách. Nó nhìn Dương Biện và cự ngạc, sau đó gầm thét xông về phế tích nơi xa bị sóng âm bao phủ. Đám Thái Thản cự viên ở phía ngoài rốt cuộc cũng phát hiện ra nó, sau đó liền mang theo xông về vách núi. Rốt cuộc tiếng gầm thét táo bạo như sấm cũng ngừng lại. Đám Thái Thản cự viên nhìn thấy hoàng kim con non, kích động ôm lấy nhau reo hò. Hoàng kim con non ngao ngao vài tiếng, chỉ vào Long Cốt Cự Ngạc ở phía ngoài trăm dặm. Long Cốt Cự Ngạc giật mình, không nhịn được mà lui lại mấy bước. Dương Biện trầm giọng nói. Ổn định, đừng sợ, theo như những gì ta nói trước đó, dùng lời yêu tộc các ngươi phiên dịch cho ta. Long Cốt Cự Ngạc liên tục hít một hơi. Nếu ta chết ở chỗ này, làm quỷ đều không buông tha các ngươi. Ầm ầm. Đám Thái Thản cự viên nện bước chân nặng nề, đi tới nơi này. Thân thể hùng tráng cao vài trăm mét giống như núi đá di động trông vô cùng kinh hồn nhiếp phách, thổ khí sôi trào giống như cuồng triều sát lục cuồn cuộn đầy trời. Bích Ngọc Long Tượng nhìn tôn quý thánh khiết hơn rất nhiều, nhưng huyết mạch đặc biệt lại áp bách cách đến mấy chục dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Thẩm thấu linh hồn, rót vào hải cốt. Long Cốt Cự Ngạc là đại tặc lang thang bốn chỗ, đối với mấy vương tộc cao cao tại thượng này nó vô cùng kiêng kỵ, nếu như không phải Khương Phàm hứa hẹn cho nó một viên bích ngọc đan cấp bậc thánh phẩm, thì bây giờ nó thật sự có khả năng quay đầu liền muốn chạy. Đừng hoảng hốt, dựa lời theo ta nói, phiên dịch cho ta. Dương Biện nhắc nhở lần nữa. Long Cốt Cự Ngạc sâu hít một ngụm khí lạnh, không đợi đám Thái Thản cự viên lại tới gần liền gào thét từng tiếng. Giao lưu cùng Thái Thản cự viên. Đại khái chính là,
tên con người này nguyện ý hợp tác với các ngươi, giúp các ngươi săn giết đám cá voi kia. Thái Thản Cự Viên vừa đi vừa gào thét, chất vấn bọn họ là ai. Long Cốt Cự Ngạc gầm thét giao lưu, ý tứ đại khái chính là, tên con người này là kẻ thù với đám cá voi kia, săn giết cá voi con, cứu ra Hoàng Kim Cự Viên, bây giờ đám cá voi kia đang đuổi giết hắn, hắn nguyện ý làm mồi nhử, kích thích đám cá voi xuất hiện, tạo cơ hội cho Thái Thản Cự Viên phục sát. Cùng lúc đó, Đại Vương Cả Gan, Bồi Khương Qua đi tới lãnh địa Đằng Xà, nói Thái Thản Cự Viên, Bích Ngọc Long Tượng muốn phục kích Đại Kình Ngư, hy vọng có thể mời Đằng Xà kiềm chế Lôi Bằng. Đằng Xà và Thái Thản Cự Viên không có gặp nhau bao nhiêu, nhưng thời điểm trước đó lọt vào tiễu trừ, chính là Thái Thản Cự Viên cùng Bích Ngọc Long Tượng giết tới, mới may mắn giải vây, huống chi. Đằng Xà lại hận thấu đám người xâm nhập kia, đã có cơ hội mai phục, bọn chúng vô cùng nguyện ý phối hợp. Đi mau, quá kích thích, nhanh nhanh nhanh. Đại Vương úp sấp trên lưng Phượng Hoàng do Khương Qua biến thành, lo lắng thúc giục. Khương Qua huy động liệt diễm cuồn cuộn, mắt che kín thân hình, chạy tới nơi ước định với Khương Phàm. Đằng Xà thánh linh cảnh lại đang hoành hành trong rừng cây rậm rạp, ẩn giấu đi bóng dáng của mình, theo sát liệt diễm trên không trung. Lúc này Dương Thiên Khuyết đã sắp hao hết tính nhẫn nại, từ lúc rời khỏi hải vực đến bây giờ đã ròng rã 10 ngày, trước sau đã quét sạch vạn dặm cương vực, từ đầu đến cuối đều không thấy được bóng dáng Dương Biện. Bọn hắn phát động đám tán tu đang thám hiểm, để đám tán tu giải tin tức, chỉ cần có thể phát hiện được Dương Biện, liền có thể đến Hải Thần Đảo nhận lấy một viên chuẩn thánh đan. Nhưng, 10 ngày, vẫn không có bất kỳ người nào đến báo cáo với bọn hắn. Bọn hắn còn truy tung qua đội ngũ của Thiên Kiếm Thần Tông, nhưng cũng không có phát hiện Dương Biện ở trong đó. Dương Biện tựa như đã biến mất vào hư không. Dương Biện có thể đã rời khỏi nơi này rồi hay không? Bằng Vương xoay quanh tại khung trời, bên trong con người sắc bén mang theo tinh mang như sấm nhìn kỹ dãy núi rừng rậm. Ánh mắt của bằng tộc bọn chúng vô cùng sắc bén, ở 10.000 mét trên không trung có thể quan sát trăm dặm sơn hà. Bất kỳ ngọn cỏ gì bị gió thổi lay đều có thể phát giác được. Thánh tổ Dương gia, Dương Chấn Võ trầm giọng nói. Dương Biện hẳn là đã đoán được chúng ta sẽ đuổi bắt hắn, rất có thể đã rời khỏi thật xa, đến bên ngoài mấy vạn dặm tìm kiếm bảo vật, còn có một khả năng. Hắn về tới Hải Thần Đảo. Vẻ mặt Dương Thiên Khuyết rất nghiêm trọng, hắn sợ nhất chính là Dương Biện trở về Hải Thần Đảo. Dù sao Dương gia cũng không phải do hắn hoàn toàn làm chủ. Còn có thánh tổ càng tôn quý, ví dụ như vị chiến tử kia, ví dụ như Dương Chấn Võ bây giờ, lại còn có hai vị thánh tổ lưu thủ. Thái độ đối đãi của bọn hắn đối với Dương Biện, đều là có giữ lại. Có giữ lại liền mang ý nghĩa có dị nghị. Nhất là thánh tổ đầu tiên lưu thủ Hải Thần Đảo, Dương Hồng Liệt. Nếu như Dương Biện thật sự mang theo Dương Thiên Hữu trở lại Hải Thần Đảo, lại giết trước mặt tất cả mọi người, mà đám người bọn hắn đây lại đang ở bên ngoài không thể quay về. Hậu quả kia. Dương Chấn Võ nói. Dương Biện cũng không dám về Hải Thần Đảo, nơi đó có quá nhiều biến cố, trở về có khả năng sẽ chịu chết. Ta có khuynh hướng cho rằng bọn hắn đã chạy đến nơi rất xa để thám hiểm. Lão Bằng Vương Thánh Linh Cảnh nói. Tiếp tục điều động đám tán tu, mở ra 3 viên đan dược chuẩn thánh phẩm, treo thưởng cho hành tung của Dương Biện. Lôi chiều bạo động, Lão Bằng Vương cùng Bằng Vương vỗ cánh cuồng kích, giống như con sông lôi điện lao nhanh. Lấy tốc độ khủng khiếp xẹt qua trời cao, đến nơi càng xa xôi hơn tìm kiếm Dương Biện, cũng không ngừng dừng lại giải lệnh treo thưởng. Rốt cuộc, thời gian không phụ người có tâm, bọn hắn đã đạt được tin tức kỳ vọng. Có người phát hiện qua Long Lân Lôi Mã tại gần lãnh địa Hoàng Kim Sư Tử. Long Lân Lôi Mã bị Hoàng Kim Sư Tử vây bắt, trang diện vô cùng thảm liệt, mặc dù cuối cùng đã đào thoát, nhưng tựa như nửa thân thể đều bị đập nát. Dương Biện hóa thân thành cự kình. Lục Du có thể khống chế lỗ đen, còn có một con rùa đen lớn, đều sống chết không rõ. Lão Bằng Vương cùng Bằng Vương lập tức thay đổi phương hướng, thẳng đến khu vực mà mục tiêu đã xuất hiện. Mặc dù khoảng cách rất xa xôi, tin tức truyền đến nơi này đều muốn một ngày, nhưng nếu bị thương nặng, hẳn là chạy không xa. Nói liền tin, xem ra tìm đến tức giận rồi. Tán tu, đến đây hồi báo nhìn lôi chiều đi xa, nhún vai. Hắn không phải người khác. Chính là Khương Bân. Tại thời điểm Dương Biện, Đại Vương bắt đầu đi tìm kiếm liên minh, hắn đã thay đổi dung mạo đơn giản rồi đi ra ngoài tìm Lôi Bằng. Trước sau tìm kiếm 3 ngày, rốt cuộc cũng để hắn đuổi kịp, nhưng không có vội vã lộ diện, mà cố ý chỉ hoãn 2 ngày,
cho bọn người Khương Phàm đủ thời gian để chuẩn bị. Bọn người Khương Phàm hẳn là đã chuẩn bị xong. Khương Bân tiến vào trong rừng rậm, chạy thẳng đến địa điểm đã ước định, phải chứng kiến trận phục sát thảm liệt này. Chiến trường Khương Phàm bố trí là một mảnh rừng hắc ám ánh sáng không cách nào chạm đến được, khoảng cách với núi Tổ Nguyên do Hoàng Kim Sư tộc khống chế chừng ngàn dặm. Nơi này nhìn bí mật, rất khó bị phát hiện, nhưng khi Dương Biện tiềm phục ở bên trong địa tầng đã cố ý kích thích Hải Hoàng Tam Xoa Kích, phía trên có dấu vết Dương gia lưu lại. Khí tức của Tam Xoa Kích hẳn có thể hấp dẫn đội ngũ Dương gia đến. Ầm ầm, lôi chiều đang sôi trào giữa trời, nhưng quy mô và thanh thế đều đã tận lực khống chế đến thấp nhất. Lão Bằng Vương cùng Bằng Vương gặp nhau, lấy lãnh địa mà Hoàng Kim Sư tộc khống chế làm trung tâm, đang vòng quanh càn quét ra phía ngoài. Chờ một chút. Dương Chấn Võ, Dương Thiên Khuyết đều mẫn cảm đã nhận ra năng lượng đặc biệt. Phát hiện cái gì rồi? Lão Bằng Vương cùng Bằng Vương tụ tập lôi chiều trên toàn thân, xoay quanh ở trên không, con người sắc bén quét sạch rừng rậm hắc ám. Cũng chỉ có dị thú như bọn hắn mới có thể rõ ràng nhìn thấu hắc ám. Là năng lượng của Hải Hoàng Tam Xoa Kích, Dương Biện hẳn là muốn hấp thu năng lượng ở trong đó chữa trị thương thế. Đáy mắt Dương Chấn Võ bùng lên tinh mang, lúc trước, tại thời điểm đạt được Hải Hoàng Tam Xoa Kích, những thánh tổ bọn hắn đã cùng nhau nghiên cứu qua, cũng đều lưu lại ấn ký đặc biệt của Hải Thần Đảo. Ấn ký rất đặc biệt, những người khác không cảm giác được, nhưng Dương gia bọn hắn lại rất mẫn cảm. Tại vị trí nào? Lão Bằng Vương tỉ mỉ tìm tòi, nhưng không có nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Đang kề bên này, cẩn thận tìm, chú ý ẩn nấp, chớ kinh động bọn hắn. Dương Chấn Võ nhắc nhở. Kinh động, hừ hừ, nếu đã tìm được, bọn hắn không chỗ có thể trốn. Lão Bằng Vương hừ lạnh, vì một tên hậu bối, trước sau giày vò gần nửa tháng, nó đã không còn kiên nhẫn nữa. Tiếp tục đi đến phía trước, hướng phía trước. Dương Thiên Khuyết nhắm mắt định thần, cẩn thận dò xét. Sau hơn nửa giờ, Dương Chấn Võ cùng Dương Thiên Khuyết liên tiếp nhíu mày, đều chỉ đến một hướng giống nhau. Là ở chỗ này. Hai con lôi bằng đồng thời vỗ cánh, nhấc lên cuồng phong, đi tới thâm cốc ở ngoài 30 dặm. Nơi này hắc ám giá lạnh, đưa tay khó thấy được năm ngón tay, 7, 8 ngọn núi nguy nga đè ép cùng một chỗ, một cái thâm cốc như ẩn như hiện được giấu ở trong đó. Không nhìn thấy người, chẳng lẽ đã trốn đến dưới đất rồi? Hừ hừ, Dương gia các ngươi nuôi chuột sao? Cút ra đây, cho ta. Lão lôi bằng trong lúc bất chợt lại ngẩng đầu thét dài, lôi chiều bạo động, chấn thiên động địa, lôi điện tráng kiện cuồng kích khung trời, xé rách không gian, quét sạch xung quanh. Nhìn thật kỹ. Dương Thiên Khuyết cao thâm thét lên ra lệnh Bằng Vương, tuyệt đối không được lại để cho Dương Biện chạy thoát, càng không thể để cho hắn có cơ hội dùng thiên hữu đến uy hiếp. Bằng Vương đưa ánh mắt sắc bén, toàn thân căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng đánh giết xuống Dương Biện bất cứ lúc nào. Ầm ầm, lôi điện tráng kiện khủng bố đến từ thánh linh cảnh, mỗi mảnh đều như vại nước, lan tràn vô số nhánh, lấy uy lực hủy diệt đất trời che mất núi cao nguy nga. Nhưng, giống, thời điểm lôi chiều đang va chạm núi cao, trong ngọn núi đột nhiên truyền ra tiếng gào thét bạo ngược, âm thanh chấn động dãy núi, chấn động đất trời. Núi cao sụp đổ, cự thạch vỡ nát. Hai con vật khổng lồ thân cao 5-600 mét tắm rửa lôi chiều đầy trời, dữ dội nện vào trong tầm mắt đám người Dương Thiên Khuyết. Thái Thản Cự Viên, không tốt, trúng kế. Sắc mặt Dương Chấn Võ kịch biến, Hải Hoàng Tam Xoa Kích, Thái Thản Cự Viên. Chẳng lẽ là Dương Biện đã hợp tác cùng đám Thái Thản Cự Viên? Hống 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 hống. Hai con cự viên thống lĩnh ẩn núp đã lâu cuồng bạo lật tung núi cao, đón lấy lôi chiều bay thẳng lên trời, bắp thịt toàn thân bọn chúng nhúc nhích, bành trướng lấy lực lượng kinh khủng, móng vuốt mở to, khuấy động hủy diệt ánh sáng, hung hăng chụp về phía lôi bằng. Súc sinh đáng chết, ta đã nuôi cái thứ gì? Dương Thiên Khuyết gầm thét, luôn luôn kiêng kỵ Dương Biện liên hợp cùng Thiên Kiếm Thần Tông, không nghĩ tới lại cấu kết sốt cùng Thái Thản Cự Viên. Rút lui. Lão Bằng Vương và Bằng Vương điên cuồng phóng thích lôi chiều, tốc độ cao nhất chạy trốn, cực kỳ hung hiểm tránh khỏi hai đầu thánh linh cự viên bắt. Nhưng, tại lúc hai ngọn núi cao sụp đổ, đồng thời ngọn núi cao ở phía ngoài nhất kia cũng sụp đổ, đằng xa tiềm phục ở bên trong giết đi ra. Nó cao vài trăm mét, kim lân toàn thân hiện ra ý lạnh, tản ra sát khí ngập trời. Gặp mặt kẻ thù liền hết sức đỏ mắt, huống chi là kẻ địch suýt chút nữa đã diệt toàn tộc. Đằng xà giống như thần mâu màu vàng,
xuyên thẳng qua trong hư không, đâm về phía Lão Bằng Vương. Lão Bằng Vương dương cánh ngàn mét, lôi điện đều giống như tràn ngập giữa huyết nhục hải cốt, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng chạy trốn về phía khung trời. Lôi độ khung trời, đằng xà thuật. Hai loại tốc độ cực hạn đọ sức. Ầm ầm. Cơ hồ trong chớp mắt, Lão Bằng Vương hoành hành hơn 10 dặm. Nhưng đằng xà cũng đã nhanh chóng truy kích, theo sát ở phía sau, hai cánh giống như đang bốc cháy lên. Giống. Dương Chấn Võ đứng ở trên Lão Bằng Vương, há to miệng rộng, phát ra tiếng gào thét hùng hậu. Lồng ngực xuyên suốt nội hải, thái cổ kinh hồn chấn động linh hồn, tiếng gầm gừ giống như biển cả tức giận đánh lên sóng trào, đánh tới phía đằng xà đang đuổi theo. Đằng xà tê tê rít gào, hai cánh chấn kích mãnh liệt, hai mắt tinh hồng phun ra hai mảnh ánh sáng, trong chớp mắt, xung quanh nó hiện ra hình ảnh quỷ bí, giống như núi thây biển máu, khủng bố không gì sánh được. Cường quang trong hai mắt xuyên thủng thanh triều, thẳng đến Dương Chấn Võ. Dương Chấn Võ giao hai tay lại, bắp thịt toàn thân kịch liệt nhúc nhích, cứ như cự kình hình người, ngạnh kháng bạo kích. Thế lực giao phong trong chớp mắt đã ngang nhau, Lão Bằng Vương lại nhân cơ hội này, cưỡng ép kéo dài khoảng cách. Nhưng, ầm ầm, rừng rậm hắc ám đã bạo động toàn diện, phạm vi mặt đất 200 dặm kịch liệt ba động, giống như bị chỉnh thể nhấc lên, sau đó chia năm xẻ bảy, cự thạch mấy chục tấn phóng lên tận trời, vỡ nát ngọn núi ầm ầm bay lên không, hình ảnh rung động để cho người ta ngạt thở. Đám thái thản cự viên ẩn núp ở chỗ khác liên tiếp xuất hiện, đạp trên những tảng đá hỗn loạn lao thẳng đến bầu trời. Táo bạo, cuồng liệt, dã man. Lão Bằng Vương bị quấy dày, nhưng đằng xà lại đang ở phía sau, không thể nào lùi bước, liền phải kéo căng thân thể cưỡng ép xông vào. Ầm ầm, lôi chiều cuồng kích, đánh đâu thắng đó, Lão Bằng Vương mạnh mẽ đâm tới giữa đất trời bạo loạn. Giống, nham thạch ở phía sụp đổ. Một thái thản cự viên con cảnh giới bán thánh vừa vặn ngăn đường đi lại, toàn thân nó phát sáng, cương khí như sấm, mở to cái miệng lô ra răng nanh dữ tợn, hét lớn với đối thủ. Chết! Tốc độ của Lão Bằng Vương không giảm, đối diện bạo kích, như muốn sống sờ sờ chấn vỡ. Hống hống hống! Thái thản cự viên thi triển cấm thuật, hình thể tiếp tục tăng vọt thêm mấy lần, cao tới ngàn mét, cơ bắp phồng lên, toàn thân phun trào năng lượng kinh người. Mình mông cương khí hóa thành áo giáp cứng rắn, lít nha lít nhít bảo vệ từng vị trí trên cơ thể. Đây là phòng ngự tuyệt đối của thái thản cự viên. Bọn chúng không có bí thuật truyền thừa phức tạp, nhưng lực bộc phát cùng phòng ngự đã được diễn dịch đến cực hạn. Nhất lực phá vạn pháp, một giáp kháng vạn đạo. Ầm ầm, Lão Bằng Vương va chạm vào, như hai ngôi sao va vào nhau, bộc phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, cuồn cuộn lôi chiều càng giống như sóng biển vỗ bờ bao phủ thái thản cự viên. Giáp bọc toàn thân thái thản cự viên lập tức vỡ vụn, cơ bắp bị vô tình xé mở, nhưng, nó vẫn cưỡng bức gánh vác, trong phút chốc, móng vuốt tráng kiện bỗng nhiên bắt lấy lôi bằng. A! À, Dương Chấn Võ đang cảnh giác đằng xà ở phía sau, không để ý đến kẻ chặn đánh ở trước mặt, kết quả va chạm bất chợt, để Lão Bằng Vương nhanh chóng phanh lại, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể đã lập tức bay đến phía trước, vừa vặn xông vào cái miệng đang rộng mở của thái thản cự viên. Lão Bằng Vương bỗng nhiên ngưng tụ con ngươi, khó có thể tin mình lại bị ngăn cản. Cảnh giới của nó chính là thánh linh, mà con thái thản cự viên lại này chỉ là bán thánh mà thôi. Nghiệt xúc, muốn chết. Dương Chấn Võ cùng Lão Bằng Vương đồng thời hét lên đầy giận dữ. Một kẻ bộc phát trong đầu thái thản cự viên, một kẻ phát cuồng trong ngực thái thản cự viên. Một mảnh hải triều diễn biến 100.000 cuồng quyền, một mảnh lôi triều lại diễn biến 108.000 đao. Ầm ầm, trận bạo tạc mãnh liệt nương theo máu tươi đầy trời, thái thản cự viên cảnh giới bán thánh chết thảm dưới sự cuồng nộ của hai thánh linh. Nhưng, cái này cũng rốt cuộc cũng cho đằng xà truy kích bắt lấy cơ hội, một tiếng rít gào, hai con người lấp lóe huyết quang. Mấy chục dặm khung trời ù ù lắc lư, xuất hiện tầng tầng ba động, giống như 9 tầng trời rơi xuống, lại như tận thế giáng lâm đến thế giới. Đằng xà cấm thuật, xà động cửu thiên. Chỉ có đằng xà tới gần thuần huyết mới có thể phóng thích, tượng trưng cho đằng xà cao ngạo đứng ở trên 9 tầng trời, trấn áp hết thảy mọi thứ trên thế gian. Lão Bằng Vương cùng Dương Chấn Võ hãi nhiên ngẩng đầu, không lo được lại trốn tránh, đồng thời kích phát năng lượng, lôi chiều cùng hải chiều giao hòa, biển tiếp lôi uy, lôi trợ hải thế, giống như hung thú tuyệt thế bay lên không, cuồng kích tầng tầng cửu thiên cấm thuật đang rơi xuống. Hống hống hống, đằng xà lần nữa gào thét. Kích phát tổ mạch hồng hoang yên lặng trong huyết mạch,
sôi trào lên kim quang đầy trời, giống như mặt trời rọi khắp nơi. Bên trong kim quang, hiện ra ngàn vạn xà ảnh, mà là đủ loại kiểu dáng, khắp nơi đều có, cứ như xà mãng thiên hạ đang tề tụ tại một đường. Ở sâu trong ánh sáng thế giới, một con cổ xà giống như dãy núi ẩm ẩm xoay người, cao ngạo ngẩng đầu, nó khổng lồ vô biên, càng mang theo thần uy để chúng sinh run sợ, hai con ngươi càng giống như nhật nguyệt tinh thần luân chuyển. Đó là đằng xà thủy tổ. Đây cũng là đằng xà cấm thuật thuần huyết, cũng là cấm thuật mạnh nhất, ở trong chớp mắt phóng thích toàn bộ năng lượng, từ trong huyết mạch tỉnh lại đằng xà thủy tổ. Giống, cơ thể đằng xà tăng vọt đến hơn 800 mét, kim quang đầy trời đều hội tụ đến trong thân thể, phảng phất cổ tổ đằng thế lâm thời, trong chốc lát đã đánh rách tả tơi không gian, xuất hiện ở trước mặt lão bằng vương, vô tình quấn quanh đi qua. Cái miệng rắn mở lớn cắn một cái vào phần gáy lão bằng vương, răng rắc một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Lão bằng vương tức giận, vô tình phóng thích lôi chiều, đây là côn bằng yêu lôi, hủy thiên diệt địa, phóng thích cực hạn giống như thánh linh tự bạo. Đằng xà nổ lên huyết nhục đầy trời, nhưng cấm thuật thả ra cực hạn, để nó trong thời gian ngắn không thể chiến thắng. Răng nanh khép kín, đầu bỗng nhiên giơ lên, bên trong máu tươi đầy trời, lão bằng vương cứ thế mà chết đi. Võ pháp cực hạn, giã tính cực hạn, thị giác rung động cực hạn. Sắc mặt Dương Chấn võ kịch biến, quả quyết hóa thành cự kình thượng cổ, thủy triều ngập trời, mãnh liệt như biển gầm bao phủ cả phiến thiên địa. Lão bằng vương mang theo thân thể không đầu giãy giụa kịch liệt, móng vuốt bén nhọn ngược lại vẫn giữ chặt đằng xà, côn bằng yêu lôi càng được phóng thích liên miên bất tuyệt, khi biển động bao phủ bọn chúng, lôi chiều kích thích xuống hải chiều lại tăng vọt uy thế. Phạm vi hải chiều trăm dặm lao nhanh như biến thành lôi hải khủng bố, muốn đều xoắn nát hết thảy để chôn vùi ở bên trong. TTT, đằng xà thân ở lôi hải, lại hồn nhiên không sợ, mặc cho lân giáp liên miên tước đoạt, máu thịt be bét, nó vẫn quấn chặt lôi bằng lại, răng rắc giòn vang, càng ngày càng gấp. Đây là loại yêu thú xà mãng quấn quanh sinh tử, bất kỳ xà mãng gì cũng đều có thể thi triển, một khi cuốn lấy con mồi, thường thường đều có thể đưa nó đến mảnh đất chết. Đằng xà là tổ tông xà mãng, đương nhiên uy lực là mạnh nhất. Mặc cho hải triều cuồng kích, lôi chiều tàn phá bừa bãi, đằng xa đều càng quấn càng chặt, lực lượng kinh khủng đang vô tình xoắn nát hải cốt lôi bằng. Nó chính là muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất này quấn lấy kẻ địch. Lôi bằng giãy giụa kịch liệt, lại càng ngày càng yếu, thân thể vặn vẹo để máu tươi từ chỗ cổ vỡ vụn phun mãi không thôi. Dương Chấn võ hóa thân thành cự kình giết tới, thao túng hải triều diễn biến cực hạn, xuất hiện đến hàng vạn vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy đều to như núi đá, bọn chúng thôn phệ. Đồng thời nhanh chóng di chuyển, hình thành uy lực hoắc loạn quét sạch trăm dặm hải triều, năng lượng hải triều nặng nề đã được diễn biến đến cực hạn, cuồng dã đảo loạn lấy tất cả mọi thứ ở bên trong. Đằng xà và lôi bằng đều bị vô tình nhấc lên ở bên trong thủy triều đang cuộn trào hỗn loạn. Dương Chấn võ mở miệng to ra, thao túng uy lực hoắc loạn kéo lôi bằng cùng đằng xà xông về phía mình, muốn mạnh mẽ nuốt vào nội hải của mình. Nhưng, oanh, oanh, tiếng vang oanh minh. Rốt cuộc hai con thái thản cự viên thánh linh cảnh cũng giết tới, cuồng dã bước lên bên trong lôi chiều, hải chiều. Bọn chúng trừng trừng hai mắt, lửa giận rào rạt, gắt gao tiếp cận đại kình ngư kia, gầm thét giết qua. Cuồng lực vô biên, hải chiều lại mãnh liệt hơn nữa cũng không đỡ nổi lửa giận ngay thời khắc này của bọn chúng. Hống hống hống, Dương Chấn võ đại tác cuồng tính, nhất định phải kéo đằng xà vào nội hải, chỉ cần tiến vào nơi đó. Thái cổ kình hồn ở bên trong có thể phối hợp với lôi bằng phản kích, hắn có thể buông tay đại chiến với thái thản cự viên. Lão bằng vương phóng thích tiềm lực sau cùng, phun tung tóe máu tươi diễn biến thành huyết lôi, cuồng kích lấy đằng xà. Đằng xà be bét máu thịt, lộ ra cả xương, nhưng ở thời khắc nguy cơ hỗn loạn táo bạo này, nó tiếp tục dây dưa thân thể lần nữa siết chặt lại. Răng rắc, lão bằng vương đau khổ kiên trì chống cự sụp đổ trong chốc lát, thân hình khổng lồ kịch liệt vặn vẹo. Tấc xương thốn liệt, mạch máu vỡ nát. Đằng xà hét lớn, kéo lấy lão bằng vương rách dưới phóng lên tận trời, phá tan hải triều, lao thẳng đến khung trời. Giống giống. Hai con thái thản cự viên cuồng dã giết tới, một trước một sau bắt lấy Dương Chấn võ đã biến thành thái cổ cự kình. Các ngươi khốn không được ta. Dương Chấn võ cùng thái cổ kình hồn giao hòa, thực lực tăng vọt, nó mãnh liệt nhấc lên, cường thế tránh thoát khỏi thái thản cự viên. Một tiếng kình minh vang lên triệt hải triều, trăm dặm hải triều từ bốn phương tám hướng đều xuất hiện vô số trọng quyền,
mang theo uy lực hủy diệt không khác gì cuồng kích, muốn đánh tung bay Thái Thản cự viên. Đây chính là uy lực cự kình linh văn chế bá đại dương minh mông, có được thực lực siêu cường lấy một địch hai. Nhưng Thái Thản cự viên có thể xưng khủng bố, nhất là sau khi Thái Thản cự viên lâm vào cuồng nộ, từ làn da đến lông tóc, lại đến con mắt đều biến thành màu đỏ như máu, thiêu đốt huyết khí, thực lực tăng vọt. Bọn chúng hét lớn đầy giận dữ, cuồng dã bước lên bên trong hải triều. Nơi này lão Bằng Vương chết thảm, Dương Chấn Võ bị vây chặt, nơi xa Bằng Vương cùng Dương Thiên Khuyết cũng lâm vào tuyệt cảnh. Trước đó, thời điểm Thái Thản cự viên cùng đằng xà lật tung núi cao, lao thẳng đến lão Bằng Vương, Bích Ngọc Long Tượng đang ẩn núp cũng lật ngược núi cao, sôi trào khí tức Long Tượng giết đi ra. Khí tức Long Tượng chí cương chí liệt, cương mãnh khủng bố, giống như cuồng triều kim loại thảm liệt che mất tiểu Bằng Vương cùng Dương Thiên Khuyết. Tiểu Bằng Vương và Dương Thiên Khuyết đều là cảnh giới bán thánh, có thể nào chống đỡ được loại thánh thú cuồng nộ một kích này, bọn hắn lập tức bị đánh đến be bét máu thịt, lông vũ phiêu tán. Tiểu Bằng Vương thiêu đốt huyết khí, điên cuồng chạy trốn. Bích Ngọc Long Tượng tiếp tục gào thét, tiếng long ngâm, tiếng tượng minh xen lẫn tiếng gào thét cổ quái, giống như biển động bao phủ khắp đất trời, để Tiểu Bằng Vương vừa muốn chạy trốn suýt chút nữa đã chết bất đắc kỳ tử. Tiểu Bằng Vương cố nhịn đau đớn, dục vọng cầu sinh dưới tuyệt cảnh để nó điên cuồng thôi động lôi chiều, trong nháy mắt đã muốn biến mất ở giữa khung trời kia. Nhưng, Bích Ngọc Long Tượng đang mai phục ở nơi xa lại liên tiếp giết ra đến, nhấc lên khí tức Long Tượng cuồn cuộn chạy vọt về phía trước, dưới sự khống chế của vài con Bích Ngọc Long Tượng cảnh giới bán thánh, hình thành hàng vạn hư ảnh Long Tượng tràn ngập đất trời lao vút tới. Cùng lúc đó, Bích Ngọc Long Tượng thánh linh cảnh lại khống chế mây mù, truy sát tới. Đây là Long Tượng ngự thiên thuật, mặc dù không có tốc độ cực hãn như lôi bằng đằng xà, nhưng ưu thế cảnh giới đã đủ để đền bù chênh lệch, rất nhanh liền giết tới đây. Lên lên lên, liều mạng, không xông ra được, người và ta đều phải chết. Dương Thiên Khuyết hét lớn, lại điên cuồng phóng thích thủy triều, hai tay tiếp tục áp xúc, như hai mảnh biển động cuồn cuộn tại lòng bàn tay, ẩn chứa uy thế khủng bố hủy diệt hòn đảo, lật tung đại dương mênh mông. Tại thời điểm khí tức Long Tượng bao phủ tới, hắn quát một tiếng chói tai, sau đó đổ máu phun vào hai mảnh biển động, toàn lực mãnh liệt đẩy đi ra. Tiểu Bằng Vương lấy tinh huyết thôi động lôi chiều, hung hăng đánh tới hai đoàn tinh huyết kia. Ầm ầm, hai đoàn biển động lập tức đỏ lên, muốn nổ tung bất cứ lúc nào, giống như hai viên tinh cầu đang sụp đổ, vậy mà lại còn xuất hiện lỗ đen, ngay sau đó huyết chiều bạo kích, huyết lôi tàn phá bừa bãi, tinh huyết trợ uy, lôi thủy giao hòa. Hai vị chủ nhân hoàng tộc liều mạng phóng thích, nhấc lên năng lượng to lớn, đối diện đụng phải chiều cường của Long Tượng. Ầm ầm, trận bạo tạc như muốn lật tung mảnh không gian này lên, cường quang ngập trời, xé tan bóng đêm, lôi chiều cương khí hải triều. Các loại năng lượng chấn động không gian, nhấc lên ba động chồng chất. Bằng Vương vỗ cánh, gáy to sắc nhọn, cuồng kích bên trong hải triều hỗn loạn, nhưng, nhìn đoàn Bích Ngọc Long Tượng đang giết tới. Lại nhìn Bích Ngọc Long Tượng thánh linh cảnh ở phía sau, hắn đã cảm nhận được tuyệt vọng trước nay chưa có. Xong. Hắn phải chết ở chỗ này. Còn không có leo lên thiên khải chiến trường, lại phải mất mạng ở nơi này. Bằng Vương, giết ra ngoài. Toàn thân Dương Thiên Khuyết bò đầy đường vân màu lam quỷ dị, nở rộ cường quang, giống như muốn hóa thân như thành đại dương minh mông, tràn ngập ra thanh âm thủy triều chân thực. Giết không ra. Ngươi một mực xông về phía trước, còn lại giao cho ta. Có thể sống hay không, phó thác cho trời. Ngươi muốn làm gì? Lên lên lên, thiêu đốt huyết khí, xông về phía trước. Không xông ra được, chết, lao ra, sống. Dương Thiên Khuyết trợn mắt hét lớn, chiến ý như thủy triều, điên cuồng kích ra huyết khí trong cơ thể. Bằng Vương căng cứng toàn thân, hoành hành bên trong hải triều, huyết khí cuồn cuộn, lôi triều bạo động. Rất có tư thế đồng quy vu tận cùng đám Bích Ngọc Long Tượng ở phía trước. Ba con Bích Ngọc Long Tượng bán thánh cảnh đang cưỡi mây đi, mang theo Long Tượng tộc phóng tới. Tổ nguyên sơn của bọn chúng chính là bị đám hỗn đản này hủy diệt, thù này, bọn chúng nguyện ý dùng máu tươi đi báo. Bích Ngọc Long Tượng thánh linh cảnh ở phía sau càng ngày càng gần, thánh uy cuồn cuộn thẩm thấu đất trời, những nơi bọn chúng đi qua, hải triều đều phải nhường đường, nối thẳng tới Bằng Vương đang phi nhanh ở nơi xa. Bằng Vương, ngay lúc này, trốn. Dương Thiên Khuyết đột nhiên bay lên không, rời khỏi Bằng Vương. Bằng Vương đột nhiên đã hiểu, trừng trừng hai mắt, điên cuồng tiêu xạ,
không quan tâm đón đầu đánh tới trước mặt bảy bích ngọc long tượng. Một con bích ngọc long tượng cảnh giới bán thánh đối diện giết tới, long khí cuồn cuộn, tiếng tượng minh kinh hồn, uy lực huyết mạch đặc biệt kích phát ra va chạm cuồng mãnh. Trước một khắc khi hai con cự thú đối diện đụng vào nhau, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bạo tạc kinh khủng. Hải triều hỗn loạn bỗng nhiên co vào, ngay sau đó ầm vang phóng thích. Dương Thiên Khuyết tự bảo. Xác thực mà nói, là phóng xuất ra nội hải của mình, hắn phóng thích thái cổ kinh hồn mà mình quý trọng coi như là làm sinh mệnh ra ngoài. Lấy kinh hồn làm nguyên, dẫn bạo nội hải. Nội hải là năng lượng nguyên bản của Dương Thiên Khuyết, thái cổ kinh hồn càng là linh hồn sinh mệnh của Dương Thiên Khuyết, thả ra bọn chúng, Dương Thiên Khuyết tương đương với tàn phế, sống không bằng chết. Tựa như trước đó Dương Tuyệt tự bạo, thà rằng trực tiếp chịu chết. Nhưng Dương Thiên Khuyết phải sống. Trận tự bạo bất ngờ, tách ra một kích gần như thánh linh, quét sạch trăm dặm chiều dâng, đối diện đụng bay bằng vương, càng đánh bay bầy long tượng, càng cứng rắn sinh ra ngăn cản bích ngọc long tượng thánh linh cảnh đang đuổi theo ở phía sau lại hơn. Bằng vương bị hải triều khủng bố nuốt hết, chật vật tung bay ra ngoài, hải cốt toàn thân đều giống như bị bẻ gãy, nhưng nó đã chuẩn bị tốt, cố nén cái sự hỗn loạn kia, kích phát lôi triều, nhanh chóng lao đi. Dương Thiên Khuyết mệt mỏi theo thủy triều nhấc lên, nhưng không có tiếp tục chạy trốn, mà là thừa dịp hỗn loạn cùng với việc tất cả mọi người không chú ý, va chạm mặt đất, chui vào dưới mặt đất. Vị chủ nhân hoàng tộc tự cao cực cao này, ở trước mắt sự sống và cái chết này hắn vẫn lựa chọn phương thức bảo mệnh chật vật nhất. Dương Thiên Khuyết điên cuồng tự bạo, tranh thủ cho bằng vương cơ hội đào mệnh tuyệt hảo. Không có loại mãnh thú đằng xà kia nhanh chóng ngăn cản, bích ngọc long tượng thánh linh cảnh lại tạm thời bị ngăn trở, bằng vương nhanh chóng hiện ra lôi chiều chạy thoát. Giống. Bích ngọc long tượng thánh linh cảnh gầm thét bên trong hải triều hỗn loạn, nhìn lôi bằng đi xa, muốn đuổi theo nhưng đã không thể. Bầy bích ngọc long tượng bị trận bạo tạc làm cho giải rác, sau khi liên tiếp ổn định cũng đều tức giận gào thét. Toàn tộc xuất động, vậy mà lại không thể vây khốn hai bán thánh, thật sự rất uất ức. Cũng may vị kia bán thánh tự bạo, cũng coi như diệt trừ được một kẻ. Bích ngọc long tượng thánh linh cảnh không tiếp tục đuổi theo lôi bằng, quay người xông về chiến trường của Thái Thản Cự Viên. Dương Chấn Võ điên cuồng ác chiến, không có đánh lui được khỏi Thái Thản Cự Long, ngược lại rất nhanh đã lâm vào tuyệt cảnh. Thái cổ kinh hồn xác thực cường hãn, nhưng Thái Thản Cự Viên bạo tẩu lại càng kinh khủng hơn. Những con Thái Thản Cự Viên khác còn đang ở xung quanh cuồng dã đánh vỡ nát địa tầng, xé mở ra khe nứt lớn kinh khủng, chỉ dẫn hải triều biến mất. Dương Chấn Võ muốn phát huy ưu thế của bản thân, nhất định phải kiến tạo hải triều ổn định. Cho nên khi hơn ngàn cái khe nứt xuất hiện đã để hắn không thể không điên cuồng phát huy năng lực, đến mức càng ngày càng suy yếu. Đối với loại siêu cấp chiến thú như Thái Thản Cự Viên này mà nói, bất kỳ cái sự mệt mỏi gì cũng đều có thể bị bọn chúng gắt gao bắt lấy. Khi Bích Ngọc Long Tượng giết tới, cục diện chiến trường đã xuất hiện nghịch chuyển. Bởi vì Dương Thiên Khuyết đột nhiên tự bạo, để hắn rất chấn kinh, vừa suy yếu lại thêm chút thất thần, lập tức cho hai con Thái Thản Cự Viên cơ hội. Một con Thái Thản Cự Viên thành công bắt lấy cái đuôi cự kình, móng vuốt bén nhọn khuấy động lực lượng kinh khủng khảm vào trong thịt, ngạnh kháng lấy công hải triều mà cự kình thả ra thế, cưỡng ép ngăn chặn, một con Thái Thản Cự Viên khác thừa dịp giết lung tung đến, dữ dội đánh vào trên đầu. Nấm của loại cự thú chiến tranh này, một khi nện ở trên thân, tuyệt đối là một kích chí mạng, huống chi lại còn là đang trong cơn giận dữ. Răng rắc giòn vang, xương đầu vỡ vụn. Dương Chấn Võ suýt chút nữa liền lâm vào hắc ám. Hai con Thái Thản Cự Viên đánh lên lực lượng kinh khủng của bọn chúng, đối với Dương Chấn Võ chính là đánh điên cuồng một trận. Loạn quyền trùng kích, móng vuốt xé rách, răng nanh gặm cắn. Huyết nhục văng tung tóe, hai cốt vỡ vụn, Dương Chấn Võ đảo mắt đã lâm vào tuyệt cảnh. Thời khắc sống còn, Dương Chấn Võ cũng nghĩ đến tự bạo. Ầm ầm. Thánh linh cảnh tự bạo trong nháy mắt đã khuấy động lên ba động khủng bố quét sạch mấy trăm dặm, ngay sau đó thanh triều tàn phá, quét ngang không gian, nhấc lên gợn sóng, tiếp đó chính là mênh mông hải triều, đụng bay hai con Thái Thản Cự Viên, thao thao bất tuyệt, mãnh liệt lao nhanh, bao phủ núi cao, tàn phá rừng rậm, Thái Thản Cự Viên xung quanh cùng Bích Ngọc Long Tượng đang muốn giết tới đều vô tình bị cuốn tung bay. Dương Chấn Võ cũng dẫn nổ nội hải của mình, cũng muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng hắn không có may mắn như Dương Thiên Khuyết. Đằng xà đang nuốt lôi bằng vẫn luôn xoay quanh ở trên bầu trời đầu kia, trong đôi mắt tinh hồng lóe ra ánh sáng tàn nhẫn,
chính là đang đợi Dương Chấn Võ đào thoát. Khi Dương Chấn Võ lùi về thân người, muốn thừa dịp loạn chạy trốn, Đằng Xà từ trên trời giáng xuống, một ngụm nuốt lấy hắn. Tê tê, Đằng Xà không có chút gì do dự liền nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Lão Bằng Vương, Dương Chấn Võ, hai con mồi cảnh giới thánh linh, toàn bộ đều lạc đến trong tay nó. Đằng Xà, lần này phục sát Dương gia lớn nhất. Khương Phàm cùng bọn người Dương Biện đều đứng trên một ngọn núi cách nơi này vài trăm dặm, nhìn qua chiến trường đầy cường quang, hải triều khủng bố ngập trời ở nơi xa. Sớm tại thời điểm khi mà Thái Thản Cự Viên phát khởi thế công trước tiên, bọn hắn đã từ dưới đất sớm đã bố trí tốt con đường nhanh chóng rời khỏi. Vấn đề chiến đấu kia quá kinh khủng quá táo bạo, bọn hắn không dám khinh thường ở lại nơi đó. Huống chi thân phận Dương Biện lại đặc thù, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là nên sớm rời khỏi thì tốt hơn. Kết thúc rồi à? Liên tiếp hai trận bạo tạc sẽ không phải là Dương Thiên Khuyết và Thánh Tổ Dương gia tự bạo đấy chứ? Dương gia đủ hung tàn thật, động một chút lại tự bạo. Ba vị yêu chủ liên thủ, đều không thể trực tiếp giết chết bọn hắn, để bọn hắn tranh thủ đến cơ hội tự bạo. Không hổ là cự kình linh văn xưng bá hải vực, thức tỉnh kình hồn thì tương đương với có được hai hồn phách, phối hợp nội hải có thể lấy một địch hai. Khương Phàm, bọn người Khương Qua đều ngắm nhìn ra xa, không nhìn thấy tình huống cụ thể ở chiến trường, chỉ có thể là suy đoán. Dương Thiên Khuyết và bọn hắn phải chết. Dương Biện cảm thấy thật đáng tiếc khi không thể tận mắt thấy Dương Thiên Khuyết bị ngược sát, tuy nhiên có thể trước khi rời khỏi thế giới mới làm được đến như vậy, cũng coi là đáng giá. Chúng ta nên rời khỏi. Khương Phàm vỗ vỗ bả vai Dương Biện, không thể lại trì hoãn nữa, trận phục sát này trước sau tính được đã dùng thời gian 8 ngày, nhất định phải rời khỏi. Chúng ta đi, đi Hải Thần Đảo. Đi đâu? Đám người đồng loạt nhìn về phía hắn. Ta muốn ngay trước mặt Hải Thần Đảo, giết Dương Thiên Hữu. Lại dâng lên tin tức gia chủ Dương gia bọn hắn chết thảm. Ta muốn nhìn xem Hải Thần Đảo là giết ta, hay là mời ta. Có ý gì? Nếu như Dương gia biết được hai vị thánh tổ, gia chủ đều đã chết, lại tận mắt thấy truyền nhân tương lai Dương Thiên Hữu chết liền phải chăm chú cân nhắc thân phận của ta. Mục đích Dương Biện khăng khăng muốn xử tử Dương Thiên Khuyết trước khi đi, là ở ngay chỗ này, lại về Hải Thần Đảo, khống chế Hải Thần Đảo. Mặc dù rất không nguyện ý về lại nơi kia, càng hy vọng có thể tru diệt đám hỗn đản kia, nhưng đây là thời điểm để hắn báo ân. Báo Khương Phàm ân cứu mạng, ân tạo lên một số phận mới. So với một mình đi theo, hắn cảm giác Khương Phàm hẳn là càng cần một Hải Thần Đảo ủng hộ hơn. Về phần có thể thành công hay không, đành phải làm hết sức mà thôi. Khuyên nhủ. Chu Thanh Thọ lặng lẽ đẩy Khương Phàm. Mặc dù Dương gia tổn thất nghiêm trọng, nhưng đều là do Dương Biện ban tặng, khẳng định hận thấu hắn, bây giờ đi qua há không tương đương với chịu chết. Nhìn cái tính bướng bỉnh kia, hắn sẽ nghe người ta khuyên. Đánh ngất xỉu, mang đi, cũng không thể bởi vì không khuyên nổi liền đi bồi chịu chết. Khương Phàm trầm ngâm một lát, lại nói với Dương Biện. Chúng ta không nôn nóng về Hải Thần Đảo, trước tiên cứ ở bên ngoài quan sát tình hình huống sau đó lại quyết định. Chu Thanh Thọ âm thầm nhếch miệng. Thật muốn đi sao? Ngươi không cần đi, ở lại trong Thông Thiên Tháp tu luyện. Thật, vậy các ngươi tùy tiện giày vò, chúc các ngươi may mắn. Đi đến tu luyện cho ta, không đến niết bàn cảnh không cho phép ra lại. Khương Phàm đưa tay kéo lấy ra hỏa này kéo vào Thông Thiên Tháp. Sau khi Bằng Vương thoát khỏi chiến trường, nó không có một khắc nào ngừng lại, liên tục huy động lôi chiều bay vọt qua núi cao rừng rậm, lao thẳng đến Hải Dương. Tộc trưởng chúng ta đâu? Thánh tổ chúng ta đâu? Ngươi nói rõ ràng cho chúng ta. Đám người Dương gia của Hải Thần Đảo suýt chút nữa thì sụp đổ. Lý gia cùng các cường giả đảo thứ tư đều kinh ngạc, không thể tin vào tai mình. Bằng Vương mang theo cơ thể be bét máu thịt, chật vật thê thảm trở về. Các ngươi không nghe lầm. Chết, bọn hắn đều đã chết. Tên xúc sinh Dương Biện kia. Mấy vị tộc lão Dương gia rên rỉ, hôn mê tại chỗ. Đám người Lý gia vừa sợ vừa giận, Dương Biện quá độc ác, lại liên hợp cùng đám yêu thú hung tàn kia, còn mai phục phụ thân và lão tổ của mình. Còn sự kiện muốn bọn hắn vừa mới tiến đến thế giới mới liền bị Thái Thản Cự Viên tấn công mạnh kia, chẳng lẽ cũng là Dương Biện làm sao? Dương Biện hại chết hai vị thánh linh hai vị bán thánh Dương gia. Quá tàn bạo. Càng quan trọng hơn là, Dương Thiên Hữu đã bị bắt,
đó không chỉ là hy vọng của Dương gia, càng là hy vọng của Hải Thần Đảo, thậm chí hy vọng của đám liên minh bọn họ. Bằng Vương nói, chúng ta mau rời khỏi nơi này, nếu như Thiên Kiếm Thần Tông biết được bọn người Dương Chấn Võ chết rồi, rất có thể sẽ đến tập kích. Không thể đi. Giọng tộc lão Dương gia khàn khàn, mặt mo dữ tợn. Ngươi tự mình trốn ra được, người ngươi gặp, chết phải thấy xác, chúng ta muốn về chiến trường nhìn. Thái Thản Cự Viên, Bích Ngọc Long Tượng cùng Đằng Xà đã liên hợp, bây giờ đi qua không phải tự chui đầu vào lưới. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, người nghe không hiểu. Tộc lão Dương gia cơ hồ đang gầm hét lên. Sau khi hai vị thánh tổ Lý gia thấp giọng trao đổi vài câu, nói. Không chỉ phải xác định sống chết của bọn người Dương Chấn Võ, còn phải bắt được Dương Biện, lấy lại Dương Thiên Hữu. Nếu không, trận hành động tại thế giới mới này của chúng ta không có chút ý nghĩa nào. Khi đám lôi bằng vượt qua vạn dặm khung trời, đi đến chiến trận phục kích, đám Thái Thản Cự Viên đã sớm rời khỏi nơi này, nhưng hải triều mãnh liệt vẫn chưa hoàn toàn tản ra. Toàn bộ thánh linh, bán thánh ở trên không cảnh giới tuần sát, những người khác đáp lấy lôi bằng phân tán đến phía dưới tìm kiếm thi thể của bọn người Dương Chấn Võ. Các tộc nhân Dương gia nhất sốt ruột, cũng tuyệt vọng nhất. Tại Hải Thần Đảo, Dương gia cùng Lý gia từ đầu tới cuối vẫn duy trì lấy quyền lợi cùng địa vị bình đẳng. Tài nguyên phân phối đều là bảo đảm thánh linh cùng bán thánh hai bên bằng nhau. Chỉ là bởi vì ưu thế cự kình linh văn, thực lực tổng hợp của Dương gia đều hơi mạnh hơn chút. Cho đến thế hệ này, khi vì chuẩn bị thiên khải chiến trường, tài nguyên của Hải Thần Đảo đã bắt đầu nghiêng toàn diện đến Dương gia. Dương gia muốn nắm lấy cơ hội, trở thành lãnh tụ hoàn toàn xứng đáng với Hải Thần Đảo. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, bọn hắn lại hao tổn hai vị thánh linh hai vị bán thánh, còn đã mất đi Dương Thiên Hữu. Đừng nói đăng lâm thiên khải chiến trường, địa vị của Dương gia bọn hắn tại Hải Thần Đảo đều khó mà giữ được. Tộc trưởng, chúng ta tới tìm ngài. Thánh tổ, ngài ở đâu? Người của Dương gia bi thương la lên vọng trong vũng bùn, phế tích, càng tìm càng lo lắng, càng tìm càng tuyệt vọng. Chiến trường thảm liệt như vậy cực kỳ giống tự bạo. Thánh tổ tự bạo. Xong. Chết. Đột nhiên, hải triều trong một cái hố sâu kịch liệt nhấc lên. Xông ra một bóng người chật vật. Tộc trưởng. Mau tới đây, tộc trưởng ở chỗ này. Tộc trưởng còn sống. Ở chỗ này, nhanh, ở chỗ này. Cường giả của Hải Thần Đảo và Thánh Bằng Đảo nhao nhao tụ đi qua, ngạc nhiên nhìn Dương Thiên Khuyết tái nhợt sắc mặt. Lại còn sống. Kỳ tích. Thánh Tổ đâu? Dương Thiên Khuyết đã mất đi kình hồn và nội hải, gần như là tàn phế, đau đớn cùng suy yếu để hắn ngay cả đứng đều đứng không vững. Không tìm được. Các tộc nhân nhao nhao lắc đầu. Tiếp tục tìm, còn đứng ngây ra đó làm gì? Dương Thiên Khuyết mệt mỏi thét lên ra lệnh. Nhanh tản ra tìm. Các tộc lão Dương gia tranh thủ thời gian phân phó ở hai bên. Người của Dương gia kích động tản ra, nếu tộc trưởng còn sống, rất có thể thánh tổ cũng còn sống. Dương Biện đâu, đã tìm được chưa? Dương Thiên Khuyết kịch liệt ho khan, máu tươi tràn ra khóe miệng. Chúng ta vừa nhận được tin tức liền chạy đến, không nhìn thấy Dương Biện. Tộc lão Dương gia lắc đầu, cẩn thận tra xét tình huống của Dương Thiên Khuyết. Không cần tra xét, ta dẫn nổ kinh hồn cùng nội hải. Cái gì? Ta chỉ có thể làm như vậy. Tộc trưởng, kia chẳng phải là ngài. Phế đi. Không, ý của ta là. Ta xác thực đã phế đi. Bây giờ Dương Thiên Khuyết rất hối hận. Cảm giác đau đớn mất đi kinh hồn cùng nội hải còn xa so với mong muốn lúc ấy của hắn còn khốc liệt hơn. Các thánh tổ Lý gia khẽ nhíu mày, không có nội hải cùng kinh hồn, thật đúng là phế đi, sau này cảnh giới sẽ từng bước thoái hóa, tuổi thọ càng suy giảm nghiêm trọng. Đây chính là tai hại của việc thức tỉnh kinh hồn. Thời điểm có được nó có thể mang cho ngươi sinh mệnh lực cùng thực lực mênh mông, nhưng nếu như ngươi từ bỏ nó liền sẽ dần dần suy bại, chết dần trong đau đớn. Tộc trưởng, chúng ta về Hải Thần Đảo đi. Tộc lão Dương gia muốn nâng Dương Thiên Khuyết, lại bị hắn thô lỗ hất ra. Ta nhất định phải bắt được nhiệt xúc kia. Gia chủ Lý gia nói. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chúng ta phụ trách lùng bắt Dương Biện, coi như tìm khắp toàn bộ thế giới mới, cũng sẽ tìm tới hắn. Thánh tổ Thánh Bằng Đảo nói. Ngươi cứu được Bằng Vương liền do Bằng Vương đưa ngươi trở về, Thánh Bằng Đảo chúng ta sẽ ở lại phối hợp Hải Thần Đảo lùng bắt Dương Biện. Dương Thiên Khuyết còn muốn kiên trì, nhưng lại bị các tộc lão Dương gia khuyên can.
ngài ở lại nơi này cũng không giúp được một tay, trở về nghỉ ngơi đi, bên trong tổ địa còn sót lại kinh hồn, nói không chừng sẽ nguyện ý cùng ngài dung hợp. Đừng lại kiên trì, Dương Thiên Hữu sống chết không rõ, ngài làm tộc trưởng không thể nào thật phế đi. Dương Thiên Khuyết kịch liệt ho khan, vùng vẫy một lát, nói. Nhất định phải tìm tới Dương Biệt, không được lưu tình, đánh giết cho ta, đừng để hắn có cơ hội lấy Thiên Hữu ra uy hiếp. Hải Thần Đảo tìm khắp toàn bộ khu phế tích, đều không có tìm tới bóng dáng thánh tổ. Bằng Vương mang theo Dương Thiên Khuyết, còn có những tộc nhân niết bàn cảnh hướng xuống của Hải Thần Đảo và Thánh Bằng Đảo, cùng rời khỏi thế giới mới. Thương Huyền Đại Lục. Bởi vì tặc điểu hóa thân thành chu tước xông vào hải vực Bắc Phương, số lượng lớn chi đội tìm kiếm của các cường tộc đều kéo thành bầy rời khỏi. Nhưng trước đó nhận được tin tức từ Thiên Đãng Sơn kích thích, tất cả những đội tìm kiếm của hoàng tộc hoàng đạo cũng không bị hoàn toàn chỉ dẫn, mà là phân tán đến khu vực khác nhau, tiếp tục lùng bắt. Bọn hắn giám sát thánh địa Nam Bộ, thậm chí thánh địa Tổ Sơn, bọn hắn tập trung vào xí thiên giới, cũng chú ý nhân gian ngục. Còn có rất nhiều ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Xích Thiên Thần Triều bị Khương Phàm tuyên chiến. Hoàng đạo Tây Bắc, Vạn đạo Thần Giáo. Một nam tử oai hùng tuấn lãng đứng trên vách đá cao vút trong tầng mây, đưa mắt nhìn ngắm nhìn đại địa Tây Bắc bao la hùng vĩ. Hai con người của hắn sinh huy, sáng lạn như tinh thần, vạt áo rộng mở, thoải mái lộ ra bộ ngực rộng rãi. Da thịt màu đồng hiện ra như ẩn như hiện hào quang màu tử kim, tràn ngập khí tức đáng sợ để cho người ta hồi hộp. Ở phía sau hắn, rõ ràng là giáo chủ, phó giáo chủ, trưởng lão, một bộ phận thống lĩnh cùng số lượng lớn thiên kiêu truyền nhân đời mới của Vạn đạo Thần Giáo, mà toàn bộ đều cúi thấp đầu, vẻ mặt kính sợ. Nam tử oai hùng chậm rãi câu khóe miệng. Còn có tin tức Khương Phàm hay không? Giáo chủ Vạn đạo Thần Giáo tự mình hỏi. Sau khi Khương Phàm tuyên chiến Xích Thiên Thần Triều liền biến mất một cách thần bí, tin tức duy nhất là hắn một đường lên phía Bắc, tiến vào cuồng nộ chi hải ở Bắc Bộ. Ha ha, hóa thân chu tước tiến vào Bắc Hải. Hắn là sợ người khác không biết hắn là ai, hắn ở đâu sao? Chúng ta đều suy đoán đó là phương pháp nghi binh, cố ý hấp dẫn lực chú ý của các phương đi đến phương Bắc, kỳ thật hắn hẳn là lặng lẽ trở về, mục tiêu chân chính là Xích Thiên Thần Triều. Nhưng, Xích Thiên Thần Triều đã đề phòng toàn diện, đến bây giờ còn không có bất cứ tin tức gì về Khương Phàm. Ta có một đề nghị cho giáo chủ. Đệ tử, mời. Không cần tìm Khương Phàm, tìm Thiên Hậu. Thiên Hậu, nàng còn sống không? Khương Phàm bại lộ thân phận tại Niết Bàn Cảnh, hơi có vẻ vội vàng, đúng là không khôn ngoan. Giải thích duy nhất là hắn không thể không bại lộ. Nhưng sau khi bại lộ không phải ẩn nấp chỉnh đốn, mà là đồ sát cổ hoa, tuyên chiến Xích Thiên, cao điệu lên phía Bắc, rõ ràng là đang hấp dẫn lực chú ý. Chuyện bất đắc dĩ của hắn. Là cái gì? Hắn lại là đang hấp dẫn lực chú ý cho ai? Thiên Hậu. Vẻ mặt của giáo chủ Vạn đạo Thần Giáo nghiêm trọng lên, vị nữ tử truyền kỳ kinh diễm toàn bộ thời đại kia thật còn sống không? Thứ mà Khương Phàm thật sự muốn che giấu hẳn là Thiên Hậu. Bây giờ Thiên Hậu hẳn là còn rất nhỏ yếu, không thể nào công khai lộ diện. Đệ tử có ý là, tìm tới Thiên Hậu, dẫn dụ Khương Phàm xuất hiện. Tìm tới Thiên Hậu, tìm đến Khương Phàm. Nam tử oai hùng nghiêng đầu, con người giống như tinh thần lấp lóe. Ta phụng mệnh đế quân đến tìm kiếm Thiên Hậu. Tất cả mọi người của Vạn đạo Thần Giáo có chút khom người, biểu thị lấy kính sợ. Xin mời đế tử truyền lệnh đế quân. Thiên Hậu luân hồi trùng sinh, tất có liên quan cùng linh văn ngự thú. Vạn đạo Thần Giáo lập tức điều tra gia tộc ngự thú trong thiên hạ, điều tra dị tượng trên trời rơi xuống mới sinh ra những năm gần đây, sau khi nữ hải nhi sinh ra thì lại biến mất thần bí. Mặc kệ có bao nhiêu, toàn bộ bí mật giám sát, sau đó xác định vị trí thực. Giáo chủ khẽ vuốt cằm. Lĩnh mệnh. Nam tử oai hùng cười nhạt nói. Chuyện này, do ta tự mình phụ trách, Vạn đạo Thần Giáo toàn lực phối hợp. Giáo chủ nói. Đế quân không tin Vạn đạo Thần Giáo chúng ta. Chúng ta mặc dù bị vây công mấy tháng, hao tổn nghiêm trọng, nhưng tìm kiếm một nữ tử mà thôi, chúng ta có thể làm được. Một nữ tử mà thôi. Hướng Vãn Tình đâu, các ngươi đã tìm được chưa? Đôi mắt giống như tinh thần của nam tử oai hùng hiện lên ý lạnh. Hướng Vãn Tình ở bên cạnh Khương Phàm, bắt được Khương Phàm là có thể dâng nàng lên. Khương Phàm đã dùng qua, lại còn cho đi qua. Cái này, chuyện này, là chúng ta xử lý không tốt. Nam tử oai hùng lạnh lùng liếc nhìn hắn,
sau đó lại nhìn qua Cẩm Tú Sơn Hà bị mây mù bao phủ, nói. Ta ở lại nơi này là còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Đế tử, mời. 10 năm trước, ta ở chỗ này buông xuống 3 người, nhưng bây giờ, bọn hắn đã ném đi. Người nào? Giống như ta. Ý của ngài là, điều tra tất cả thánh địa thương huyền, đại tộc, bang phái, thậm chí hoàng tộc, phải chăng từng tại 10 năm trước tiếp nhận qua người ngoài kỳ quái. Bọn hắn không thuộc về những gia tộc kia, nhưng lại có được linh văn của họ. Thời điểm bọn người Khương Phàm rời khỏi thế giới mới, cường giả cùng hải thú của thần vực Chi Hải lại đang không ngừng liên tục xông vào, triển khai thăm dò cùng cướp đoạt đối với thế giới thần bí mới lạ. Cùng ngày hết hạn Khương Phàm rời khỏi, số lượng người xâm nhập đã vượt qua hàng tỷ. Nhóm cường giả đầu tiên đến từ gần hải vực, Thương Huyền Tây Bộ thậm chí Đại Lục Thái Sơ ở Đông Bộ, cũng sắp đến lối vào gần đây. Bọn người Khương Phàm vượt qua hải vực, chỉ dùng thời gian 3 ngày liền đi tới gần hải thần đảo, yên lặng quan sát nơi đó. Là lôi bằng. Bọn người Khương Phàm xuyên qua hải triều, thấy được lôi triều chói mắt cuồng bạo xẹt qua trong tầng mây, bên trong là một con lôi bằng khổng lồ dương cánh vài trăm mét như ẩn như hiện. Là trở về báo cáo tình huống, hay là tìm kiếm viện binh? Từ lôi uy phán đoán, hẳn là lôi bằng cảnh giới bán thánh. Chỉ là bán thánh còn dễ nói. Nói rõ chi đội lớn còn ở lại trong thế giới mới. Còn nói rõ chi đội đó còn muốn ở lại tiếp tục chờ đợi, nếu không sẽ cho một bộ phận về trước. Bọn hắn trốn ở bên trong hải triều, yên lặng chờ đợi. Sau đó không lâu, lôi bằng lại lần nữa xuất hiện, rời khỏi hải thần đảo xa xa, tuy nhiên từ phương hướng đến xem, hẳn là muốn đi thánh bằng đảo. Trên hải thần đảo cũng rất an tĩnh, không có dấu hiệu tiếp tục điều động cường giả tiếp viện. Dương Biện nhìn qua hòn đảo phương xa, lạnh lùng nói. Hải thần đảo còn lưu thủ 4 vị thánh tổ, 2 vị của Dương gia hẳn là Dương Hồng Liệt và Dương Đồng Quang, theo thứ tự là thánh tổ đầu tiên cùng thánh tổ thứ hai. Dương gia truyền thừa vạn năm, phe phái nội bộ rắc rối phức tạp, dây dưa không rõ. Lúc mới bắt đầu, mẫu thân của ta không chỉ có mỹ mạo, phe phái phía sau cũng tương đối mạnh hơn rất nhiều, cho nên Dương Thiên Khuyết đã chọn người làm chính thê. Nhưng sau khi lãnh tụ phe phái của mẫu thân, cũng chính là ông ngoại của ta, tranh thủ cơ hội đến tấn cấp bán thánh, nhưng hắn không thể nắm chặt, tấn cấp thất bại, còn chết bất đắc kỳ tử. Sau đó không lâu, phụ thân của Dương Ngọc Trân lại thành công. Bên trong hệ thống sinh tồn tại hải thần đảo, bước lên bán thánh không chỉ có mang ý nghĩa cảnh giới tăng lên, còn có thể trực tiếp gặp mặt thánh tổ, cho nên mẫu thân thất thế, Dương Ngọc Trân đắc thế. Dương Thiên Khuyết ngược lại càng thân cận Dương Ngọc Trân, bồi dưỡng Dương Thiên Hữu. Khương Phàm giật mình, thì ra trong này còn có càng nhiều nội tình. Khương Qua lắc đầu, thế lực gia tộc truyền thừa vạn năm giống hải thần đảo như thế này, nội bộ phe phái cạnh tranh xác thực vô cùng thảm liệt. Khương Phàm nói, phụ thân của Dương Ngọc Trân chính là vị Dương Tuyệt Tự Bạo kia. Thánh linh hắn liên hệ là ai? Thánh tổ thứ hai, Dương Đồng Quang. Thánh tổ đầu tiên thì sao? Thánh tổ đầu tiên có địa vị cao nhất, ở vào trạng thái hoàn toàn ẩn lui, từ trước tới giờ không trực tiếp nhúng tay tộc vụ. Nhưng tình huống bình thường mà nói, thánh tổ đầu tiên muốn tận lực giữ gìn địa vị tộc trưởng. Vậy chúng ta tùy tiện tiến hải thần đảo, chẳng phải rất nguy hiểm? Khương Phàm khẽ nhíu mày, bây giờ Dương gia nơi đó tương đương Dương Đồng Quang trực tiếp tỏa chấn, nếu như bọn hắn lộ diện, rất có thể sẽ trực tiếp bị giam. Thánh tổ trung quy vẫn là thánh tổ, tôn quý cao ngạo, vận trù toàn tộc, thời kỳ đặc thù lấy đại cục làm trọng. Dương Biện đương nhiên biết rõ nơi đó nguy hiểm, cũng không nguyện ý tiếp quản Dương gia, nhưng hắn nợ Khương Phàm rất nhiều, cần báo ân. Mà đây là cực hạn nhất hắn có thể nghĩ đến mình có thể làm được. Không nên miễn cưỡng, không cần thỉnh cầu. Khương Phàm lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đó là gia tộc của Dương Biện. Không có người nào rõ ràng tình huống hơn so với Dương Biện, nếu như Dương Biện kiên trì, hắn liền bồi đi. Tuy nhiên trước khi tiến vào hải thần đảo, bọn hắn vẫn chuẩn bị sẵn sàng. Ví dụ như, long cốt cự ngạc ở sâu trong đáy biển, lúc này đang dung hợp bích ngọc đan. Bích ngọc đan thánh linh cảnh, tương đương với việc để cho nó nuốt sống một con bích ngọc long tượng thánh linh cảnh. Không chỉ có thể thúc cảnh giới của nó đến bán thánh cảnh, còn có thể thông qua khí tức long tượng. Tăng cường độ tinh khiết huyết mạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hải thần đảo. Dương Thiên Khuyết lại lần nữa mang tin tức từ trong thế giới mới về,
chấn động tất cả mọi người Dương gia từ trên xuống dưới. Thánh tổ thứ hai, Dương Đồng Quang xuất quan, đưa vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Dương Thiên Khuyết nửa sống nửa chết ở phía dưới. Ta không thể nào hiểu được, Dương Biện làm thế nào bắt Dương Thiên Hữu đi từ bên cạnh các ngươi được. Thân phận của hắn quan trọng bao nhiêu, người so với ai khác đều rõ ràng, mặc kệ lúc ấy cục diện chiến tranh như thế nào, người cũng hẳn là nên an bài bán thánh bồi bạn ở hai bên, bảo đảm hắn tuyệt đối an toàn. Dương Đồng Quang một mực đang mong mỏi tin tức tốt ở thế giới mới, có thể nhờ vào cơ duyên đó lại thêm 3 năm vị thánh linh, lớn mạnh hải thần đảo, kết quả hắn chờ đến lại là hai vị thánh tổ chiến tử, cùng thảm kịch Dương Tuyệt tự bạo, ngay cả Dương Thiên Hữu là hy vọng của hải thần đảo cũng đều bị bắt đi. Đây quả thực hoang đường, càng không thể tiếp nhận. Lúc ấy đúng là chúng ta chủ quan. Dương Thiên Khuyết cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt thánh tổ. Dương Thiên Hữu còn sống không? Hẳn là còn sống. Hẳn là. Dương Biện khẳng định muốn giết Thiên Hữu, nhưng sẽ không tự mình xử tử, hắn sẽ muốn đứng ở trước mặt người ngoài, tại một trường hợp đặc biệt lại quan trọng giết Thiên Hữu. Đây đều là suy đoán của ngươi. Dương Đồng Quang dùng sức nhăn mặt, đè nén lửa giận đang muốn dâng lên. Ngươi biết sự ngu xuẩn của ngươi đã đẩy Dương gia lên tình cảnh gì không? Nếu như Dương Thiên Hữu thật sự chết rồi, cố gắng ngàn năm qua của Hải Thần Đảo liền uổng phí, Ngụy Thanh Nguyên chết càng vô ích. Ngươi chính là tội nhân của Hải Thần Đảo. Thánh Tổ yên tâm, là sự chủ quan của ta đã để Dương Biện đắc thủ, bây giờ Dương gia cùng Thánh Bằng Đảo đang liên thủ lùng bắt Dương Biện, Dương Biện hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta muốn Dương Thiên Hữu. Dương Đồng Quang bỗng nhiên cao giọng, thánh uy hùng hồn tràn ngập cung điện, chấn động đến Dương Thiên Khuyết khí huyết sôi trào, suýt chút nữa ngồi liệt ở nơi đó. Dương Thiên Hữu nhất định sẽ trở về. Dương Thiên Khuyết giãy giụa đứng lên, thân thể mệt mỏi càng thêm uể oải. Nếu như không về được, người lấy cái chết tạ tội. Nhất định sẽ trở về, nhất định. Gương mặt Dương Thiên Khuyết hiện lên một chút dữ tợn. Hắn đã từng lập chí muốn làm gia chủ vĩ đại nhất gần ngàn năm qua của Dương gia, muốn làm chủ nhân đầu tiên khi Hải Thần Đảo trở lại hoàng đạo. Thế nhưng, việc Dương Biện trở về cùng Dương Thiên Hữu bị bắt, và hai vị thánh tổ Dương gia chết thảm, để hắn đứng ở trên vách đá bên bờ vực sâu vạn trượng, lúc nào cũng có thể vạn kiếp không phục. Chênh lệch to lớn, hiện thực tàn khốc để hắn giờ phút này nôn nóng, hối hận, càng tức giận. Chuyện ngươi liều chết cứu bằng vương này, coi như làm không tệ. Đi tổ từ đi, nơi đó phong tồn năm thái cổ kinh hồn, cho phép ngươi tự chọn một cái. Không xin chỉ thị thánh tổ đầu tiên sao? Tinh thần Dương Thiên Khuyết khẽ run lên, đáy mắt nổi lên một chút sáng rực. Ngươi dám tìm hắn sao? Không sợ hắn đập chết ngươi? Ngươi cứ đi chọn, nhưng có thể được tán thành hay không, nhìn chính ngươi, thánh tổ đầu tiên nơi đó ta sẽ đi bàn bạc. Dương Đồng Quang đứng dậy, nghiêm mặt đè ép lửa giận rời khỏi. Năm kình hồn phong tồn trong tổ từ là tài nguyên Dương gia chuẩn bị cho chiến tranh ngàn năm. Mỗi con đều đã từng là thánh tổ nhưng muốn tước đoạt kình hồn cực kỳ khó khăn, không chỉ có tiếp nhận đau đớn to lớn, cũng tồn tại rất nhiều biến cố, cho nên ngàn năm qua chỉ thành công 5 người. Tác dụng trực tiếp nhất của bọn chúng có thể tại thời kỳ đặc thù giao hòa cùng tộc nhân cảnh giới bán thánh, mượn thân thể bán thánh tạm thời, khôi phục, thể hiện ra lực lượng cường đại tới gần thánh linh cảnh. Đây là lực lượng để Dương gia có thể ổn thỏa vị trí đệ nhất gia tộc tại Hải Thần Đảo, càng là lực lượng tuyệt đối để Hải Thần Đảo muốn chinh chiến Thiên Khải chiến trường. Nhưng Dương Thiên Khuyết là tộc trưởng, không thể nào cứ phế đi như vậy, nếu không tình huống Dương gia sẽ càng loạn hơn. Dương Thiên Khuyết lễ bái tạ ơn, kình hồn tiên tổ vô cùng quý giá, là tài nguyên chinh chiến Thiên Khải, nhưng nếu như có thể tỉnh lại một con nào đó, sau khi trao đổi tốt, nói không chừng còn có thể dung hợp lẫn nhau. Cùng hắn, cộng sinh cùng tồn tại. Như thế này cũng không cần phế bỏ, cũng không cần giả yếu chờ chết. Nhưng, sẽ có tiên tổ nguyện ý cùng hắn dung hợp sao? Dương Thiên Khuyết vừa mới rời khỏi cung điện, phụ nhân xinh đẹp chờ ở bên ngoài lo lắng nghênh đón. Thánh tổ nói thế nào, ngài ấy sẽ đích thân đi cứu Thiên Hữu sao? Nàng chính là mẫu thân của Dương Thiên Hữu, Dương Ngọc Trân. Nở nang mỹ mạo, tôn quý trang nhã. Tuổi trên 50 nhưng phong vận vẫn còn, chỉ là khóe mắt lại nhíu lên, lãnh diễm cao quý, có một sự kiêu ngạo khinh người. Nhưng nhi tử bị bắt đã để nàng lo nghĩ khẩn trương, không còn có phong tình như thường ngày nữa. Dương Thiên Khuyết mệt mỏi ho khan vài tiếng. Thánh tổ đầu tiên, thánh tổ thứ hai cần trấn thủ Hải Thần Đảo, không
không phải tình huống cực đoan thì không thể rời khỏi. Dương Ngọc Trân giống như không thấy được thương thế của hắn, lo lắng nắm lấy cổ áo lớn tiếng nói. Vậy Thiên Hữu phải làm sao bây giờ? Thiên Hữu đều đã bị bắt, đây còn không phải tình huống cực đoan gờ sao? Hai vị thánh tổ Lý gia đều ở đó, còn có thánh tổ Thánh Bằng Đảo, bọn hắn sẽ mang Thiên Hữu về. Bọn hắn, chàng tin được bọn hắn, Thiên Hữu là rơi vào tay Dương Biện, Dương Biện tuyệt đối muốn giết chết Thiên Hữu, nếu như trong lúc nghĩ cách cứu viện lại xuất hiện bất kỳ sơ suất gì cũng đều có thể hại chết Thiên Hữu. Mặc dù bọn hắn là thánh linh, nhưng bọn hắn sẽ cứu Thiên Hữu giống như cứu nhi tử của mình sao? Dương Ngọc Trân nắm lấy cổ áo Dương Thiên Khuyết, lo lắng hét to. Dương Thiên Khuyết dùng sức giật hai tay Dương Ngọc Trân ra. Sẽ cứu, bọn hắn nhất định phải cứu Thiên Hữu, nếu không tất cả cố gắng đều những năm này của Thánh Bằng Đảo cùng Hải Thần Đảo đều uổng phí. Dương Ngọc Trân cơ hồ như đang thét lên. Chàng hồ đồ rồi sao? Chúng ta không thể không có Dương Thiên Hữu, nhưng Thánh Bằng Đảo cùng Hải Thần Đảo có thể có Dương Biện. Làm càn. Dương Thiên Khuyết phung tay quất vào trên mặt nàng, khiển trách, quát mắng. Nơi này là đại điện thánh tổ, không phải nơi để ngươi ồn ào. Dương Ngọc Trân ôm lấy gương mặt sưng đỏ, oán giận nhìn Dương Thiên Khuyết. Nếu quả thật Dương Biện giết Thiên Hữu, Hải Thần Đảo liền sẽ cân nhắc nghênh đón hắn trở về, đến lúc đó người chết không chỉ là ta, còn có ngươi. Kỷ nguyên năm thứ 10, ngày 10 tháng 1, khi thế giới mới xuất hiện sau 39 ngày, núi giới nguyên đột nhiên bộc phát ra cường quang vô tận, 38 ngọn tổ nguyên sơn toàn bộ oanh minh, sôi trào lên màn sáng cuồn cuộn. 6 vết nứt ở khung trời trong thời gian ngắn đã nhanh chóng khép kín, triệt để ngăn cách liên hệ cùng thần vực chi hải. Các cường giả ở bên ngoài đang chuẩn bị tiến đến liền kinh ngạc, cường giả bị vây ở bên trong thì luống cuống. Thời điểm trước đó liên tiếp xuất hiện 5 nơi sụp đổ, cũng đều suy đoán thế giới mới sẽ dần dần mở rộng phạm vi sụp đổ, cho đến khi đáy biển hoàn toàn quán thông, ai cũng không nghĩ tới bình chướng lại hoàn toàn khép kín. Có bộ số phận thế lực kỳ thật đã cảnh giác qua, nhưng thật sự rời khỏi trước thời hạn lại không có nhiều, đều cảm giác còn có thể lại đợi nhiều thêm mấy ngày, dù là 1-2 ngày. Ai cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên như vậy. Sau khi bình chướng khép kín, chủ nhân giới nguyên tự mình phát ra mệnh lệnh với 38 tổ nguyên sơn, săn giết toàn bộ kẻ xông vào, vận chuyển về núi giới nguyên tế hiến. Núi giới nguyên sẽ xem số lượng yêu chủ săn giết kẻ xông vào, ban thưởng cho một bộ phận. Thế giới mới lập tức lâm vào bạo động, yêu chủ nhao nhao rời khỏi tổ nguyên sơn của mình, dẫn đầu tộc đàn săn giết kẻ xông vào. Các kẻ xông vào thì điên cuồng chạy trốn, nhưng toàn bộ thế giới đều đã bị phong bế, bọn hắn không có chỗ có thể trốn. Số lượng lớn cường tộc liên hợp lại cứu vớt bản thân, nhưng đối mặt với thú triều khí thế hung hăng, liên hợp càng nhiều, mục tiêu càng lớn, càng là bị chiếu cố nhiều hơn. Còn có rất nhiều cường tộc điên cuồng va chạm bình chướng trên khung trời, muốn giết ra ngoài, nhưng bình chướng cứng cỏi, mặc cho bọn hắn điên cuồng như thế nào, đều không để mảy may lại chút vết tích. Thế giới mới triệt để phong bế. Hàng tỷ sinh linh bị nhốt, từ săn giết biến thành đồ sát. Đây là bẫy. Đây là dụ sát. Thế giới mới cũng dám dụ bắt hàng tỷ sinh linh của thần vực chi hải, đây là đang tuyên chiến sao? Là ai đang khống chế thế giới mới? Chẳng lẽ nơi đó còn có chủ nhân thật sự sao? Trong thế giới mới có thánh vương? Hay là thánh hoàng? Tin tức nhanh chóng truyền khắp thần vực chi hải, dẫn phát khủng hoảng to lớn, cũng đều kích thích lửa giận vô tận. Số lượng lớn các lão tổ trấn thủ tông môn tại các hòn đảo nhao nhao xuất quan, tiến về Thiên Kiếm Thần Tông. Xin mời Thiên Kiếm Thần Tông dẫn dắt thần vực chi hải, phá vỡ bình chướng, nghĩ cách cứu viện hàng tỷ sinh linh bị nhốt. Thiên Kiếm Thần Tông rất may mắn, bởi vì 3 ngày trước bọn hắn đã vừa vặn rời khỏi đó nơi đó trước khi khung trời phong tỏa. Bọn hắn không chỉ có không có bị vây khốn, còn mang ra số lượng lớn bảo tàng. Nhưng nhìn khung trời phong tỏa, hàng tỷ sinh linh bị nhốt, trên danh nghĩa bọn hắn làm chủ nhân của thần vực chi hải, là thế lực cấp hoàng đạo. Duy nhất nhất định phải triển khai nghĩ cách cứu viện. Dù chỉ là làm dáng một chút, Thiên Kiếm Thần Tông lập tức cao điệu tuyên cáo toàn bộ hòn đảo tông môn của thần vực chi hải, lập tức tập kết đến thần tông, cùng nhau lao tới thế giới mới, liên thủ phá vỡ bình chướng, cứu vớt người bị nhốt. Triệt để phong bế. Thánh tổ đầu tiên Dương Hồng Liệt xuất quan, sau khi biết được tin tức thì liên tục hít hơi thật sâu, mặt mo đầy nhăn nheo đều trắng bệch. Vừa mới nhận được tin tức, khung trời toàn diện phong ấn,
tất cả người ở lại bên trong đều bị khốn trụ. Người của chúng ta đâu? Xác định, đều ở bên trong. Vẻ mặt của Dương Đồng Quang nghiêm trọng, dùng sức nắm chặt nắm đấm mới có thể cam đoan không run rẩy. Hai vị thánh tổ Dương gia, tinh nhuệ cao tầng của hai nhà Dương Lý, toàn bộ niết bàn cảnh của hòn đảo thứ tư, còn có thánh tổ thánh bằng đảo đều bị vây ở bên trong. Nếu quả như thật sự không ra được, thực lực tổng hợp của hải thần đảo và thánh bằng đảo đều giảm mạnh 2/3. Đầu Dương Hồng Liệt mê muội một trận, suýt chút nữa đã ngồi dưới đất. Hải thần đảo lắng đọng ngàn năm mới có được thực lực như bây giờ, rốt cuộc cũng làm xong chuẩn bị chinh chiến thiên khải chiến trường, kết quả còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Cố gắng ngàn năm của các liệt tổ liệt tông, cứ uổng phí như vậy sao? Hai vị thánh tổ Lý gia lưu thủ cũng gấp gáp vội vàng chạy tới nơi này. Trước đó khi hai vị thánh tổ Dương gia chết thảm, bọn hắn chỉ là tức giận Dương gia vô năng, tại thời khắc mấu chốt chuẩn bị chinh chiến thiên khải chiến trường lại hao tổn thánh linh. Bây giờ thì tốt rồi, thánh tổ cùng tộc trưởng của bọn hắn, còn có tinh nhuệ cao tầng đều đã bị vây cũng đứng trước nguy hiểm tử vong. Thánh tổ Lý gia nói, Thiên Kiếm Thần Tông vừa mới phát ra hiệu triệu, tập kết lực lượng toàn thần vực chi hải, liên thủ tiến công bình chướng thế giới mới. Thánh tổ thứ hai của Lý gia cũng nói, kế hoạch sơ bộ là liên hợp tấn công mạnh một chỗ, có thể tạo áp lực cho thế giới mới, kiềm chế tinh lực yêu tộc ở bên trong, tránh cho săn bắt quá độ. Cũng tương đương với thổi lên kèn lệnh chiến tranh, nhắc nhở đám người bị nhốt ở bên trong tụ tập ở điểm tấn công, liên thủ tiếp từ tấn công mạnh nội bộ. Cứ như vậy, tương đương với trong ngoài liên hợp, hẳn là có hy vọng phá vỡ bình chướng. Dương Hồng Liệt ngồi trên ghế mây bình phục tâm tình. Người của Thiên Kiếm Thần Tông đâu, cũng bị vây lại. Thánh tổ đầu tiên của Lý gia oán hận nói. Bọn hắn gặp vận may, 3 ngày trước đã mang theo bảo vật rút khỏi. Thời điểm xảy ra chuyện bọn hắn đều đã nhanh trở lại tông môn. Thánh tổ thứ hai của Lý gia sốt ruột nói. Cũng bởi vì người của Thiên Kiếm Thần Tông không có việc gì, ta mới lo lắng bọn hắn chỉ là làm bộ dáng, sẽ không toàn lực ứng phó. Cho nên chúng ta nhất định phải tự mình tham dự, tốt nhất là phái thêm một số người đi qua. Dương Đồng Quang nói. Lúc chúng ta từ bên ngoài thổi lên kèn lệnh chiến tranh, mục đích không chỉ có để đám người bị nhốt sẽ đuổi tới. Đám yêu tộc thế giới mới cũng sẽ chạy tới, đến lúc đó sẽ diễn biến thành hỗn chiến tàn khốc. Nếu như chúng ta không thể đánh tan bình chướng trong thời gian ngắn nhất, đám người bị nhốt ở bên trong liền có thể bị đám yêu thú vây bắt đánh giết, một mẻ hốt gọn. Dương Hồng Liệt nhìn bọn hắn, lông mày dần dần nhăn lại. Các ngươi muốn nói cái gì? Hai vị thánh tổ Lý ra trao đổi ánh mắt, nói. Hải thần đảo chỉ để lại một vị thánh tổ trấn thủ. Còn lại toàn bộ lao tới thế giới mới, ngoài ra, Dương gia các ngươi không phải còn có hai vị bán thánh lưu thủ sao, để bọn hắn vận dụng kình hồn phong tồn trong tổ từ Dương gia. Dương Hồng Liệt lập tức quát tháo. Vọng tưởng, kình hồn trong tổ từ là tài nguyên ngàn năm Dương gia chuẩn bị cho chiến tranh, là chuẩn bị cho thiên khải chiến trường. Thánh tổ đầu tiên của Lý gia cao giọng đáp lễ. Bây giờ còn nói thiên khải chiến trường gì nữa chứ? Tinh nhuệ của hải thần đảo và thánh bằng đảo đều bị vây ở thế giới mới, ngay cả Dương Biện và Dương Thiên Hữu bọn hắn đều có thể vẫn bị vây ở đó bên trong. Nếu như không thể cứu đi ra, hải thần đảo liền muốn phế đi thật. Còn có, nếu như không phải cái tên ngu xuẩn Dương Thiên Khuyết kia ném Dương Thiên Hữu đi, toàn bộ hành động ở thế giới mới tuyệt đối sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này, Dương gia các ngươi nợ chúng ta Lý gia, nợ hải thần đảo. Dương Đồng Quang khuyên Dương Hồng Liệt nói. Chúng ta không thể nào hy vọng xa vời đến Thiên Kiếm Thần Tông, mặc dù bọn hắn sẽ phụ trách chủ công, nhưng chưa chắc sẽ thật dùng toàn lực, cho nên chúng ta nhất định phải tự mình cố gắng, mau sớm đánh tan bình chướng, cứu người ở bên trong ra. Dương Hồng Liệt nhắm hai mắt lại, sau khi liên tục trần chờ, đành cắn răng nói. Kinh hồn có thể dùng, nhưng nhất định phải đánh tan bình chướng cho ta, mang toàn bộ người về. Hải thần đảo nhanh chóng điều động. Thời điểm trước đó khi Dương Thiên Khuyết trở về đã mang cho hải thần đảo bạo động cùng tức giận, từ trên xuống dưới đều đang nghị luận Dương Biện tìm đường chết, cầu nguyện Lý gia cùng thánh bằng đảo có thể bắt lấy Dương Biện, mang về đánh chết tươi. Bây giờ thì là khủng hoảng, Dương gia đã thương vong thảm trọng, nếu như cường giả của Lý gia cùng đảo thứ tư và thánh bằng đảo lại hao tổn ở bên trong, hậu quả kia thật sự không chịu nổi, giấc mộng, hoàng đạo của bọn hắn sẽ triệt để kết thúc. Nhưng... khi hai vị thánh tổ Dương gia đang mang theo hai vị bán thánh cầu xin,
Thái Cổ Kình Hồn, bến tàu tại hòn đảo của Dương Gia lại lâm vào oanh động. Các cường giả trấn thủ liên tiếp lui về phía sau, thấp thỏm lo âu nhìn quái vật khổng lồ đang xông vào, cự ngạc. Long cốt cự ngạc đột phá, bước lên cảnh giới bán thánh mà nó tha thiết ước mơ, cũng bởi vì long khí bên trong bích ngọc đan kích thích, huyết mạch được rèn luyện, bây giờ nó đã cao 100 mét, toàn thân hiện ra màu đỏ thẫm, tràn ngập sát khí đáng sợ, nhất là cái đầu kia, lại có chút giống với đầu rồng. Dương Ngọc Chân, cút ra đây. Long cốt cự ngạc phát ra tiếng gào thét hùng hậu, móng vuốt to lớn nén chặt trên mặt đất, để lại cái hố sâu đáng sợ, kéo lấy thân hình khổng lồ tiến vào hải thần đảo. Long cốt cự ngạc, đó là long cốt cự ngạc. Các cường giả trấn thủ hốt hoảng lui lại, bị khí tức huyết sát khủng bố kích thích đến thấp thỏm lo âu. Dương Ngọc Chân, đi ra chịu chết. Long cốt cự ngạc gật gù đắc ý, vũ dũng gào thét. Đại vương nằm nhoài trên người hắn, im lặng trợn trắng mắt, nhìn ngươi đắc ý như thế, không phải chỉ là tiến vào bán thánh thôi sao? Dương Biện trở về. Bọn thị vệ trấn thủ bến tàu nhao nhao lui lại, kiêng kỵ nam tử oai hùng mang theo khí tức sát phạt cầm chiến kích trong tay, đứng trên lưng long cốt cự ngạc kia. Trưởng thị vệ già thét lên ra lệnh. Đều thất thần làm gì, nhanh đi thông báo tộc trưởng. Không, thông báo thánh tổ, nhanh nhanh nhanh. Hòn đảo của Dương gia rất nhanh đã kinh động, đang khẩn cấp động viên các cường giả nhao nhao phóng tới bến tàu phía đông. Giống. Long cốt cự ngạc lay động mãnh liệt, thân thể to béo mấy chục tấn tản ra hung uy. Dương Biện đứng ở trên lưng long cốt cự ngạc, oai hùng thẳng tắp, mặt đầy túc sát, tay phải mang theo đồ thần chiến kích, tay trái bóp lấy Dương Thiên Hữu, ánh mắt lạnh lùng nhìn các tộc nhân Dương gia liên miên chạy tới. Hắn cũng dám trở về. Thật to gan. Lại cưỡi một con cá sấu đến đây. Đó là long cốt cự ngạc, hung thú cực kỳ hiếm thấy, làm sao hắn thuần phục được. Cái người đầy máu mà hắn đang nắm trong tay là Dương Thiên Hữu sao? Dương Thiên Hữu còn sống không? Nhìn thật thê thảm. Dương Thiên Hữu rơi xuống trên tay Dương Biện, Dương Biện có thể tha cho hắn. Mọi người trơ mắt nhìn Dương Biện đi đến bến tàu, nhưng không có ai dám tùy tiện hành động. Nếu như hơi kích thích lại hại chết Dương Thiên Hữu, bọn hắn ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Dương Biện, ngươi là tên phản đồ đáng chết, thả Thiên Hữu của ta ra. Dương Ngọc Chân chen chúc qua các thân tộc chạy tới bến tàu, trong mắt đầu tiên đã nhìn thấy được Dương Thiên Hữu đẫm máu trong tay Dương Biện. Thân tộc của Dương Ngọc Chân vừa sợ vừa giận. Bọn hắn lại không có bị vây ở thế giới mới. Khẳng định là vừa đi ra từ vài ngày trước. Ông trời chiếu cố, mệnh Thiên Hữu không có đến đường cùng. Dương Biện nhìn Dương Ngọc Chân, lồng ngực giấy lên lửa giận rào rạt, dùng sức nắm chặt Dương Thiên Hữu. Quỳ xuống cho ta. Làm càn, nơi này là hải thần đảo, không phải nơi ngươi phách lối, giao Thiên Hữu ra, ta có thể cân nhắc để cho ngươi chết thống khoái. Ta bảo ngươi quỳ xuống. Kê nên quỳ xuống chính là ngươi. Ngươi sát hại phụ thân ngươi, tính toán thánh tổ gia tộc, tội của ngươi không thể tha. Phụ thân, hừ hừ. Trưởng tử của Dương Thiên Khuyết đã chết từ 10 năm trước rồi, bị các ngươi hại chết, quên rồi sao? Bây giờ ta, không có nửa phần liên quan gì với các ngươi. Ngươi họ ném Dương đi, linh văn của ngươi nát, đó mới là không có nửa phần liên quan. Chỉ cần ngươi còn họ Dương, còn cần kinh hồn, ngươi chính là người của hải thần đảo, ngươi phải nhận sự quản khống của hải thần đảo. Bảo ngươi sống cho tốt, bảo ngươi chết, ngươi phải chấp nhận. Họ Dương cùng kinh hồn. Thuộc về tiên tổ Dương gia, không thuộc về bọn tạp toái các ngươi đây. Phản nghịch chính là phản nghịch, tội nhân chính là tội nhân. Sau khi ngươi chết cũng đừng nghĩ rửa sạch tội danh này. Ta không phải tới thăm bộ mặt ghê tởm này của ngươi, ta bảo ngươi quỳ xuống. Quỳ xuống cho mẫu thân ta. Dương Biện mời mẫu thân từ trong nhẫn không gian đi ra, cẩn thận từng ly từng tí vịn ngồi xuống, sau đó lại nắm lấy cổ Dương Thiên Hữu, giơ lên giữa không trung. Lạnh lùng nhìn Dương Ngọc Chân. Dương Ngọc Chân lãnh diễm cao quý, dáng vẻ thịnh long, chỉ vào Dương Biện quát tháo. Đừng phô trương thanh thế, nếu ngươi đến hải thần đảo chính là tìm kiếm tha thứ, chủ động buông Thiên Hữu xuống, ta có thể thận trọng cân nhắc xử trí nhẹ đối với ngươi. Dương Biện không còn muốn gây gỗ, hắn chỉ là giơ cao Dương Thiên Hữu lên, lạnh lùng nhìn Dương Ngọc Chân. Dương Ngọc Chân lãnh ngạo ngẩng đầu, cường thế giằng co. Ta nói một lần cuối, buông Thiên Hữu xuống. Nhưng, các tộc nhân tụ tập phía trước bến tàu rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề.
Các ngươi nhìn trên trán Dương Thiên Hữu. Trên trán thế nào? Trên trán không còn có cái gì nữa. Cái gì đều, tê. Linh văn của Dương Thiên Hữu đâu? Cự kình linh văn kia đâu? Đám người rối loạn, bầu không khí nhanh chóng sao động. Sắc mặt Dương Ngọc Chân hơi biến đổi, gắt gao tiếp cận cái trán trơn bóng trên khuôn mặt tái nhợt kia của Dương Thiên Hữu. Cự kình linh văn đã từng chiếu sáng rạng rỡ, giờ phút này lại không còn tung tích. Không có linh văn. Làm sao lại không có linh văn? Chẳng lẽ Dương Biện đã phế Dương Thiên Hữu rồi? Thiên Hữu? Dương Ngọc Chân rên rỉ, ngồi liệt trên mặt đất. Dương Biện, ngươi là tên súc sinh, ngươi đã làm gì? Thân tộc Dương Ngọc Chân của Bi phẫn gầm thét. Giọng Dương Biện lạnh lùng quanh quẩn trên bến tàu đang chen chúc đông người. Không cần đoán, Dương Thiên Hữu đã bị phế đi. Khí hải vỡ vụn, kinh mạch vỡ vụn, kinh hồn cũng bị ta nuốt. Dương gia các ngươi, không có thiên phẩm linh văn, Dương gia các ngươi. Không có viễn cổ kinh hồn. Dương Biện, ngươi chết không yên lành. Dương Ngọc Chân thét lên đầy chói tai, muốn bổ nhào qua lại bị tộc nhân ở hai bên gắt gao giữ chặt. Dương Biện bóp lấy cổ Dương Thiên Hữu, cao giọng hô to. Giữa ta và Dương Thiên Hữu có 3 lần ước chiến, còn thiếu lần cuối cùng này. Nếu các ngươi đều đã ở đây, ta mời các ngươi làm chứng, chứng kiến cuộc chiến thứ 3. Chứng kiến thắng bại, chứng kiến sinh tử. Đám người bạo động, bầu không khí đều trở nên khẩn trương lên. Bọn hắn thật không nghĩ tới Dương Biện lại sớm tàn nhẫn phế đi Dương Thiên Hữu. Cái này mang ý nghĩa Dương Thiên Hữu không có bất kỳ giá trị gì nữa, càng mang ý nghĩa hy vọng quật khởi của Dương gia cùng Hải Thần Đảo đã tan vỡ. Trừ phi, Dương gia một lần nữa ủng lập Dương Biện. Giết hắn cho ta, nhanh đi, giết hắn. Đều thất thần làm gì, lên đi. Hắn là phản đồ của Dương gia, hắn giết thiếu tộc trưởng của Dương gia, tội của hắn đáng xử tử. Dương Ngọc Chân thét lên kéo lấy thân tộc ở bên cạnh. Đám thân tộc bọn họ tức giận bi thương, nhưng khí tức của Long Cốt Cự Ngạc dưới thân Dương Biện lại quá mạnh, rõ ràng là cảnh giới bán thánh. Dương Biện lạnh lùng nhìn Dương Ngọc Chân sụp đổ. Trò hay còn chưa có chính thức bắt đầu đâu, cái này đã nhịn không được. Dương Ngọc Chân không còn phong tình cùng dáng vẻ thường ngày. Bi thống thét lên. Trả Thiên Hữu lại cho ta. Trả lại cho ta. Năm đó sau khi ta bị các ngươi hại chết, mẫu thân của ta hẳn là cũng hô qua như vậy đối với ngươi nhỉ, ngươi là làm thế nào? Hỗn đản, phản đồ, tội nhân, ta thật hối hận lúc ấy không có tự tay giết ngươi. Dương Thiên Hữu đã thể nghiệm qua sống không bằng chết, tiếp theo chính là tiện nhân ngươi đây. Hôm nay ngươi phải vì mẫu thân của ta. Lôi Tú, thân tộc đã chết của ta, trả giá đắt. Dương Biện quát lớn, hất Dương Thiên Hữu ra. Dương Thiên Hữu chật vật nhào vào trên lưng cự ngạc, trừng màn mắt lên, ung dung tỉnh lại. Mẫu thân, nơi này là Hải Thần Đảo sao? Ta trở lại Hải Thần Đảo rồi. Thế nhưng, Dương Thiên Hữu vô ý thức muốn đưa tay che trên trán. Hắn là Dương Thiên Hữu, hắn là thiên tài mạnh nhất Dương gia, hắn càng là thống lĩnh tương lai của Hải Thần Đảo. Hắn không thể để cho gia tộc nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn, càng không thể để gia tộc nhìn thấy tràng cảnh linh văn của hắn bị phế. Nhưng, thời điểm đang hắn nâng tay phải lên, Dương Biện ở phía sau lại đột nhiên giơ đồ thần chiến kích lên. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, cánh tay phải của Dương Thiên Hữu bay ra ngoài. A! Dương Thiên Hữu hét lên đầy thê lương, triệt để tỉnh lại hẳn, hắn gắt gao ôm lấy bả vai trào máu, lăn lộn ở trên lưng cự ngạc. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Dương Ngọc Chân gào thét. Thân tộc của Dương Ngọc Chân cũng lớn tiếng gầm thét. Dương Biện, nên dừng lại đi. Ngươi đã phế hắn đi, không cần thiết lại tổn thương hắn. Dương Biện bỗng nhiên động đồ thần chiến kích trong tay, tàn nhẫn đánh xuyên bả vai bên trái Dương Thiên Hữu, mũi kích xoay tròn, chấn vỡ bả vai, tháo xuống cánh tay trái. A! À, Dương Thiên Hữu đau đớn kêu rên. Thân thể vốn đã mệt mỏi suýt chút nữa lại ngất đi. Dừng tay, mau dừng tay, các ngươi lên cho ta, mau ngăn cản hắn. Dương Ngọc Chân sụp đổ thét lên. Giống. Long Cốt Cự Ngạc ngẩng đầu gào thét, các cường giả Dương gia kinh hãi nhao nhao lui lại, không có người nào dám bước về phía trước ngăn cản. Dương Biện mang theo chiến kích, chỉ về phía Dương Thiên Hữu, lên tiếng hô to. Đây chính là cuộc chiến thứ 3 của ngươi, xốc lại tinh thần cho ta. Giết ta! Dương Thiên Hữu miệng đầy máu tươi, gào thét dữ tợn. Không được, không nên giết hắn, trả hắn lại cho ta.
Dương Ngọc Trân thét lên. Dương Biện mặt không thay đổi lại lần nữa vùng chiến kích lên, đánh ra cương phong sắc bén, trong nháy mắt đã nổ nát hạ bộ của Dương Thiên Hữu. A! À, Dương Thiên Hữu đau đớn quỳ trên mặt đất, gương mặt vặn vẹo, hai chân run rẩy. Sỉ nhục. Đây là sỉ nhục mà hắn không thể nào thừa nhận. So với giết hắn còn muốn đau đớn hơn. Lúc này Khương Phàm đi đến phía trước, ngăn chặn miệng Dương Thiên Hữu, lấp một chút đan dược, giúp hắn ổn định thương thế, đừng tùy tiện chết. Đây là cuộc chiến thứ ba của ngươi, đứng lên cho ta. Dương Biện cầm chiến kích trong tay, cao giọng gào thét. Giết ta, ta ở địa ngục chờ ngươi. Địa ngục, ngươi sẽ thần hồn câu diệt, triệt để tiêu vong. Dương Biện giơ lên chiến kích, đánh vỡ nát đùi phải của Dương Thiên Hữu. Xương máu vẩy ra, hình ảnh thảm liệt để rất nhiều tộc nhân Dương gia đều nhìn không được. Dương Biện, ngươi thả hắn, thả hắn. Dương Ngọc Trân rốt cuộc cũng tránh thoát khỏi tộc nhân, vào tới phía trước. Quỳ xuống. Dương Biện quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng. Ta bảo ngươi thả hắn. Ta bảo ngươi quỳ xuống. Dương Biện lại dùng chiến kích đánh vỡ nát cái chân còn lại của Dương Thiên Hữu. Thiên Hữu, ta bảo ngươi quỳ xuống. Dương Biện giơ lên chiến kích, đánh xuyên bụng Dương Thiên Hữu, giơ, người người đẫm máu, nảy lên giữa không trung, chỉ đến Dương Ngọc Trân. A! À, Dương Thiên Hữu thê lương gào thét, đau đến không muốn sống. Dừng tay. Rốt cuộc hai vị thánh tổ Dương Hồng Liệt, Dương Đồng Quang cũng đuổi tới, nhưng tình cảnh trước mắt đã để cho sắc mặt bọn hắn đều trở nên cực kỳ khó coi. Dương Ngọc Trân kêu khóc lên án. Thánh tổ, ngài phải chủ trì công đạo cho chúng ta. Tên xúc sinh kia mưu hại phụ thân, tính toán thánh tổ, bây giờ lại giết hy vọng của Dương gia, hắn chết không yên lành. Tiện nhân, ta bảo ngươi quỳ xuống. Dương Biện không nhìn đến hai vị thánh tổ giáng lâm, kích thích khí tức u minh bên trong chiến kích, xâm nhập ý thức mệt mỏi của Dương Thiên Hữu. A a a, giết ta đi, giết ta đi. Thân thể Dương Thiên Hữu giãy giụa kịch liệt, khóc giống kêu rên, thanh âm thê lương để các tộc nhân Dương gia trên bến tàu đều rùng mình. Dương Biện, người quá mức, buông người xuống cho ta. Dương Đồng Quang gầm thét, thánh uy cuồn cuộn giống như nhấc lên sóng lớn, mãnh liệt đánh về phía Dương Biện. Giống. Long cốt cự ngạc vô cùng phấn chấn, nó dâng lên cuồn cuộn không khí, ngạnh kháng thánh uy của Dương Đồng Quang. Dương Biện đón lấy Dương Đồng Quang bên trong thủy triều va chạm hỗn loạn, lạnh lùng nói. Lão tặc ngươi còn chưa xứng nói quá phận với ta. Làm càn. Dương Đồng Quang tức giận, đường đường là thánh tổ thứ hai của Dương gia, lại bị hậu bối mắng là lão tặc, nghịch tử này đúng là đại nghịch bất đạo. Bớt dùng bài này với ta, hôm nay ta trở về, chính là muốn để cho các ngươi nghinh tiếp, đều quỳ xuống, tiếp lấy cho ta. Hỗn trướng, ngươi cho rằng Dương gia rời khỏi ngươi không được sao? Ta không phải nói cùng lão tặc ngươi, ta nói cùng tổ huấn Dương gia. Tổ huấn Dương gia, nếu như sinh ra viễn cổ kình hồn, lập tức khâm định là người thừa kế gia tộc. Bây giờ, ta mang theo viễn cổ kình hồn trở về, trên danh nghĩa chính là người thừa kế của các ngươi. Ngươi đã không còn là người của Dương gia. Ngươi nói, ngươi tính là cái rắm gì? Ngươi muốn chết? Ngươi giết chết ta thử một chút, ta đứng ở chỗ này, đến đây, giết ta đi. Lão tặc, ngươi, không dám sao, Dương gia không phải của Dương Đồng Quang ngươi, là các tổ tông vất vả sáng lập. Duy trì Dương gia sinh tồn phát triển cũng không phải lão già như ngươi, là tổ huấn, là tộc quy. Hỗn trướng, Dương gia không thể nào giữ lại nghịch tử như ngươi thế này. Dương Đồng Quang cao ngạo cả đời, chưa từng nhận qua khiêu khích cùng nhục nhã như vậy, hắn giận dữ gầm lên liền muốn giết qua. Đủ rồi. Dương Hồng Liệt bắt lấy Dương Đồng Quang, đi đến phía trước nói. Ngươi muốn trở về. Ta có thể trở về Hải Thần Đảo, nhưng có ba cái kiện. Ngươi còn có điều kiện. Đầu tiên, Dương Ngọc Trân cùng thân tộc của bà ta, rút gân lột ra toàn bộ, thi thể bạo chiếu 3 năm, xóa tên toàn bộ khỏi gia phả. Dương Biện thốt ra điều kiện đầu tiên để đám người Dương gia hít vào từng ngụm khí lạnh. Dương Ngọc Trân và đám thân tộc chửi ầm lên, thật sự là cực kỳ tức giận, hận không thể xé sống Dương Biện. Dương Biện tiếp tục hô to. Điều kiện thứ hai, nếu như Dương Biện ta trở về, không làm người thừa kế. Trực tiếp chính là tộc trưởng, ta muốn toàn quyền quản lý tất cả sự vụ Dương gia. Nhưng trước khi ta trở về, tất cả tộc nhân Hải Thần Đảo, lên tới Dương Đồng Quang, xuống đến Hải Đồng 10 tuổi,
toàn bộ quỳ xuống, lễ bái 33 ngày, hô to cung nghênh tộc trưởng 100.000 lần. Dương Đồng Quang quát tháo. Dương Biện, người biết người đang nói cái gì không? Người chưa tỉnh ngủ sao? Dương Biện giơ lên ba đầu ngón tay, hô to. Điều kiện thứ ba, Dương gia hướng thần vực chi hải, công khai sự thật năm đó Dương gia, Lý gia, Ngụy gia, liên thủ mưu hại ta, công khai tất cả những người tham dự. Tất cả những của người Dương gia trực tiếp hay gián tiếp tham dự, lưu vong tang thi đảo. Ngay cả Dương Hồng Liệt cũng đều mày nhíu lại, công khai ba nhà hợp mưu. Cái này không chỉ đang nhục nhã Dương gia, còn muốn công khai hành hình đối với Lý gia Ngụy gia. Đây là muốn gác toàn bộ mặt mũi của Hải Thần Đảo ở trên lửa nướng, muốn để Hải Thần Đảo tại thần vực chi hải mất hết thể diện. Dương Đồng Quang chỉ đến Dương Biện, tức giận la mắng. Ngươi chỉ lo mình thống khoái, trong mắt ngươi còn có Dương gia không, có Hải Thần Đảo không? Chỉ bằng tư thái ngươi bây giờ, còn muốn trở về thống lĩnh Dương gia. Vọng tưởng, Dương Biện vẫn giữ lấy Dương Thiên Hữu, lạnh lùng nói. Ba điều kiện, hoàn toàn thỏa mãn, Dương Biện ta trở về lãnh đạo các ngươi, nếu không. Không bàn nữa. Cuồng ngạo, ngươi nên chết tại 10 năm trước. Mấy trăm năm qua Dương Đồng Quang đều không có tức giận qua như vậy, tức giận đến mức lông mày đều đang run rẩy. Các tộc lão Dương gia cũng đều tức giận không kiềm chế được, quá phận, thật sự là quá phận. Không chỉ có đưa ra điều kiện khuất nhục, còn muốn toàn bộ Hải Thần Đảo quỳ xuống khẩn cầu hắn trở về. Thật chẳng lẽ coi là Dương gia rời khỏi hắn thì không thể nào sinh tồn sao? Dương Biện cười lạnh. Ta chết đi, Hải Thần Đảo liền xong rồi. Đừng lại hy vọng xa vời tộc nhân trong thế giới mới còn sống trở về, tại một khắc thế giới mới phong bế, cái chết của bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Các ngươi còn không biết tình huống nơi đó nhỉ, nhưng ta, rất rõ ràng. Nơi đó có 38 ngọn tổ nguyên sơn, có 38 loại yêu chủ ở, số lượng thánh linh cảnh còn có hơn 40. Trừ tổ nguyên sơn, còn có giới nguyên sơn thật sự khống chế thế giới mới, chủ nhân giới nguyên ở nơi đó, cảnh giới. Chính ngươi đoán, thế giới mới lấy giới nguyên sơn làm chủ, tổ nguyên sơn làm phụ, tạo thành pháp trận ngang qua hơn 10 vạn dặm núi sông. Muốn phá vỡ pháp trận, chỉ ít là cần lực lượng gấp đôi thế giới mới trở lên, cũng chính là 80 vị thánh linh trở lên. Các ngươi cảm giác, thần vực chi hải có thể đạt được đội hình như vậy. Bọn người Dương Hồng Liệt cau chặt lông mày, lập tức truy vấn. Làm sao ngươi biết được? Dương Biện không có trả lời, mà là tiếp tục nói. Đám người Hải Thần Đảo bị vây ở bên trong kia, chiếm 2/3 lực lượng Dương gia Lý gia. Thực lực Hải Thần Đảo bây giờ hạ xuống đến trình độ yếu nhất từ ngàn năm nay. Mà hai lão gia hỏa các ngươi, cũng đã 100-200 năm tuổi, trước khi các ngươi chết, có thể bồi dưỡng cho Dương gia mấy bán thánh, mấy thánh nhân. Thiên Kiếm Thần Tông đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt, một khi các ngươi yếu ớt đến không chịu nổi một kích, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội. Hải Thần Đảo còn muốn khiêu chiến Hoàng Đạo, các ngươi có thể bảo trụ địa vị hoàng tộc, liền xem như may mắn rồi. Dương Đồng Quang quát tháo. Ta đang tra hỏi ngươi, làm sao ngươi biết được? Ngươi tính là cái rắm gì? Ta muốn nói, đó là ta vui lòng, ngươi muốn biết, quỳ xuống đến mà hỏi. Làm càn. Lão già, ngươi có đảm lượng thì liền giết chết ta, không có can đảm ngươi phải kính lấy ta. Ngươi, ngươi. Dương Đồng Quang bỗng nhiên quay người, nói với thánh tổ đầu tiên, Dương Hồng Liệt. Nếu như bọn hắn đều đã chết, chúng ta cũng không cần phải lại đăng lâm thiên khải chiến trường. Không mưu đồ hoàng đạo, chúng ta không cần thánh vương. Dương gia chúng ta mặc dù sẽ mệt mỏi mấy chục năm mấy trăm năm, nhưng có kình hồn ngủ say trong tổ từ, Thiên Kiếm Thần Tông tuyệt đối không dám mạo phạm. Sắc mặt Dương Hồng Liệt âm trầm, lại trầm mặc không nói gì. Mặc dù hắn tức giận, bất mãn. Nhưng hắn là thánh tổ đầu tiên, là người dẫn dắt Dương gia. Thứ hắn cần là toàn cả gia tộc phụ trách phát triển, không chỉ là trước mắt, còn có tương lai. Dương Thiên Hữu đã bị phế đi, rất có thể sẽ lập tức chết trên tay Dương Biện. Hai vị thánh tổ Dương gia đều đã chết, hắn và Dương Đồng Quang đều đã 400-500 tuổi, tuổi thọ cũng không có bao nhiêu năm nữa. 7 cường giả niết bàn cảnh đều bị vây ở thế giới mới, chờ đợi cái chết. Dương gia không chỉ có cao tầng mệt mỏi, trung tầng cũng có đoạn tầng. Tình huống Lý gia cũng không dễ chịu. Cho nên Dương Biện nói không sai, Hải Thần Đảo ở vào trình độ yếu nhất từ ngàn năm nay, thay lời khác mà nói,
thế hệ này của bọn hắn lãng phí tài nguyên mà các vị tổ tiên dùng thời gian ngàn năm tích lũy, mà hết thảy này còn không phải chinh chiến thiên khải, mà bắt nguồn từ nội đấu. Hắn sắp phải chết, hắn phải đối mặt với tiên tổ Dương gia như thế nào đây? Sau khi hắn chết, Dương gia lại nên vượt qua trời đông giá rét như thế nào? Dương Đồng Quang xem xét Dương Hồng Liệt trầm mặc, lập tức hô to. Thánh Tổ, ngài không thể nào bị hắn mê hoặc, hải thần đảo chúng ta là bị thương tổn, nhưng chúng ta còn không có suy yếu đến không chịu nổi một kích. Nếu như thế giới mới thật sự vây chết tất cả mọi người ở bên trong, toàn bộ thần vực chi hải đều bị thương nặng, Thiên Kiếm Thần Tông làm hoàng đạo liền không khả năng tại trong vòng trăm năm xâm phạm bất kỳ thực lực bên nào. Chúng ta còn có Dương Thiên Khuyết, chúng ta còn có số lượng lớn tài nguyên mang về từ thế giới mới, chúng ta còn có thể phát triển. Dương Thiên Khuyết, còn sống. Dương Biện nhíu mày. Ngươi cho rằng thế nào? Mệnh của Dương Thiên Khuyết không có đến đường cùng, kẻ đáng chết chính là ngươi. Dương Ngọc Trân ở phía xa hô to. Dương Biện giơ cao Dương Thiên Hữu. Quá tốt rồi, ông trời mở mắt, để cho ta có thể tự mình giết đôi cẩu nam nữ các ngươi. Bảo Dương Thiên Khuyết cút ra đây, lập tức, nếu không ta giết Dương Thiên Hữu. Ngươi dám giết Dương Thiên Hữu, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ còn sống mà đi ra khỏi hải thần đảo. Dương Ngọc Trân quỳ xuống trước Dương Hồng Liệt, cao giọng thỉnh cầu. Thánh Tổ, Dương Biện đầy ngập thù hận, hận thấu tất cả mọi người của Dương gia, nếu như giao gia tộc đến trên tay hắn, rất có thể hắn sẽ hủy Dương gia, thậm chí hủy hải thần đảo. Xin ngài hãy nghĩ lại. Thân tộc của Dương Ngọc Trân cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Thánh Tổ, hắn là phản nghịch của Dương gia, lừa giết Thánh Tổ, mưu hại người thân, tội không thể tha. Hôm nay hắn đã tới chính là đến báo thù đến nhục nhã, chúng ta không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Còn xin cưỡng ép bắt lấy. Số lượng lớn tộc nhân Dương gia đều nhao nhao quỳ xuống, thỉnh cầu Thánh Tổ nghĩ lại. Bọn hắn thực sự khó mà tiếp nhận tư thái điên cuồng bây giờ của Dương Biện. Tuyệt đối không thể tùy ý bài bố. Dương Hồng Liệt nhắm mắt lại, lâm vào lựa chọn đau đớn. Hắn đương nhiên biết rõ trong lòng Dương Biện có hận, nhưng hắn càng cần hơn là cân nhắc sự phát triển của Dương gia. Bây giờ nếu như hắn trực tiếp giết Dương Biện, đương nhiên thống khoái tất cả mọi người, nhưng nếu như sau này Dương gia thậm chí hải thần đảo thật sự gặp được nguy cơ, hắn chết cũng không nhắm mắt, hậu thế tử tôn càng có thể chịu tội, toàn bộ đều sẽ định ở trên đầu của hắn. Muốn cùng Dương Biện thỏa hiệp sao? Lấy oán giận của Dương Biện, cùng mâu thuẫn và hỗn loạn bây giờ của Dương gia, nếu như hơi khống chế không thích đáng, rất có thể Dương gia sẽ sụp đổ mất, càng sẽ liên lụy đến hải thần đảo. Dương Biện đột nhiên bay lên không, lên tiếng gào thét. Dương Thiên Khuyết, cút ra đây cho ta, cút ra đây tiễn đưa cho Dương Thiên Hữu. Dương Đồng Quang gầm thét. Câm miệng cho ta, ngươi không được Dương gia tiếp nhận, ngươi là người ngoài. Là tội nhân, người không có tư cách hô to gọi nhỏ tại địa bàn Dương gia. Dương Biện đột nhiên nhắm ngay Dương Ngọc Trân. Trong vòng một khắc đồng hồ, ta sẽ giết Dương Thiên Hữu. Không muốn nhìn con của ngươi chết thì kêu Dương Thiên Khuyết đi ra cho ta. Đừng cho rằng ta đang nói đùa, nếu hôm nay ta đã tới thì đã làm tốt chuẩn bị chịu chết. Nhanh đi mời tộc trưởng. Dương Ngọc Trân không muốn bị uy hiếp, nhưng với tình huống này bây giờ... Thật đúng là cần cái kẻ làm phụ thân Dương Thiên Khuyết kia ra mặt. Đứng lại cho ta, ai bảo các ngươi đi. Dương Đồng Quang lập tức quát bảo ngưng lại. Cục diện này bây giờ, không phải hẳn là tộc trưởng nên ra mặt sao? Dương Ngọc Trân đáp lễ. Đây cũng không phải chuyện nhà, mà là chuyện của gia tộc. Lẽ ra nên là thánh tổ chúng ta ra mặt. Dương Thiên Khuyết là phụ thân hắn, sinh dưỡng hắn, càng thích hợp đàm phán. Ta nói không được là không được. Vì sao? Không được. Dương Đồng Quang đưa ánh mắt cảnh cáo Dương Ngọc Trân. Dương Ngọc Trân đang muốn chất vấn, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Chẳng lẽ Dương Thiên Khuyết đã được một vị thái cổ kình hồn nào đó tán thành, đang dung hợp? Dương Biện nhìn Dương Đồng Quang, lại nhìn Dương Ngọc Trân, âm thầm cảnh giác. Người của cả gia tộc đều tới, nếu như Dương Thiên Khuyết còn sống, vì sao lại không xuất hiện? Vì sao Dương Đồng Quang lại muốn cực lực ngăn cản? Dương Đồng Quang nói với Dương Hồng Liệt. Ta đề nghị lập tức xử tử Dương Biện, không thể để cho gia tộc rơi xuống tay của một kẻ như vậy. Hắn thiên phú mạnh hơn, nhưng phẩm hạnh có vấn đề, trong lòng lại có hận, không thể thống lĩnh toàn tộc. Chúng ta không thể chỉ cân nhắc tình huống Dương gia, cũng phải cân nhắc cảm nhận của Lý gia cùng Ngụy gia.
Bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp nhận chúng ta mời Dương Biện về. Dương Ngọc Trân. Dương Biện đột nhiên quát lên, giơ chiến kích đến Dương Ngọc Trân. Làm gì? Dương Ngọc Trân nhìn, người khô, trên chiến kích, vừa vội vừa giận. Hắn là ai? Hài tử của ta, Thiên Hữu. Ngươi có ý gì? Ngươi nuôi lớn hắn từ nhỏ, vất vả nhỉ? Cái gì? Ngươi xem mệnh của hắn so với mệnh của ngươi đều muốn nặng hơn. Đương nhiên, ngươi muốn làm gì? Dương Ngọc Trân nhíu mày, chẳng lẽ muốn nàng chủ động đi qua, đổi lại Dương Thiên Hữu? Các tộc nhân Dương gia trên bến tàu càng không hiểu thấu, đây là thế nào? Sao hôm nay Dương Biện lại điên điên khùng khùng thế này? Dương Biện chọn Dương Thiên Hữu tiếp tục hỏi. Bồi dưỡng một nhi tử như thế, ngươi kiêu ngạo sao? Hắn là kiêu ngạo của ta, so với ngươi còn ưu tú hơn. Nhìn kỹ mặt của hắn một chút. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nhìn cho kỹ. Ta nhìn đây. Bành. Một tiếng bạo hưởng, Dương Thiên Hữu chỉ còn thân thể, bỗng nhiên cái đầu liền. Nổ. Dương Biện, giết Dương Thiên Hữu. Trực tiếp dùng năng lượng thảm liệt bên trong chiến kích chấn vỡ nát. Bến tàu bỗng nhiên an tĩnh, tất cả mọi người như bị sét đánh cứng ở tại chỗ, gắt gao tiếp cận hình ảnh huyết nhục văng tung tóe kia. Chết, thần hồn câu diệt, không vào luân hồi. Dương Biện hạ chiến kích xuống, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn bến tàu. Không. Dương Ngọc Trân tiếng hét thê lương, ngồi liệt trên mặt đất. Dương Biện, ngươi phải chết. Rốt cuộc Dương Đồng Quang cũng không thể kìm nén được nữa, tiếng hắn gầm thét như thủy triều, giết tới phía Dương Biện. Dương Biện cao giọng quát hỏi thánh tổ đầu tiên. Dương Hồng Liệt, ngươi chỉ có mấy chục năm tuổi thọ, sau khi chết muốn để người lỗ mãng như vậy tiếp quản Dương gia, ngươi chết mà nhắm mắt sao? Dương Đồng Quang, dừng tay. Dương Hồng Liệt hét lớn, thánh uy kinh khủng trực tiếp khóa chặt Dương Đồng Quang. Lão tổ, ngài không thể nào bị hắn khống chế. Dương gia còn không có xuống dốc đến không thể rời bỏ một tên xúc sinh. Dương Đồng Quang dừng ở nửa đường, tức giận hô to. Ta bảo ngươi dừng tay. Dương Hồng Liệt sâu hít một ngụm khí lạnh, làm ra quyết định. Lão tổ, nghĩ lại đi. Dương Đồng Quang đột nhiên quay người, quỳ một gối xuống đối với Dương Hồng Liệt. Lão tổ, nghĩ lại đi. Dương Ngọc Trân và toàn bộ tộc nhân Dương gia quỳ xuống thành một mảnh. Dương Biện, ta và ngươi nói chuyện. Dương Hồng Liệt quay người, đi đến sâu trong hòn đảo. Dương Biện tay cầm chiến kích, thả người nhảy xuống long cốt cự ngạc, nhanh chân đi đến bãi cát. Vẻ mặt của các tộc nhân Dương gia trở nên phức tạp, muốn ngăn cản nhưng lại kiêng kỵ. Dương Thiên Khuyết lại còn sống. Khương Phàm đứng ở trên lưng long cốt cự ngạc, có chút ngoài ý muốn. Vì sao Dương Đồng Quang không mời hắn đi ra? Chẳng lẽ là đang dung hợp tài nguyên mang ra từ trong thế giới mới, đột phá đến thánh linh cảnh? Khương Qua có chút bận tâm. Nếu như Dương Thiên Khuyết đột phá đến thánh linh cảnh, Dương gia không có khả năng hy sinh hắn, nhất là dưới loại tình thế này. Mà, nếu như Dương gia có được ba thánh linh, cũng không nhất định phải có Dương Biện. Sao Dương Thiên Khuyết lại có thể còn sống? Là phô trương thanh thế sao, hay là... Khương Phàm cau mày, cẩn thận hồi tưởng đến lúc Dương Đồng Quang cùng Dương Ngọc Trân phản ứng. Lúc ấy bọn hắn giống như rất khẩn trương. Khương Qua cũng cẩn thận hồi tưởng đến. Nếu như Dương Thiên Khuyết thật sự đang đột phá, Dương Đồng Quang đều có thể cao điệu nói ra để dọa Dương Biện, nhưng bọn hắn đều không có. Chẳng lẽ, Dương Thiên Khuyết bị thương nặng, bây giờ đang tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Hẳn là tình huống tương tự. Khương Phàm thở phào, chỉ cần không phải đang đột phá thánh linh cảnh thì còn dễ nói. Trên bờ cát, càng lúc càng tụ nhiều người, ngay cả người của Lý gia, Ngụy gia sau khi lấy được tin tức cũng lục tục chạy tới nơi này. Đó là long cốt cự ngạc sao? Long cốt cự ngạc cảnh giới bán thánh, Dương Biện hàng phục trong thế giới mới sao? Chú ý con rùa đen kia, khí tức rất cường đại, hẳn là cũng không phải phàm phẩm. Đó là nhị đệ của Dương Biện, Lục Du sao, thật sự là thiên phẩm linh văn. Long Lân Lôi Mã, Khương Qua, đó là tán tu danh chấn thần vực chi hải. Không phải còn có hai người nữa sao? Dực Long cùng tinh thần linh văn. Người của Lý gia cùng Ngụy gia đứng ở đằng xa nhìn quanh nghị luận, đây là lần đầu tiên bọn hắn thật sự được nhìn thấy những kẻ được gọi là các huynh đệ của Dương Biện. Lục Du. Lý Hoàng cách rất xa đánh giá nam tử trên lưng cự ngạc. Lại có loại cảm giác quen thuộc không nói được,
thật giống như đã thấy qua ở nơi nào đó rồi. Lúc trước hắn đều bế quan, trước mấy ngày mới đột phá xuất quan, sau đó nghe được chuyện liên quan tới Dương Biệt, tới thế giới mới, nhưng cũng không có quá hiểu rõ, nhưng bây giờ càng quan sát càng có cảm giác cổ quái. Lão tứ là tinh thần linh văn, lão ngũ là dược long linh văn. Lý Hoàng hỏi người bên cạnh, cũng đều là chí tôn thánh phẩm. Bọn hắn đều gọi là cái gì? Chu Ngao, Hàn Thú, hình như là vậy. Chu Ngao, Hàn Thú, tinh thần, dược long, mặt nạ. Lý Hoàng nhìn qua thân ảnh kia, thể hiện càng ngày càng phức tạp. 10 năm trước, là ai đã cứu được ngươi? Dương Hồng Liệt mang theo Dương Biện đi đến bên vách núi xa xa. Các huynh đệ của ta, chính là mấy kẻ kia ngươi kết nghĩa. Ngươi là hỏi cái này. Dương Hồng Liệt đón gió biển ướt át, nhẹ giọng thở dài. Dương gia có lỗi với ngươi, nhưng Dương Thiên Hữu chết rồi, dừng ở đây đi. Mặt Dương Biện lại lạnh lẽo, không thể che hết sát ý. Ngươi sai, Dương gia dưỡng dục ta, nhưng cũng đã giết ta, giữa chúng ta đã không có dây dưa, cũng không có ân oán. Những gì ta làm bây giờ là vì mẫu thân của ta, là vì Lôi Tú. Muốn ta về Dương gia tiếp quản gia tộc, nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện của ta, thiếu một cái đều không được. Ta biết trong lòng ngươi có hận thù, nhưng ngươi muốn tiếp quản Dương gia thì không thể làm quá tuyệt, nếu không ngươi khống chế gia tộc như thế nào, lãnh đạo tộc như thế nào. Ngươi lại sai, không phải ta xin ngươi tiếp quản gia tộc, bây giờ là các ngươi đang cầu xin ta tiếp quản. Có người không phục, giết, có người không phối hợp, giết. Dương gia kéo dài cho đến nay, phe phái rắc rối phức tạp, loạn thành một bầy, ta vừa vặn giúp đỡ các ngươi cố gắng thanh lý, một lần nữa tạo nên một gia tộc cường đại kỷ luật nghiêm minh thật sự. Dương Hồng Liệt cau chặt lông mày. Dương Biện, Dương gia không có xuống dốc đến mức xin ngươi trở về. Lấy thân phận của ngươi, hẳn phải biết thái cổ kình hồn phong tồn trong tổ từ, chỉ cần Dương gia có thể nuôi dưỡng được bán thánh liền không sợ uy hiếp. Dương Lý hai nhà mặc dù bị trọng thương, nhưng Hải Thần Đảo còn có Ngụy gia, lấy năng lực luyện đan của bọn hắn, hoàn toàn có thể trợ giúp hai nhà Dương Lý trong thời gian ngắn vượt qua nguy cơ, nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Dương Biện rất thẳng thắn. Vậy xử tử ta đi, các ngươi từ từ phát triển, chúc các ngươi may mắn. Dương Hồng Liệt trầm ngữ khí xuống. Nếu như ngươi vẫn là thái độ này. Ta thái độ gì, ngươi nói ta có thái độ gì, ngươi đang cùng ta bàn bạc thái độ. Dương Biện lạnh lẽo đột nhiên dữ tợn, chỉ vào Dương Hồng Liệt tức giận nói. Các ngươi không chỉ có xử tử ta, còn đồ sát mẫu tộc ta, ngươi không chỉ để cho vị hôn thê của ta gả cho kẻ thù, cuối cùng còn chết thảm ở trong địa lao. Ta có thể có thái độ gì, đừng có lại nói ơn dưỡng dục với ta. Mẹ nó, ta cảm thấy buồn nôn, các ngươi là dưỡng dục ta sao? Các ngươi coi ta thành kíp nổ mà bồi dưỡng, ta hoàn toàn có thể tìm Thiên Kiếm Thần Tông nương tựa, đồ diệt Hải Thần Đảo. Ta còn có thể dùng những cách khác, tiếp tục báo thù Hải Thần Đảo, để cho các ngươi dần dần xuống dốc, một kẻ lại tiếp một kẻ chết ở trước mặt ta. Tin tưởng ta, chỉ cần Dương Biện ta có thể trưởng thành đến cảnh giới Thánh Vương, ta chính là vua không gì làm không được của thần vực chi hải này. Ta giết các ngươi, như giết chó. Huyết tẩy Hải Thần Đảo, ta không chút lưu tình. Ta có thể trở về, không phải bởi vì bọn hỗn chứng các ngươi đây, là bởi vì trong người ta chảy dòng máu của Dương gia, ta có linh văn kình hồn, là bởi vì ta nợ ân nhân cứu mạng của ta, ta phải trả. Ta muốn, trả. Dương Biện dữ tợn, giống như ác quỷ, tiếng hắn khàn giọng gào thét vang vọng thật lâu trên vách núi. Dương Hồng Liệt nhìn gương mặt dữ tợn của Dương Biện, càng nhăn chặt lông mày, nhưng, sau một hồi lâu, cuối cùng cảm xúc phức tạp vẫn hóa thành một tiếng thở dài. Dương Biện bình phục lại tâm tình, lạnh lùng nói. Giao Dương Thiên Khuyết ra, lại thỏa mãn 3 điều kiện ta nói, ta sẽ cân nhắc trở lại Hải Thần Đảo. Dương Hồng Liệt lắc đầu. Dương Thiên Khuyết là gia chủ đương đại của Dương gia, chỉ cần còn sống liền đại biểu cho Dương gia, chỉ cần không có phạm sai lầm thì không khả năng bị trục xuất. Ngươi muốn xử tử Dương Thiên Khuyết, tuyệt đối không thể nào. 3 điều kiện mà ngươi nói, tàn khốc hà khắc, hoàn toàn không để ý đến mặt mũi Dương gia, cũng không thể nào đạt tới. Dương Biện quay người rời khỏi. Từ từ cân nhắc, lúc nào đã suy nghĩ kỹ lúc đó đi tìm ta. Yêu cầu của ta, vĩnh viễn không thay đổi. Ta chính là muốn Dương gia, quỳ xuống đi cầu xin ta. Chờ một chút, nếu ngươi trở về thì không thể lại rời khỏi.
ngươi lo lắng ta tìm Thiên Kiếm Thần Tông nương tựa. Nếu như ta thật sự hợp tác cùng Thiên Kiếm Thần Tông, tại thế giới mới liền có 10.000 cách vây bắt toàn bộ Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo. Ngươi đã tới Hải Thần Đảo, lại có thể còn sống rời khỏi, đây đối với Thiên Kiếm Thần Tông mà nói là chính là một tin tức hỏng bét. Bọn hắn không thể nào để cho ngươi tiếp quản Dương gia, không chiếm được liền sẽ hủy đi. Ta sẽ không ở lại thần vực chi hải, bọn hắn tìm không thấy ta. Ngươi cho rằng bọn hắn tìm không thấy, và bọn hắn có thể tìm tới ngươi hay không, là hai việc khác nhau. Ngươi nhất định phải ở lại Hải Thần Đảo, chờ sau khi ta cùng hai vị thánh tổ Lý gia Ngụy gia thương lượng, mới quyết định. Ta có thể ở lại, nhưng, nếu như các ngươi muốn ta chết liền trực tiếp xử tử ta, đừng tiếp tục làm cái gì ngoài ý muốn với ta, rất thẳng thắn một lần. Nếu như muốn ta sống, điều kiện của ta vĩnh viễn không thay đổi. Dương Biện vẫn thể hiện tư thái cường thế tuyệt đối không lùi bước của mình như cũ. Dương Hồng Liệt lắc đầu, ngược lại hỏi. Tình huống của thế giới mới, người nói đều là thật. Ngàn lần chính xác, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Làm sao ngươi biết được? Xác thực mà nói, nơi đó là do chúng ta phát hiện, cũng là do chúng ta mở ra. Đừng lại phí tâm tư đi cứu, nếu như, ta nói là nếu như, bình chướng thế giới mới đột nhiên biến thành vòng xoáy liền có thể để tất cả mọi người ở thần vực chi hải tụ tập ở nơi đó, một mẻ hốt gọn. Dương Biện rời khỏi vách núi, về tới bến tàu đầy người chen chúc. Tất cả người của Dương gia đồng loạt nhìn sang, vẻ mặt phức tạp. Bình yên vô sự trở về rồi. Chẳng lẽ thánh tổ đầu tiên đã làm xong ước định cùng Dương Biện? Người của Lý gia Ngụy gia nhíu mày nhìn Dương Biện. Cái tên đã từng là thiên kiêu số một của Hải Thần Đảo này lại dùng tư thái như vậy trở lại Hải Thần Đảo. Bọn hắn không thể không bội phục sự dũng cảm của Dương Biện, cũng không thể không thừa nhận Dương Biện chọn thời cơ quá xảo diệu. Nếu như Dương gia muốn Dương Biện chết, Dương Biện sẽ triệt để chết, lại không còn hy vọng gì nữa. Nếu như Dương gia muốn Dương Biện sống, Dương Biện sẽ tiếp quản Dương gia, thậm chí Hải Thần Đảo. Đây là một trận đánh cược. Thánh tổ đầu tiên đâu? Sau khi Dương Đồng Quang thét lên ra lệnh tộc nhân ngăn Dương Biện lại, hắn đã chạy tới vách núi nơi xa. Thánh tổ nói chuyện gì với ngươi rồi? Dương Ngọc Trân đi đến trước mặt Dương Biện. Đùng! Dương Biện ra tay như điện, một tay bóp lấy cổ Dương Ngọc Trân, bỗng nhiên giơ lên giữa không trung. Năm ngón tay như móc câu, đâm rách ra thịt, bóp lấy xương sau cổ. Dương Biện, buông nàng ra cho ta. Sắc mặt đám người Dương gia đột nhiên biến đổi, giận dữ quát tháo. Dương Biện dữ tợn, gắt gao bóp lấy cổ Dương Ngọc Trân, tiếng xương vỡ vụn răng rắc rõ ràng đến chói tai. Dương Ngọc Trân bị bóp đến đỏ tái cả mặt lên, toàn thân run rẩy. Đám người gầm thét, muốn cứu người, lại sợ hắn giết Dương Ngọc Trân thật. Dương Biện để Dương Ngọc Trân vừa lúc ngạt thở hôn mê liền ném xuống đất giống như ném rác rưởi. Bà ta phải sống cho tốt, chậm rãi thưởng thức cảm giác đau đớn mất con.